Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1521, Lệ Nghiêm Sơn chết. Phản bội đêm Đông Biển bọn hắn Diêu Thiên. Hắn nhìn thấy Lệ Nghiêm Sơn sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, hắn hiện tại tính là hoàn toàn nương nhờ vào Lệ Nghiêm Sơn, hắn đương nhiên muốn tranh thủ về sau Lệ Nghiêm Sơn trọng dụng hắn. Thế là, tạo hóa cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh Phong Diêu Thiên, hắn vượt trước một bước, hắn cung kính đối với Lệ Nghiêm Sơn nói ra, lệ tộc trưởng, lấy thân phận của ngài, ngài đối với người này tộc tiểu giác rưởi động thủ, chuyện này quả thật là ô uế tay của ngài. Siêu thiên khinh thường liếc mắt nhìn Diệp thần phong sau, hắn tiếp tục nói, lệ tộc trưởng, liền để cho ta tới vì ngài làm giúp đi. Để cho ta tới trước tiên phế bỏ tu vi của tiểu tử này, sau đó chúng ta có thể từ từ dần vặt tiểu tử này. Chúng ta có thể mang tiểu tử tứ chi đều chặt đi xuống, mỗi ngày đều ở trên người hắn hoa rất nhiều đạo vết thương đem hắn mãi mãi cũng ngâm ở trong nước biển khiến hắn cầu muốn sống không được muốn chết không xong siêu thiên nhìn ra được bên trong lệ nghiêm sơn đối diệp thần phong phẫn nộ hắn lần này vỗ mông ngựa chính là vừa đúng từ cái biện pháp này bên trên không khó nhìn ra diêu thiên chính là một cái lòng giả ác độc độc ác người phù phù một tiếng tại diêu thiên dứt tiếng không bao lâu Nhất cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đêm đông biển, hắn rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, thân thể của hắn không bị khống chế té lăn quay trên mặt đất. Lệ nghiêm sơn khi nghe đến đề nghị của Diêu Thiên sau, hắn trong con người vẻ mặt vi vi sáng ngời, hắn nói ra, được, Diêu Thiên, biện pháp của ngươi không sai, để nhân tộc này tiểu giác rưởi cứ thế mà chết đi, này không khỏi lợi cho hắn quá rồi, người động thủ trước đưa hắn chữa trị phế bỏ, đem tứ chi của hắn đều chặt đi xuống đi theo lệ nghiêm sơn diêu thiên có tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, cho dù diệp thần phong sức chiến đấu cường hãn, hắn tối đa cũng chỉ là một cái thần niệm cảnh tiểu tử mà thôi, tạo hóa cảnh cùng thần niệm cảnh trong lúc đó tranh lệch, hầu như có thể nói là thiên nhưỡng địa biệt lệch trời cách đất. siêu thiên khi chiếm được lễ nghiêm sơn đồng ý sau đó nụ cười trên mặt hắn rồi rào lên, bên trong thân thể của hắn khí thế phun trào, ánh mắt khinh miệt nhìn chầm chầm diệp thần phong, quát lên, nhân tộc rác rưởi lẽ nào ngươi còn thật sự muốn để cho ta động thủ sao nếu như ngươi thức thời lời nói như vậy ngươi liền cho ta tự phế tu vi sau đó đem tứ chi của mình cho chặt đi xuống trên lưng treo hắc huyền kiếm diệp thần phong ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn xem cực độ tự tin diêu thiên hắn chuẩn bị trước tiên đem nơi này phiền phức giải quyết xong sau đó hắn lại giúp đêm đông biển đám người giải độc có thủy linh châu sau đó diệp thần phong đối mặt hải tộc người là định liệu trước rồi hắn hiện tại liền niết cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ lệ nghiêm sơn đều không coi vào đâu, huống chi chỉ là một cái chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong diêu thiên rồi. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, thần sắc hắn lãnh đạm đối với diêu thiên, nói ra, phí cái gì lời nói. Đều muốn động thủ, người bây giờ là có thể động thủ, bất quá, một khi ngươi động thủ. Ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hả, Diêu Thiên căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại vẫn dám cùng hắn gọi dầm dĩ. Này làm cho hắn lửa giận trong lòng trưng vọt lên, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lướt đi qua đồng thời, hắn miệng quát nhân tộc rác rưởi, đây là người tự tìm. Nằm dưới đất đêm đông biển cùng vu phong giang đám người, bọn họ là gương mặt tuyệt vọng. Bọn hắn biết Diệp Thần Phong căn bản sẽ không là Diêu Thiên đối thủ, trận chiến này còn chưa bắt đầu, ở trong mắt bọn họ kết cục liền đã xác định rõ ràng rồi siêu thiên bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế hầu như tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, hắn nhìn đứng ở nguyên chỗ không hề nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ là được tốc độ của ta sợ tráng váng sao? Tiểu tử, xem ta đến trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi. Siêu thiên một trường bay thẳng đến Diệp Thần Phong ngực vỗ tới rồi bén nhọn trưởng gió thổi diệp thần phong quần áo trên người đều băng liệt đêm đông biển nhìn thấy diệp thần phong cũng bị diêu thiên biến thành tàn tật trong cổ họng hắn quát khàn cả giọng lệ nghiêm sơn ngươi là ta nhóm hải tộc tội nhân ngươi là ta nhóm hải tộc tội nhân vu phong giang vu phong trì đông hiểu mỹ cùng đông thành phi bốn người này bọn hắn cũng có chút không đành lòng đi trước mắt tình cảnh này rồi nhưng mà Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong tu vi nhất định sẽ bị phế sạch thời điểm. Diệp Thần Phong tại cảm ứng Thủy Linh Châu bên trong ẩn chứa vô số tinh hồn, hắn rất nhanh sẽ tại trong Thủy Linh Châu bắt được một tia cùng Diêu Thiên trên người khí tức hoàn toàn giống nhau tinh hồn rồi. Mắt thấy Diêu Thiên thủ trưởng yếu khác ở Diệp Thần Phong trên ngực lúc. Đêm đông biển đám người không hẹn mà cùng bi thương lắc đầu lúc. Lệ Nghiêm Sơn trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn lúc. Diêu Thiên trên mặt che kín tàn nhẫn biểu lộ lúc. Diệp Thần Phong thần niệm lực lượng trong nháy mắt cầm cố lại trong Thủy Linh Châu Diêu Thiên cái kia một tia tinh hồn, dùng chính hắn thần niệm lực lượng không ngừng áp xúc cái kia một tia tinh hồn. Bàn tay lập tức muốn khắc ở Diệp Thần Phong ngực Diêu Thiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Động tác của hắn hơi dừng lại một chút, hắn cảm thấy nhất cổ đến từ linh hồn run rẩy, tàn nhẫn vẻ mặt trong nháy mắt được trắng xanh thay thế được, liền ngay cả hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng vận hành không quá thông thuận lên. Tại diêu thiên năng lực phòng ngự biến mất sau. Diệp thần phong trong cơ thể khí thế bão táp. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Diệp thần phong là một quyền lại một quyền oanh kích diêu thiên thân thể. Diệp thần phong nhục thân cường độ nhưng là đã tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Lại tăng thêm diêu thiên trong gân mạch linh khí dòng sông vận hành không trôi chảy, hắn căn bản vô pháp tăng lên khởi linh khí để chống đỡ. Siêu thiên ngực xương là từng chiếc gãy vỡ, cuối cùng hắn gân mạch đều bị Diệp Thần Phong phá hủy rồi, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Diệp Thần Phong không có bị Diêu Thiên phế bỏ Tu Vi, mà là Diêu Thiên được Diệp Thần Phong biến thành tàn tật Tu Vi. Tình cảnh này để tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tin được trợn to hai mắt. Được Diệp Thần Phong phế bỏ Tu Vi, nằm dưới đất siêu thiên, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra tiên huyết, trên mặt hắn tràn ngập không cam lòng, hắn hung hăng lắc đầu, nói ra, không thể, ta làm sao sẽ thua người nhân tộc này rác rưởi. Diệp thần phong không có trực tiếp đem diêu thiên một tia tinh hồn hủy diệt, bằng không diêu thiên hiện tại e sợ đã trực tiếp biến thành một bộ thi thể rồi. Diệp thần phong chỉ là dùng diêu thiên thử một lần trong thủy linh châu ẩn chứa tinh hồn. Rác rưởi, tình hồn lại lệ nghiêm sơn, sắc mặt hắn âm trầm đối lấy mặt đất thượng diêu thiên quát lên lệ nghiêm sơn bên trong thân thể mãnh liệt thật khí thế nhấp nhô hắn bây giờ chuẩn bị tự mình ra tay đối phó diệp thần phong rồi hắn không nghĩ ra vừa vặn rõ ràng diêu thiên muốn phế diệp thần phong làm sao quay đầu lại diêu thiên được diệp thần phong phế ngay lập tức bất quá lệ nghiêm sơn cũng không có nghĩ nhiều rồi dù sao dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong ở trước mặt hắn quả thực so với một con kiến còn nhỏ yếu hơn đêm đông biển đám người thấy là Diệp Thần Phong phế bỏ diêu hôm sau, trong lòng bọn họ là vui vẻ. Nhưng ngược lại, đêm đông biển các loại người hay là bất đắc dĩ thở dài một hơi, Diệp Thần Phong có thể may mắn chiến thắng diêu thiên, nhưng Diệp Thần Phong chiến đã thắng được nhất cảnh lệ nghiêm sơn sao. Đáp án khẳng định là không thể nào. Nhân tộc tiểu giác rưởi người chịu chết đi. Lệ nghiêm sơn bên trong thân thể thật khí thế hướng về Diệp Thần Phong tập kích tới đây chính là niết cảnh cường giả khí thế, này làm cho Diệp Thần Phong sắc mặt kịch biến. Nhân tộc tiểu giác rưởi người ở trong tay ta không lật nổi bất kỳ bọt nước đến rồi. Lệ nghiêm sơn căn bản không có thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt. Mà khi lệ nghiêm sơn phải có động tác kế tiếp lúc. Từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể đột nhiên lóe ra đến một đạo ánh sáng màu lam, luồng hào quang màu xanh lam này ngừng ở giữa không trung bên trong đợi đến ánh sáng màu lam tiêu tan sau đó Thủy Linh Châu hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Diệp Thần Phong đã tại trong Thủy Linh Châu cảm thấy lệ nghiêm sơn một tia tinh hồn rồi, tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, lệ nghiêm sơn, người muốn giết ta. Chỉ sợ người còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần Phong lập tức đem lệ nghiêm sơn cái kia một tia tinh hồn không ngừng cầm cố cùng đè ép diệp thần phong phải đem lệ nghiêm sơn một tia tinh hồn trực tiếp xóa đi tại thủy linh châu xuất hiện nháy mắt tại diệp thần phong đè ép lệ nghiêm sơn một tia tinh hồn nháy mắt nhất cổ đến từ chính linh hồn run rẩy để lệ nghiêm sơn thân thể đột nhiên run lên một cái sau đó lệ nghiêm sơn khí thế trên người nhanh chóng tiêu tán hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng biến thành tắc lên hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem diệp thần phong lại nhìn xem giữa không trung thủy linh châu hắn trên trán là nổi gân xanh hắn con ngươi hoảng sợ nói ra không thể biến mất rồi mấy ngàn năm thủy linh châu tại sao sẽ ở trên tay ngươi có những gì không thể nào ngươi có thể an tâm cùng con trai của ngươi đoàn tụ diệp thần phong lạnh lẽo cười một tiếng nói ba một tiếng lệ nghiêm sơn cái kia một tia tinh hồn được diệp thần phong cho xóa đi tại một tia tinh hồn được xóa đi sau đó lệ nghiêm sơn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt con mắt của hắn trợn lên giường như đèn lồng, hắn cắn răng thật chặt răng, từ hàm răng của hắn khe trong nhảy ra như có như không âm thanh, ta lệ nghiêm sơn không cam lòng, ta lệ nghiêm sơn. Một cái nào đó trong nháy mắt, lệ nghiêm sơn trên mặt biểu lộ sơ cứng rồi, hắn trong con người sinh cơ hoàn toàn biến mất rồi, thân thể của hắn chậm rãi hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Một tên niết cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả cứ như vậy vẫn lạc chương 1522, Thống nhất hải tộc. Cử hành hải tộc trăm năm thịnh hội trên quảng trường. Lệ nghiêm sơn thi thể an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu lam thủy linh châu trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Trong thủy linh châu ẩn chứa ở đây hết thảy hải tộc người một tia tinh hồn, màu xanh ra trời thủy linh châu tự mình tại giữa không trung xoay tròn. Theo, thủy linh châu từ từ xoay tròn, ở đây hết thảy hải tộc người, bao quát đêm đông biển cùng vu phong giang đám người, bọn hắn đều cảm thấy nhất cổ linh hồn áp bức. Những kia chống đỡ lệ nghiêm sơn hải tộc người, bọn hắn tại cảm nhận được đến từ linh hồn áp bức sau. Phù phù, phù phù, phù phù. Bọn hắn dồn dập hướng về Thủy Linh Châu, hướng về Diệp Thần Phong phương hướng không tự chủ quỳ lại xuống. Thủy Linh Châu chính là hải tộc trí cao vô thượng tượng trưng đêm đông biển mấy người cũng chậm rãi từ lệ nghiêm sơn tử vong trong khiếp sợ tỉnh táo lại đêm đông biển đám người vốn cho là lần này diệp thần phong thật sự muốn chết tại lệ nghiêm sơn trong tay rồi nhưng ai biết diệp thần phong dĩ nhiên nắm giữ hải tộc thủy linh châu đồng thời lợi dụng thủy linh châu trực tiếp đem lệ nghiêm sơn cho tàn phá này trước mặt một màn để đêm đông biển đám người có loại cực kỳ cảm giác không chân thực Tại đêm Đông Biển phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. Nắm giữ thủy linh châu, thứ này cũng ngang với là nắm giữ hải tộc tính mạng của tất cả mọi người, bây giờ Diệp Thần Phong đã trở thành hải tộc hoàn toàn xứng đáng chủ nhân rồi. Thân chúng kịch độc, ngã trên mặt đất đêm Đông Biển, hắn lôi kéo cổ họng quát, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch. Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ hai cái này lão đầu bọn hắn cũng liền bận biểu hô thiếu chủ vô địch kèm theo đêm đông biển vu phong giang cùng vu phong chỉ thanh âm vang lên bất kể là những kia chống đỡ lệ nghiêm sơn vẫn là chống đỡ đêm đông biển bọn hắn nhìn về phía diệp thần phong ánh mắt cũng bắt đầu từ từ thay đổi trở nên cung kính vừa đến bọn hắn bây giờ tính mạng đều nắm giữ ở diệp thần phong trong tay thứ hai thủy linh châu là hải tộc trí cao vô thượng tượng trưng phàm là nắm giữ thủy linh châu người hết thảy biển tộc nhân đều nhất định muốn nghe kỳ mệnh lệnh thiếu chủ vô địch thiếu chủ vô địch ở đây đêm đông biển đám người bên ngoài hải tộc người trong cổ họng bọn họ cũng dồn dập hô lên duy chỉ có được diệp thần phong phế bỏ tu vi diêu thiên hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt âm tình bất định diệp thần phong nghe từng tiếng la lên hắn cảm ứng một thoáng giữa không trung thủy linh châu hắn để thủy linh châu ngừng xoay tròn lại Diệp Thần Phong cảm giác này Thủy Linh Châu hẳn có thể mở ra đêm đông biển các loại người thân kịch độc trong cơ thể. Cho nên, Diệp Thần Phong thử đi khởi động Thủy Linh Châu. Mà Thủy Linh Châu tại cảm giác được Diệp Thần Phong thôi thúc sau đó nó hướng về chúng độc đêm đông biển đám người bay đi. Từ trong Thủy Linh Châu lộ ra một loại cực kỳ tinh khiết nước năng lượng. Tại nước năng lượng đem đêm đông biển đám người dồn dập bao phủ sau, chỉ là chốc lát thời gian đêm đông biển đám người liền dồn dập từ miệng bên trong phun suốt một cái hắc huyết, bọn hắn thân kịch độc trong cơ thể đều bị bước đi ra rồi. Diệp thần phong suy đoán này Thủy Linh Châu mặc dù có thể mở ra đêm đông biển đám người kịch độc, là vì trong Thủy Linh Châu cầm giữ bọn hắn một tia tinh hồn. Nếu như hải tộc bên ngoài người chúng kịch độc lời nói, e sợ Thủy Linh Châu liền không được tác dụng. Thủy Linh Châu tại đêm đêm đông biển các loại người kịch độc trong cơ thể mở ra sau đó nó lại nhanh chóng bay vào diệp thần phong trong cơ thể. Đêm đông biển đám người dồn dập từ trên mặt đất đứng lên. Những kia nguyên bản chống đỡ lệ nghiêm sơn hải tộc người, những kia đầu phục lệ nghiêm sơn hải tộc người. Bọn hắn như trước hướng về diệp thần phong quỳ xuống, từng cái trên mặt tràn đầy hốt hoảng vẻ mặt. Đêm đông biển cùng vu phong giang đám người đi tới diệp thần phong bên cạnh, Đêm Đông Biển một mực cung kính hỏi, "Thiếu chủ, ngài là từ đâu được đến chúng ta hải tộc thủy linh châu?" Đạt được thủy linh châu quá trình, Diệp Thần Phong thật cũng không cần phải ẩn giấu. Tại đêm Đông Biển đám người một phen giải dưới, bọn họ là vẻ mặt phấn chấn, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trả gặp được bọn hắn hải tộc cái vị kia tổ tiên. Đêm Đông Biển hít sâu một hơi, nói ra, "Xem ra tổ tiên đã sớm dự liệu được tất cả mọi chuyện." thiếu chủ ngài là chúng ta hải tộc hy vọng, sau này chúng ta hải tộc nguyện ý vì thiếu chủ ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đêm đông biển nhìn xem những kia quỳ trên mặt đất hải tộc người, hắn khẽ nhíu chân mày, hắn tuy rằng trong lòng muốn giết những người đó, nhưng là nếu là như thế, bọn hắn hải tộc nhân số đem giảm xuống rất nhiều. Lần sau, đêm đông biển thiếu chủ Diệp Thần Phong nắm giữ Thủy Linh Châu, nói cách khác Diệp Thần Phong nắm giữ những người này tính mạng, giữ lại những người này hay là về sau còn sẽ có tác dụng. Thế là, đêm đông biển cung kính nói, thiếu chủ, ngài xem, những hải tộc này người, kính xin ngài bỏ qua cho bọn hắn một lần đi. Diệp thần phong cùng những hải tộc này người cũng không hề quá lớn cửu hận, hắn chỉ cần là cùng lễ nghiêm sơn có ân hoán. cuống hồ hiện tại Diệp Thần Phong lại nắm giữ những này trả tộc nhân tánh mạng. Cho nên, Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, các ngươi đều đứng lên đi. Chuyện ngày hôm nay ta có thể tạm thời không truy cứu. Một đám quỷ trên mặt đất hải tộc người, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn từng cái như được đại xá, bọn hắn chiến chiến nguy nguy từ trên mặt đất đứng lên, không hẹn mà cùng nói ra tạ tả, tả thiếu chủ, tả tạ thiếu chủ. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, hắn liếc nhìn vẫn cứ nằm dưới đất Diêu Thiên. Này Diêu Thiên bị trọng thương, tu vi bị phế, Hắn thì không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi. Diệp Thần Phong từng bước từng bước hướng về Diêu Thiên đi tới, những người khác có thể tạm thời cho một cơ hội, thế nhưng này Diêu Thiên vừa vặn đối Diệp Thần Phong động thủ. Diệp Thần Phong cũng đã nói ngày này năm sau chính là Diêu Thiên ngày rỗ, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái nói một không hai người. Siêu trời đang nhìn đến hướng chính mình đi tới Diệp Thần Phong, trên mặt hắn trong nháy mắt được vẻ sợ hãi lấp đầy vừa vặn Diêu Thiên trả trái một câu nhân tộc rác rưởi lại một câu nhân tộc rác rưởi Mà bây giờ Diêu Thiên đối mặt Diệp Thần Phong, hắn chỉ còn nước chờ chết. Đông Hiểu Mỹ cùng Đông Thành Phi đi theo Diệp Thần Phong phía sau, Đông Thành Phi nhìn trên mặt đất Diêu Thiên, quát lên, Diêu Thiên, người bây giờ biết mình chính là một con con cóc ghẻ đi nha. Giống ta tỷ nữ nhân như vậy, chỉ có lão đại ta mới xứng nắm giữ trong khi nói chuyện Đông Thành Phi liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Này làm cho một bên núi băng Mỹ nhân đông hiểu Mỹ sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng nhìn thấy trên mặt đất siêu thiên lúc, trong lòng nàng liền sản sinh khó mà ức chế căm ghét. Đông hiểu Mỹ cắn môi một cái, người dĩ nhiên khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay, người nhìn trên mặt đất siêu thiên, lạnh lẽo nói ra, như người như vậy tiểu nhân, ta cả đời cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái. Nằm ở trên mặt đất siêu thiên, sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, đối với có mấy người tới nói, chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm cái gì đều là chó má. Rất rõ ràng Diêu Thiên chính là người như vậy. Diêu Thiên âm thanh run rẩy nói, đúng, ta chính là một con con cóc ghẻ, thiếu chủ, cầu ngài tha ta một mạng. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, từ người động thủ với ta bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đã xác định rõ ràng ngươi muốn chết vận mệnh rồi. Tu Vi bị phế sạch Diêu Thiên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt ở giữa là có thể giết chết. ầm um, một tiếng. Diệp Thần Phong một cước đá vào Diêu Thiên trên đầu. Diêu Thiên đầu trong nháy mắt ở trong không khí biến thành huyết vụ. Diệp Thần Phong liền mắt cũng trả thèm liếc Diêu Thiên, trong lỗ mũi của hắn xông vào từng luồng mùi thơm ngát. Hắn biết này mùi thơm ngát đến từ chính ôm cánh tay hắn đông hiểu Mỹ. Hắn biết đông hiểu Mỹ vừa vặn là cố ý làm cho Diêu Thiên nhìn, người muốn nhục nhã một phen Diêu Thiên tại Đông hiểu mỹ muốn buông ra Diệp thần phong cánh tay lúc Diệp thần phong một cái trực tiếp đem Đông hiểu mỹ cho ôm hắn hí hành hạ nhìn xem Đông hiểu mỹ hắn là chuẩn bị trêu đùa một phen Đông hiểu mỹ rồi nói ra làm sao lợi dụng xong ta sau đó ngươi liền muốn không nhận chứng ta hiện tại nhưng là các ngươi hải tộc thiếu chủ Đông hiểu mỹ nói ra cái kia muốn muốn thế nào nói thế nào cũng phải hôn ta một chút đi như vậy chúng ta liền thanh toán xong rồi." Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Diệp Thần Phong chỉ là muốn hí lộng thoáng một phát Đông Hiểu Mỹ, khi hắn nói xong câu đó sau, hắn đã chuẩn bị yếu buông ra Đông Hiểu Mỹ rồi. Ai biết nguyên bản do dự không quyết định Đông Hiểu Mỹ, trên gương mặt của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng. Sát theo đó, tại Diệp Thần Phong trả chưa kịp phản ứng thời khắc, Đông Hiểu Mỹ có phần lạnh lẽo hiểu rõ môi đã kề sát ở Diệp Thần Phong trên môi rồi đợi đến môi tách ra. Diệp thần phong chính là muốn nói hai câu giải thích một chút, hắn không nghĩ tới đông hiểu Mỹ dĩ nhiên thật sự nghe lời của hắn. Hắn chỉ là đùa giỡn. Nhưng đang lúc này, âm âm, âm âm, âm âm, từ dưới mặt đất đột nhiên truyền đến nổ vang. Tiểu thế giới này đột nhiên rung động chuyển động. Bốn phía pháp tắc không gian cũng trong nháy mắt trở nên không ổn định rồi. Diệp thần phong trong đầu vang lên lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, tiểu thế giới này có dấu hiệu hỏng mất rồi, có thể là cùng ngươi đã luyện hóa được Thủy Linh Châu có quan hệ, hiện tại ngươi nhất định muốn lập tức rời đi nơi này. Ngươi lập tức đi trong sơn cốc, ta cùng lão hắc tận lực nghĩ biện pháp phá tan trận pháp. Nghe vậy, Diệp thần phong cũng không có thời gian cùng đông hiểu Mỹ giải thích cái gì, hắn đối với đêm đông biển đám người, nói ra tiểu thế giới này yếu sụp xuống rồi, chúng ta lập tức đi sơn cốc. Đông hiểu Mỹ nhìn thấy Diệp Thần Phong trực tiếp mở rộng linh khí vũ rực rời đi, người mím miệng thật chặt môi, người núi băng khí chất dưới mơ hồ nổi lên một tia u oán. Mấy ngày nay, Diệp Thần Phong các loại mặt ưu tú thiên phú, hoặc nhiều hoặc ít đã đánh động đông hiểu Mỹ rồi. Đông Thành Phi cười trêu nói tỷ lão hầu hết đã bay xa rồi, người chả nhìn cái gì vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Hừ, Đông hiểu Mỹ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào đông thành bay trên đùi, trực tiếp để đông thành bay tới một cái ngã gục. Sau đó, đông hiểu Mỹ cũng không nói một lời hướng về Sơn Cốc tiến đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 1523, xúc động thiên lôi Trong Sơn Cốc, Diệp Thần Phong cùng hết thảy biển tộc nhân đều tập trung vào nơi này sơn cốc trên mặt đất che kín rậm rạp chẳng chịt hoa văn, mỗi một vệt hoa văn bên trên đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Âm âm, âm âm, âm âm. Dưới mặt đất truyền tới nổ vang càng ngày càng thường xuyên. Tiểu thế giới này rung động cũng càng ngày càng lợi hại rồi, có thể dùng đất rung núi chuyển để hình dung. Đêm đông biển các loại hết thảy biển tộc nhân đều nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn thanh hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần Phong trên người, bởi vì bọn họ biết nếu như không thể tại tiểu thế giới này sụp đổ trước rời đi, như vậy ở nơi này tất cả mọi người chỉ có là một con đường chết. Diệp thần phong nhìn xem sơn cốc trên mặt đất từng cái từng cái hoa văn, hắn đối đêm đông biển nói ra, hết thảy biển tộc nhân tất cả đến đông đủ chưa? Các ngươi có hay không cái gì đồ vật muốn dẫn đi? Đêm đông biển vội vàng trả lời, thiếu chủ, tất cả mọi người đều ở nơi này, này bên trong không có đồ vật gì giá trị cho chúng ta mang đi. Khi nghe đến đêm đông biển trả lời sau đó Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, hai người các người nghĩ đến phá tan trận pháp phương thức sao? Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, trải qua ta cùng Lão Bạch thời gian dài như vậy nghiên cứu, thật sự của chúng ta có một ít mi mục, chỉ cần lại để cho chúng ta nhiều nghiên cứu mấy ngày, chúng ta là có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để rồi. Bất quá, hiện tại đã không có thời gian, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng lập tức nói ra, đúng, tiểu gia hỏa, kế tiếp ngươi hết thảy đều nghe chỉ huy của chúng ta. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh giọng rượu trở nên ngưng trọng mấy phần, hắn lại nói, ngươi bây giờ nhất định muốn thay đổi một chút trận pháp này. Tại trận pháp này bên trong ẩn giấu một cái truyền tống trận. Ngươi chỉ cần đem cái truyền tống trận này hiển lộ ra, ngươi là có thể mở ra cái truyền tống trận này rồi, sau đó truyền tống trận hội đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Cụ thể các ngươi sẽ bị truyền tống đến nơi nào, ta đây cùng lão hắc liền không cách nào phán đoán. Hiện tại ngươi chỉ cần đem chúng ta mỗi một câu nói đều nghe rõ ràng, tại cải biến trận pháp trong quá trình, ngươi không thể đủ có chút sai lầm. Nghe vậy, Diệp Thần Phong hít một hơi thật sâu, hắn lại chậm rãi phun ra ngoài, hắn trong nháy mắt trở nên tập trung tinh thần lên bên trong thung lũng này trận pháp là một cái cực kỳ trận pháp đặc biệt muốn cải biến trận pháp này cần dùng đến thần niệm lực lượng diệp thần phong một bên nghe trong đầu lão bạch cùng lão hắc chỉ huy tay của hắn một bên đặt tải từng cái từng cái hoa văn bên trên nguy tâm màu trắng cùng màu đen thức hải không ngừng lăn lộn từng luồng từng luồng thần niệm lực lượng thấu qua bàn tay truyền tới từng cái từng cái hoa văn bên trên dùng này đến để hoa văn phương thức sắp xếp từ từ thay đổi thời gian từng giây từng phút trôi qua tiểu thế giới này rung động càng ngày càng kịch liệt thậm chí trên mặt đất đã chậm rãi xuất hiện cái khe sơn cốc chung quanh tảng đá cũng không ngừng lăn xuống để cho diệp thần phong thời gian không nhiều lắm lợi dụng thần niệm lực lượng không ngừng thay đổi hoa văn sắp xếp diệp thần phong hắn mồ hôi trên trán giường như thác nước quần áo đã sớm được mồ hôi cho thấm ướt trong đầu là từng đợt căng đau trong óc thần niệm lực lượng rất có tiêu hao sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Một bên đêm đông biển cùng đông hiểu Mỹ đám người, bọn hắn con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, trên mặt của bọn họ hiện lên vẻ lo âu, bọn hắn cũng nhìn ra được tiểu thế giới này thật sự kiên trì không được bao lâu. Mà chính lúc thời điểm này, sơn cốc trên mặt đất hoa văn được cải biến rất nhiều, một trận hào quang màu trắng đột nhiên phóng lên trời. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, được rồi truyền tống trận đã hiển lộ ra rồi người bây giờ thử dùng linh khí rót vào trong đó như vậy thì có thể mở ra truyền tống trận rồi diệp thần phong là không chút do dự liền đem linh khí hướng về trong trận pháp rót vào nhưng toàn bộ trận pháp ngoại trừ phóng lên trời ánh sáng màu trắng càng ngày càng dồi dào ở ngoài căn bản không có hắn phản ứng của hắn thế là diệp thần phong cắn răng một cái hắn điên cuồng khởi động trong cơ thể linh khí dòng sông rót vào đến trong trận pháp linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Phóng lên trời ánh sáng màu trắng, trực tiếp xuyên thấu qua phía trên bầu trời mặc đâm ra ngoài. Nguy rồi! Lúc này lão bạch cùng lão hắc không hẹn mà cùng bật thốt lên. Lão bạch ngô phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, lần này có thể có chút phiền toái, cái truyền tống trận này cũng không phải dựa vào linh khí là có thể mở ra, Trận pháp này có thể phải xúc động thiên lôi mới có thể mở ra, mà ngươi sắp trở thành xúc động thiên lôi chất dẫn. Tại ánh sáng màu trắng xuyên thấu sau khi đi ra ngoài, ta cùng lão Hắc mới phán đoán ra được, chúng ta lúc trước cũng đã gặp tương tự trận pháp, hiện tại ngươi nhất định muốn chính mình vượt qua thiên lôi tẩy lễ, nếu có người ngoài tham gia tới giúp ngươi lời nói, như vậy thiên lôi power chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Khi nghe đến lão Bạch lời nói sau, Diệp Thần Phong thật có loại xúc động mà chửi thề rồi. Tiểu thế giới này nhưng thật ra là bị phong ấn ở Lạc Nhật đảo dưới đáy. Giờ khắc này Lạc Nhật đảo ngay phía trước trên mặt biển. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng phóng lên trời, vọt thẳng vào xanh thẳm thiên không bên trong. Tại ánh sáng màu trắng nhảy vào trên bầu trời sau, chỉnh phiến thiên không dĩ nhiên nhanh chóng tối sầm lại, thái dương được một tầng một tầng màu đen mây đen cho che lại. Trước đó lạc nhật đảo thượng xuất hiện di tích sự tình, đã bị truyền phát ra ngoài. Tại diệp thần phong tiến vào hải tộc tiểu thế giới mấy ngày này, đến lạc nhật đảo thượng người tu luyện là nối liền không dứt. Giữa bầu trời này trong chớp mắt biến hóa, này làm cho hết thảy lạc nhật đảo thượng người tu luyện đều kinh nghi bất định. Trong lúc nhất thời các loại tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Chẳng lẽ nói này dưới mặt biển cũng có di tích tồn tại? Lần này tới một chuyến lạc nhật đảo là chính xác rồi nhất định muốn lập tức chạy tới trên mặt biển, đi chế đoán chừng liền súp đều không uống được rồi. Mà tà dương đảo phía tây bên trong dãy núi, diệp thần phong được bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt kéo biến mất địa phương. Bạch tiểu nhu mấy ngày nay một mực thủ tại chỗ này. Giờ khắc này, vân tiên tông lão tổ tả Đức Nguyên, thiếu chủ tả Phi Bạch, cùng với lạc nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, thiếu chủ Ngô Lực Phàm, bọn hắn cũng đều ở nơi này. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn nhìn xem đột nhiên kịch biến bầu trời, hai người bọn họ trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ đến. Tả Đức Nguyên liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Nhu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đối với Ngô Thanh Sơn nói ra, chúng ta cũng đi xem xem tình huống. Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, hắn và Tả Đức Nguyên cũng hướng về Lạc Nhật Đảo chính diện mặt biển nhanh chóng bay đi. Không ít rời đi tương đối gần Lạc Nhật Đảo thượng người tu luyện, bọn hắn đã là đi tới trên mặt biển. Nhưng mà, lúc này, mây đen ép càng ngày càng thấp, từ trong tầng mây truyền ra một đạo tiếng nghẹn ngào. Đột nhiên, trong tầng mây hào quang màu tím hiện ra. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, một đạo dường như màu tím trường xà vậy chấp giật từ trong tầng mây trực tiếp bổ xuống. Một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên người tu luyện vừa vặn đứng tại chấp giật phía dưới, hắn trong nháy mắt được tia trước màu tím nuốt mất rồi, thân thể trực tiếp trở nên như than đen bình thường từ từ hướng về trong nước biển đổ tới hắn đã là chết không thể chết lại tịch diệt tử lôi trời à đây là thiên lôi chẳng lẽ có người đột phá niết bàn cảnh giới sao truyền thuyết đột phá niết bàn cảnh liền có thể trở thành tiên nhân chân chính dẫn động thiên địa chi lôi chạy mau ah chạy mau ah những kia nguyên bản không ngừng đang đến gần mặt biển người tu luyện bọn hắn rồn dập nhanh chóng bỏ chạy bọn hắn biết thực lực của người tu luyện càng mạnh thiên lôi cường độ cũng sẽ càng mạnh vừa vặn cái kia một đạo thiên lôi tuy rằng thực lực mạnh một số người có thể tiếp tục chống đỡ thế nhưng xúc động thiên lôi người cũng không phải là bọn hắn nếu như bọn hắn đi mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi lời nói thiên lôi cường độ chỉ sẽ không ngừng tăng cường đến cuối cùng liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng sẽ bị thiên lôi phách thành cho tàn thiên lôi xuất hiện đang tu luyện người hướng về lạc nhật đảo thượng bỏ chạy thời điểm Âm ầm, đạo thứ hai tịch diệt tử lôi từ bầu trời bên trong lại bổ xuống. Lúc này tịch diệt tử lôi trực tiếp chém vào trong nước biển. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo một đạo tịch diệt tử lôi không ngừng chém vào trong nước biển. Toàn bộ bầu trời đen nhánh bên trong, dường như màu tím trường xà múa tung. Mà lúc này, hải tộc tiểu thế giới trong sơn cốc, tịch diệt tử lôi từ bên trên một đạo tiếp lấy một đạo bổ xuống. Cái này từng đạo thiên lôi toàn bộ bổ vào Diệp Thần Phong trên người, hắn ra trên người đều có chút tiêu đâu dấu hiệu, quần áo là hoàn toàn biến thành cho tàn, cả người thật giống được hoa lên một tầng màu đen. Thiên lôi chi lực không ngừng thông qua Diệp Thần Phong thân thể tiến vào trong trận pháp. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn cực kỳ, được một đạo lại một đạo tịch diệt tử lôi bổ chúng. Hắn có một loại xương cốt toàn thân cùng huyết nhục đều phải hóa thành cho tàn cảm giác. Chương 1524, rời đi, chứa đựng thiên lôi chi lực. Phụ thân, tiếp tục như vậy lão đại hắn chịu được sao? Đông Thành Phi đối với đêm Đông biển hỏi. Đông Thành Phi trên mặt tràn đầy khiếp đảm vẻ, hắn ánh mắt nhìn được tịch diệt tử lôi một lần lại một lần bổ trúng Diệp Thần Phong. Đông hiểu mỹ đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn đầy lo lắng, người vi vi ngọ ngậy môi, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp đêm đông biển cùng với ở đây còn lại hải tộc người, bọn hắn đều cách xa một ít diệp thần phong. Đêm đông biển cao mày nói ra, này tịch diệt tử lôi chính là thiên lôi, nếu như chúng ta ra tay giúp đỡ thiếu chủ lời nói, như vậy chỉ sẽ khiến cho tịch diệt tử lôi power càng đổi càng mạnh, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm hay là tại một bên nhìn xem. Tiểu thế giới này bầu trời bên trong. Theo một đạo lại một đạo tịch diệt tử lôi bổ xuống, chỉnh phiến thiên không thượng cũng xuất hiện từng cái từng cái vết nứt, từ nơi này chút trong vết nứt không ngừng chảy vào nước biển, tiểu thế giới này phảng phất là bắt đầu mưa bình thường. Bất quá, đêm đông biển đám người vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, bọn hắn biết tiểu thế giới này là bị phong ấn ở đáy biển. Bây giờ tiểu thế giới bầu trời nứt toác, dưới đáy biển nước biển tự nhiên sẽ lưu vào được. Toàn bộ tiểu thế giới sụp xuống xu thế càng ngày càng rõ ràng không ngừng được tịch diệt tử lôi bổ chúng Diệp Thần Phong, hắn dứt khoát là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong hai cái lông mày tựa hồ cũng yếu vặn ở cùng một chỗ, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, trên người là máu thịt be bét, tiên huyết không ngừng theo thân thể của hắn trơn trượt rơi đến trên mặt đất. Nhưng mà, tịch diệt tử lôi cũng không có đình chỉ ý tứ, nhưng vẫn là một đạo lại một đạo bổ vào Diệp Thần Phong trên người, thông qua Diệp Thần Phong thân thể tiến vào trong trận pháp trải qua 7749 đạo tịch diệt tử lôi sau. Diệp thần phong dáng dấp đã biến thê thảm không nỡ nhìn, trong đầu hắn ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng, diệp thần phong nghi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải tựa hồ phát sinh biến dị. Đây nhất định là bởi vì tịch diệt tử lôi tẩy lễ nguyên nhân. Chỉ thấy diệp thần phong giữa chân mày. Tại bạch sắc cùng màu đen thức hải phía trên ngưng tụ từng sợi từng sợi tia chớp màu tím, đây chính là tịch diệt tử lôi sức mạnh. Diệp thần phong thức hải đang chậm chậm phát sinh một loại biến dị. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh tại cảm giác được Diệp thần phong sắp chống đỡ không nổi đi rồi, hắn lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, người cho ta tỉnh táo một ít, người bây giờ lập tức thi triển bất tử kim thân. Tại thần huyết huyết bên trong có một chiêu tựu kêu là bất tử kim thân. Nhất định muốn thông qua trong cơ thể thần huyết mới có thể đem bất tử kim thân triển khai ra. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, Diệp Thần Phong bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, còn bị huyết hồn tộc người khống chế lên, hắn chính là lợi dụng bất tử kim thân trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế. Này bất tử kim thân chính là là thông qua tiêu hao thần huyết đến khôi phục thương thế một loại chiêu thức, đương nhiên tiêu hao thần huyết sẽ ở sau này chậm rãi khôi phục như cũ, ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa. Lấy Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết mỏng manh trình độ hắn chỉ là miễn cưỡng có thể thi triển một lần bất tử kim thân. Mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực có tăng lên, như vậy trong cơ thể hắn thần huyết tự nhiên lại nồng nặc một ít, lấy hắn bây giờ trong cơ thể thần huyết mức độ đậm đặc, hắn hẳn có thể liên tục thi triển hai lần là bất tử kim thân. Mà nếu như huyết dịch toàn thân toàn bộ chuyển hóa thành thần máu, như vậy liền có thể liên tục thi triển 30 lần là bất tử kim thân. Chỉ cần có một hơi tại, này bất tử kim thân là có thể khôi phục thương thế. Trong đầu ý thức càng ngày càng mơ hồ Diệp Thần Phong, hắn đang nghe được Lão Bạch lời nói sau, hắn này mới nhớ tới thần huyết huyết bên trong chiêu thức bất tử kim thân. Diệp Thần Phong tại viễn cổ thần ma trong mộ địa từng dùng tới bất tử kim thân rồi, hắn không dùng tới Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cho hắn thêm biểu thị được rồi. Diệp Thần Phong đem đầu lưỡi cho cắn nát, Hắn tại để cho mình thanh tỉnh một ít sau đó hắn cảm ứng máu trong cơ thể bên trong điểm sáng màu vàng ống, những này điểm sáng màu vàng ống chính là thần huyết rồi. Diệp Thần Phong từ từ khiến thần huyết hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương hội tụ mà đi. Trong thân thể của hắn đột nhiên đã vận hành lên thần huyết quyết, trong gân mạch thuộc về thần huyết quyết linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, bất tử kim thân. Oanh. Một tiếng từ diệp thần phong trong cơ thể đột nhiên đã tuôn ra một cỗ sóng năng lượng. Một tầng hào quang màu vàng trong nháy mắt đem diệp thần phong thân thể cho bao phủ lại rồi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên ra hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. Diệp thần phong trên người vô số vết thương đang nhanh chóng khép lại, tốc độ khép lại cực kỳ kinh người. Rất nhanh, nguyên bản máu thịt bè bét diệp thần phong, hắn rực rỡ hẳn lên, vết thương trên người hoàn toàn đều khép lại. Diệp Thần Phong ý thức cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Một bên đêm đông biển đám người, bọn hắn nhìn xem được hào quang màu vàng bao phủ Diệp Thần Phong, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, bọn hắn từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy nhất cổ hơi thở thần thánh. Bọn hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh người như vậy tốc độ khôi phục. Coi như là niết bàn cảnh cao thủ phục dụng đan dược chữa thương, cũng căn bản không thể có nhanh chóng như vậy năng lực hồi phục đêm đông biển trong con ngươi vừa hưng phấn lại kính nể hắn lẩm bẩm lẩm bẩm nói thiếu chủ thiếu chủ chẳng lẽ là viễn cổ đại năng chuyển thế sao chỉ có viễn cổ đại năng mới có loại này thiên phú kinh người đêm đông biển không khỏi hướng về diệp thần phong quỳ xuống hô thiếu chủ vạn tuế thiếu chủ vạn tuế theo đêm đông biển quỳ lạy ở đây vu phong giang cùng vu phong chỉ các loại hết thảy hải tộc người bọn hắn cũng dồn dập hướng về diệp thần phong quỳ lại xuống thiếu chủ vạn tuế thiếu chủ vạn tuế trong lúc nhất thời từng đạo kích động lòng người thanh âm vang vọng chân trời mà ngồi xếp bằng tại trong trận pháp diệp thần phong hắn hiện tại không không đi để ý tới đêm đông biển đám người tại thương thế khôi phục sau đó diệp thần phong trên người hào quang màu vàng dần dần biến mất rồi mà giữa bầu trời bổ xuống tịch diệt tử lôi vẫn không có dừng lại xu thế vừa vặn khôi phục thương thế diệp thần phong hắn tại thừa nhận lấy một đạo lại một đạo tịch diệt tử lôi sau đó trên người hắn nhất thời lần nữa ra chóc thịt bong lên bất quá theo diệp thần phong chịu đựng càng ngày càng nhiều tịch diệt tử lôi diệp thần phong nghi tâm thức hải biến dị càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy màu trắng cùng màu đen thức hải phía trên ngưng tụ ra tia chớp màu tím càng ngày càng rõ ràng thức hải của hắn phía trên đã ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh tịch diệt tử lôi rồi đang không ngừng cắn răng chịu đựng tịch diệt tử lôi tẩy lễ diệp thần phong, hắn đương nhiên cũng cảm thấy chính mình mi tâm trong óc biến hóa, trong lòng của hắn là kinh nghi bất định tự nói, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác trong biển ý thức của chính mình tại tồn chữ thiên lôi chi lực. Điều này sao có thể? Lão Hắc Giang vận Thiên cảm thấy Diệp thần phong tự nói, hắn nói ra, tiểu tử, này không có gì không thể nào, tại ngươi thừa nhận lấy này tịch diệt tử lôi tẩy lễ sau, ngươi thức hải hẳn là phát sinh biến dị. Về sau có thể tổn chữ thiên lôi chi lực rồi. Này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, nếu như ngươi có thể tổn chữ thiên lôi chi lực, như vậy ngươi nên cũng có thể khống chế tổn chữ thiên lôi chi lực, về sau trong tay ngươi là có thể nhiều một lá bài tẩy rồi. Dùng thiên lôi chi lực trực tiếp đánh giết đối thủ, ngẫm lại cũng sảng khoái ahát. Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng cũng là một trận kích động, nếu thật đúng như Lão Hắc từng nói, đây chẳng phải là Nhiêu Đại phát ra về sau hắn chỉ cần không đoạn thu thập thiên lôi chi lực, bảo đảm có thể làm cho đối thủ của hắn thật tốt uống một bình. Tiểu gia hỏa, bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, tập trung tinh thần, tiếp tục chịu đựng tịch diệt tử lôi tẩy lễ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở. Một đạo lại một đạo tịch diệt tử lôi bổ vào Diệp Thần Phong trên người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong đã thừa nhận lấy 8864 đạo tịch diệt tử lôi rồi, Toàn thân hắn lần thứ hai huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Diệp Thần Phong không có lần nữa thi triển bất tử kim thân. Tại vừa vặn thi triển một lần bất tử kim thân sau, trong cơ thể hắn thần huyết đã tiêu hao gần như một nửa. Mà giữa bầu trời tịch diệt tử lôi cũng đình chỉ. Tiểu thế giới này giữa bầu trời vết nước càng ngày càng nhiều, giống như một cái mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nước biển từ càng lúc càng lớn trong vết nước mưa tầm tã mà xuống. Trong trận pháp không ngừng lập lòe ánh sáng màu trắng, sơn cốc trên mặt đất toàn bộ trận pháp xoay tròn. Toàn thân máu thịt be bét diệp thần phong, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, hắn biết truyền tống trận tại có tịch diệt tử lôi sức mạnh sau đó cuối cùng là mở ra. Diệp thần phong đối với đêm đông biển đám người, nói ra tất cả mọi người yếu trong trận pháp đến, truyền tống trận yếu mở ra, chúng ta có thể rời đi nơi này rồi. Đêm đông biển các loại hải tộc người nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn dồn dập đi vào trong trận Pháp. Tại tất cả mọi người đi vào trong trận Pháp sau. Trên mặt đất trận Pháp là xoay tròn càng lúc càng tăng nhanh rồi, một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong các loại tất cả mọi người bóng người toàn bộ biến mất ở trong trận Pháp. Mà ở Diệp Thần Phong đám người rời đi không bao lâu sau. Âm âm, âm âm, âm âm, 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 âm. Tiểu thế giới này bầu trời hoàn toàn sụp đổ xuống, mặt đất cũng ao hám dưới. Toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt dưới đáy biển bên dưới biến thành phế tích. Chương 1525, kẻ thù cuối cùng muốn gặp mặt. Tại hải tộc tiểu thế giới hóa thành phế tích trong nháy mắt. Bởi vì bị phong ấn ra tiểu thế giới kia chính là tại Lạc Nhật đảo dưới đáy. Cho nên, toàn bộ Lạc Nhật đảo trong nháy mắt lắc lư này một động tính cực lớn làm cho lạc nhật đảo thượng người tu luyện lòng người bàng hoàng toàn bộ lạc nhật đảo trọn vẹn lắc lư hơn một phút đồng hồ sau đó này mới chậm rãi bình ổn lại lạc nhật đảo thượng phần lớn người tu luyện đều là chưa tỉnh hồn khởi điểm là giữa bầu trời không ngừng chém vào trong nước biển một đạo lại một đạo tịch diệt tử lôi bây giờ lại là này lạc nhật đảo đung đưa kịch liệt vừa vặn phần lớn người tu luyện thậm chí cho rằng lạc nhật đảo yếu chìm nghỉm rồi tại lạc nhật đảo lay động đình chỉ sau. Trên bầu trời cũng đã sớm trời quang mây tạnh rồi, chung quanh mặt biển cũng cực kỳ bình tĩnh, thật giống bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nguyên bản chính đang nhanh chóng chạy tới lạc nhật đảo ngay phía trước mặt biển Vân Tiên trưởng thượng tổ tả Đức Nguyên cùng lạc nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn. Hai cái này lão đầu vừa vặn đang nhìn đến tịch diệt tử lôi sau, bọn hắn đã sớm là đình chỉ đi tới bước tiến, tại hai người bọn họ trên mặt cũng mang theo một vệt vẻ nghiêm túc, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây hết thảy đều là Diệp Thần Phong làm ra động tính. Tả Đức Nguyên cao mày hỏi, ngô lão đầu, người nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhìn mặt trời lặn cuối đảo dưới tuyệt đối không tầm thường. Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, nói ra, tả lão đầu, ta còn muốn sống thêm ít ngày đây. Vừa vặn nhưng là có 886 tư đạo tịch diệt tử lôi chém vào trong nước biển, ai biết biển dưới nước có gì đó cổ quái. Cho dù muốn đi xuống tra xét một phen, chúng ta cũng tốt nhất yếu chờ một khoảng thời gian. Tả Đức Nguyên đối với Ngô Thanh Sơn lời nói cũng suy nghĩ sâu sắc, hắn thở dài một hơi. Nói ra, ai, chính là không biết Diệp huynh đệ hiện tại như thế nào. Hai chúng ta thật đúng là không dùng, lẽ nào thật sự phải chờ 10 năm sau mới có thể nhìn thấy Diệp huynh đệ sao? Cũng không biết Diệp huynh đệ tại trong di tích thế nào rồi. Ngô Thanh Sơn có phần cô đơn nói, tả lão đầu. Bằng mượn thực lực của chúng ta căn bản không mở ra di tích, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Nói xong, tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn liền hướng về lạc nhật đảo phía tây Sơn Mạch bay trở về rồi. Làm hai người bọn họ trở về phía tây Sơn Mạch thời điểm, hai người bọn họ là hoàn toàn sướng sở rồi. Chỉ thấy nguyên bản cái kia mảnh di tích cửa vào vách núi, bây giờ lại đã hoàn toàn sụp xuống điều này cũng liền mang ý nghĩa di tích lối vào biến mất rồi. Này làm cho tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn không khỏi liên tưởng đến vừa vặn lạc nhật đảo động tính, hai người bọn họ trong con người lóe lên bi thương vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ hay là Diệp Thần Phong cả đời đều không thể đi ra di tích rồi, hay là Diệp Thần Phong đã chết tại di tích chi bên trong. Hải tộc tiểu thế giới sụp xuống rồi, di tích này lối vào một cách tự nhiên cũng đi theo sụp xuống rồi tả đức nguyên cùng ngô thanh sơn muốn an ủi một phen bạch tiểu nhu nhưng hai người bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào bạch tiểu nhu có phần ngây người nhìn xem sụp xuống vách núi viên mắt của nàng có phần ẩm ướt lên đột nhiên bạch tiểu nhu trong đầu lóe qua một vệt hơi thở quen thuộc người hốc mắt trong ướt át trong nháy mắt thu lại ánh mắt của nàng nhìn phía lạc nhật đảo xa xa mặt biển người loáng thoáng cảm thấy diệp thần phong tồn tại người mi tâm một đóa hoa sen đồ án lấp lánh hai lần. Bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào bạch tiểu nhu mi tâm. Mà ngàn năm băng tuyết liên hoa sớm đã bị Diệp Thần Phong cho đã luyện hóa được. Bây giờ ngàn năm băng tuyết liên hoa tại bạch tiểu nhu trong cơ thể. Này ngàn năm băng tuyết liên hoa trên có Diệp Thần Phong khí tức, bạch tiểu nhu có thể dựa vào khí tức tìm tới Diệp Thần Phong. Trước đó Diệp Thần Phong là ở hải tộc bên trong tiểu thế giới, mới cản trở ngàn năm băng tuyết liên hoa xây dựng lên một cái tia liên hệ. Bây giờ Diệp Thần Phong cũng rời khỏi hải tộc tiểu thế giới rồi, cho nên Bạch Tiểu Nhu lại có thể cảm giác được Diệp Thần Phong tồn tại. Bạch Tiểu Nhu liếc mắt nhìn tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn, nói ra ta muốn rời khỏi Lạc Nhật Đảo. Này Lạc Nhật Đảo chung quanh là minh mông vô bờ mặt biển, trên căn bản là không có thể ngừng lại nghỉ ngơi hòn đảo. Coi như là niết bàn cảnh cường giả, bình thường cũng phải cưỡi thuyền lớn. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn nghe vậy, hai người bọn họ hơi sững sờ, tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau. Tả Đức Nguyên nói ra, được, ta vân tiên tông chiếc thuyền kia liền cho bạch cô nương ngươi dùng đi. Ta tiếp tục lưu lại lạc nhật đảo, ta cùng ngô lão đầu nghĩ một chút biện pháp, ta nghĩ diệp huynh đệ sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Bạch Tiểu Nhu cũng không có giải thích người cảm ứng được, dù sao người chả không có thấy tận mắt đến diệp thần phong, thân ảnh của nàng lập tức hướng về lạc nhật đảo bến cảng tiến đến. Cùng lúc đó, biển rộng mênh mông nơi nào đó đáy biển bên dưới. Từng trận vòng xoáy khổng lồ lẩn quẩn, chu vi đáy biển loại cá tứ tán mà đi. Sát theo đó, diệp thần phong cùng đêm đông biển các loại tất cả mọi người trong nháy mắt xuất hiện tại đây. Đêm đông biển các loại hết thảy hải tộc người, bọn hắn cảm thụ nước biển chung quanh, bọn hắn thật rời đi tiểu thế giới kia những hải tộc này người đã nắm chắc ngàn năm không có thống khoái như vậy bị nước biển vây lại rồi bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra thoải mái biểu lộ đến diệp thần phong trong cơ thể thủy linh châu khẽ động hắn nước biển chung quanh đã bị cô lập cả người hắn dưới đáy biển bên dưới cũng có thể dường như trên mặt đất hành tẩu bình thường bởi diệp thần phong không có thi triển lần thứ hai bất diệt kim thân hắn trên người vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại giờ khắc này Diệp Thần Phong đã đổi lại một cái sạch sẽ trường sam màu đen rồi, hắn phục dụng mấy viên bổ linh đan, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt trở nên đầy đủ lên, về phần thương thế trên người, tự nhiên chậm rãi hội khôi phục, hắn không muốn lại tiêu hao thần huyết rồi. Diệp Thần Phong cảm ứng nghi tâm thức hải, chỉ thấy màu trắng cùng màu đen thức hải phía trên, một đạo hoàn chỉnh tịch diệt tử lôi là vô cùng ngưng thật. Thậm chí Diệp Thần Phong cảm giác đạo này Tịch Diệt Tử Lôi so với hắn vừa vặn thừa nhận bất kỳ một đạo Tịch Diệt Tử Lôi power đều phải cường. Diệp Thần Phong thử đi dùng thần niệm lực lượng khống chế cái này một đạo Tịch Diệt Tử Lôi, hắn phát hiện theo thần niệm khống chế, đạo kia Tịch Diệt Tử Lôi quả nhiên tại trong biển ý thức của hắn chuyển động. Sự phát hiện này để Diệp Thần Phong là cực kỳ hưng phấn, này chứng minh rồi lão Hắc Giang vận thiên suy đoán không có sai về sau chỉ cần thức hải của hắn không ngừng tồn chữ thiên lôi, như vậy điều này cũng sắp trở thành hắn một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Diệp thần phong cảm giác mình một chút chỗ ở trên mặt biển, hắn phát hiện bọn hắn được trực tiếp truyền tống đến khoảng cách biển rộng một bên không xa đáy biển. Diệp thần phong biết mình bây giờ cách lạc nhật đảo hẳn là phi thường xa. Diệp thần phong nhìn xem đêm đông biển các loại hải tộc người, hắn tạm thời chả không chuẩn bị đem hải tộc người giữ ở bên người. Vừa đến, hải tộc người mới vừa mới rời đi tiểu thế giới, bọn hắn muốn lần nữa thích ứng hoàn cảnh, cũng muốn lần nữa sáng tạo quê hương của chính mình. Thứ hai, hải tộc tại mấy ngàn năm trước nhưng là suýt chút nữa được rất bao lớn tông môn tiêu diệt, nếu như Diệp Thần Phong đem hải tộc người giữ ở bên người lời nói, không khỏi sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức. Thứ ba, hải tộc người yêu cầu trong nước biển thiên địa linh khí tu luyện, để cho bọn họ tạm thời ở lại trong biển rộng là thích hợp nhất rồi bất quá, Diệp Thần Phong bây giờ nói thế nào cũng là hải tộc thiếu chủ rồi, hải tộc tính mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở trong tay của hắn rồi, hắn tự nhiên cũng hy vọng hải tộc người càng lúc càng cường hãn được rồi. Nói không chắc về sau hải tộc sắp trở thành Diệp Thần Phong nhất cổ to lớn trợ lực. Diệp Thần Phong đem một cái chữ vật giới chỉ cho đêm Đông biển, nói ra, nơi này có 2 triệu linh thạch thượng phẩm, 20 bình dưỡng linh đan, 20 bình bổ linh đan. 20 bình dưỡng thần đan cùng 20 bình ngưng mạch đan. Thật tốt lợi dụng những tư nguyên này đến tăng lên chính người cùng hải tộc thực lực tổng hợp đi. Các ngươi trước tiên tạm thời ở lại trong biển rộng trùng kiến hải tộc quê hương, về sau ta hội tới tìm các ngươi. Diệp thần phong nhìn thấy có phần do dự đêm đông biển, hắn ngữ khí nghiêm túc mấy phần, nói ra đó là mệnh lệnh của ta. Là, thiếu chủ, khi nghe đến đây là diệp thần phong mệnh lệnh sau, đêm đông biển lập tức cung kính hồi đáp diệp thần phong trên người có mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đan dược hắn cũng luyện chế ra không ít đưa cho hải tộc những tư nguyên này đây đối với diệp thần phong tới nói chỉ là chín châu một sợi lông được rồi ta muốn rời đi mọi người hảo hảo tu luyện đi hy vọng lần sau ta có thể nhìn thấy một cái bất đồng hải tộc diệp thần phong thuận miệng nói ra đêm đông hải tướng diệp thần phong cho hắn chữ vật giới chỉ nắm chặt mấy phần trịnh trọng nói, thiếu chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Cung tiến thiếu chủ, theo đêm đông biển một tiếng vang này lên. Ở đây hết thảy hải tộc người cũng dồn dập mở miệng, cung tiến thiếu chủ. Cung tiến thiếu chủ, núi băng Mỹ nhân đông hiểu Mỹ trong con người tránh qua một vệt không bỏ. Mà ở bờ biển bên trên, nơi đó tụ tập rất nhiều người thu luyện. Chỉ có tại đại tông môn bên trong mới có có thể xưng tụng là pháp khí, thậm chí là linh khí thuyền lớn. tại đây mình mông vô bờ trên mặt biển chạy lớn bình thường thuyền căn bản không chịu nổi sóng gió. bởi lạc nhật đảo thường xuất hiện di tích sự tình đã sớm truyền ra. những này bờ biển người tu luyện cũng là muốn đi hướng lạc nhật đảo, mà bọn hắn phần lớn cũng không phải đại tông môn bên trong người, bọn hắn cũng căn bản không có của mình pháp khí thuyền lớn hoặc là linh khí thuyền lớn. bất quá Lạc Nhật đảo mỗi một quãng thời gian đều sẽ phái một chiếc thuyền lớn đến bờ biển tiếp một lần người, đương nhiên muốn cưỡi Lạc Nhật đảo thuyền lớn là nhất định muốn thanh toán nhất định linh thạch. Lạc Nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn biết không cách nào ngăn cản còn lại người tu luyện đến Lạc Nhật đảo, vậy hắn chẳng bằng hào phóng một chút để người tu luyện đến Lạc Nhật đảo, dù sao di tích cũng đã đóng cửa, cho nên hắn không có đình chỉ Lạc Nhật đảo qua lại đưa đón người tu luyện thuyền lớn giờ khắc này khoảng cách lạc nhật đảo lần này đưa đón thuyền lớn đến chỉ có một ngày rồi. Mà tại đây bờ biển dưới góc trái một nơi. Ở nơi đó tụ tập 5-6 người, nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, hắn một mắt là có thể nhận ra này 5-6 người bên trong phần lớn người, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Diệp Thần Phong có cửu hận. Chỉ là tại không ngừng hướng về bờ biển đi tới Diệp Thần Phong, hắn cũng không biết tất cả những thứ này. Kẻ thù cuối cùng muốn gặp mặt chương 1526, tử lôi xuất hiện. Đánh thành cho, bờ biển dưới góc trái nơi đó 5 người. Một tên trong đó thực lực tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, hắn chính là thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng. Đứng ở cổ Nam Hồng bên cạnh một tên thanh niên chính là là con trai của hắn cổ thiên trễ, một thân thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tại cổ Nam Hồng cùng cổ thiên chậm trước mặt còn đứng một tên thân mang trường sam màu trắng lão đầu, hắn chính là thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Lúc trước Diệp Thần Phong, Tô Băng Xoáy cùng lương tả ý ba người này, bọn hắn đồng thời tiến vào thông thiên thành. Mà khi tiến vào thông thiên thành sau liền gặp luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường. Chu Văn Thường nhi tử chính là thiên diệu thành thần khí các trưởng quỹ Chu Minh Thiên, lúc trước Diệp Thần Phong từ Chu Minh Thiên tay lấy được linh khí vũ dực cùng tím vẫn huyền thiết, Chu Minh Thiên muốn giết chết Diệp Thần Phong đoạt lại đồ vật của hắn, cuối cùng trái lại là Chu Minh Thiên đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Tại Thông Thiên Thành thời điểm, Chu Văn Thường liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần Phong chính là giết chết con trai của hắn người. Mà lúc trước Thông Thiên Thành thành chủ Cổ Nam Hồng nhi tử Cổ Thiên chậm đang muốn bái Chu Văn Thường vi sư, dùng này đến học tập thuật luyện khí. Cho nên lúc đó thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng cùng con trai của hắn cổ thiên trễ, bọn hắn tự nhiên là đứng ở chu văn thường phía bên kia. Bất quá, lúc đó được thiên hỏa lão nhân chặn ngang một cước. Cuối cùng, Diệp Thần Phong cùng chu văn thường giao đấu luyện khí, mà chu văn thường lại đã thua bởi Diệp Thần Phong, trên trời hỏa lão nhân dưới sự giúp đỡ, chu văn thường cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Đối luyện khí cực kỳ chấp nhất thiên hỏa lão nhân, hắn cũng lạy Diệp Thần Phong vi sư. Ban đầu ở luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường sau khi chết, thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng, hắn lập tức viết một phong thư cho luyện khí tông, trong thư cũng không có đề cập Diệp Thần Phong cùng Chu Văn Thường giao đấu luyện khí, chỉ nói rõ là Chu Văn Thường đã bị chết ở tại thiên hỏa lão nhân cùng Diệp Thần Phong các loại trong tay người. Nếu như đem sự tình nói rõ lời nói, như vậy luyện khí tông nói không chắc hội dẫn lây sang thông thiên thành lúc trước thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên đang lúc bế quan hắn là tại diệp thần phong sau khi bọn hắn rời đi hắn mới biết chuyện này giờ khắc này tại thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên bên cạnh còn đứng hai cái lão đầu một người trong đó chính là luyện khí tông đại trưởng lão dương phạm đức hắn vừa là ngũ phẩm luyện khí sư thực lực cũng đã tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tại toàn bộ luyện khí tông bên trong ngoại trừ tông chủ đã tới lục phẩm luyện khí sư bên ngoài Tại Luyện Khí Tông bên trong chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã tới ngũ phẩm luyện khí sư. Khác một ông lão chính là Vạn Nguyệt Các lão tổ Thạch Thiên Hồng, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, lúc trước Diệp Thần Phong lợi dụng không gian bạo động giết chết Vạn Nguyệt Các tông chủ Thạch Thiên Nhật, xé rách hư không rời đi, này làm cho Thạch Thiên Hồng là nộ không thể giải. Vạn Nguyệt Các tạo thành như thế tổn thất trọng đại, này hoàn toàn là tới từ ở Luyện Khí Tông tạo áp lực dù sao vạn nguyệt các đệ tử tô băng xoáy cùng lương tả ý cũng quấy tiến vào chu văn thường sự kiện bên trong. Tại vạn nguyệt các tông chủ Thạch Thiên nhận tử vong sau đó Thạch Thiên hồng lập ngựa đi rồi một chuyến luyện khí tông. Mà luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức đi theo Thạch Thiên Hồng về tới Vạn Nguyệt Các Quảng Trường, này Dương Phàm Đức cũng là lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư. Hắn thi triển các loại thủ đoạn, đại khái đã đoán được Diệp Thần Phong đám người đi hướng. Thế là, Dương Phàm Đức cùng Thạch Thiên Hồng một đường truy đuổi, nhưng bọn họ ở nửa đường thượng lại nghe nói Lạc Nhật đảo xuất hiện di tích sự tình, mà Diệp Thần Phong bọn hắn đại khái hướng đi cũng đang Lạc Nhật đảo phương hướng. Cho nên, Dương Phàm Đức cùng Thạch Thiên Hồng dự định đi một chuyến Lạc Nhật đảo. Nhưng Dương Phàm Đức đi ra ngoài so sánh vội vàng, hắn căn bản không có mang lên linh khí thuyền lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ Lạc Nhật đảo tới đón đưa thuyền. Mà thông thiên thành cổ hưng nguyên đám người, bọn hắn cũng là bởi vì nghe nói lạc nhật đảo di tích sự tình, bọn hắn mới đi đến được bờ biển bên trên, bọn hắn thông thiên thành không có thể hành xử pháp khí thuyền lớn, hoặc là linh khí thuyền lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chờ đợi lạc nhật đảo thuyền lớn. Này thông thiên thành người là ở bờ biển bên trên cùng Dương Phạm Đức, Thạch Thiên Hồng gặp gỡ. Ban đầu là thông thiên thành hướng về luyện khí tông hồi báo cho Chu Văn Thường chết sự tình, cho nên thông thiên thành người tự nhiên cùng dương phạm đức thạch thiên hồng cùng đi tới tại này trong năm người luyện khí tông đại trưởng lão dương phạm đức tuy chỉ có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thực lực thế nhưng niết bàn cảnh thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng hai người bọn họ cũng không dám tại dương phạm đức trước mặt tự cao tự đại khách khí đối đãi dương phạm đức có thể thấy được một tên ngũ phẩm luyện khí sư trên đất huyền giới địa vị là cỡ nào cao thượng rồi Tại bờ biển chờ đợi lạc nhật đảo thuyền lớn rất nhiều người tu luyện, bọn hắn đều nhìn ra dương phàm đức các loại thân phận của người, bọn hắn căn bản không dám tới gần dương phàm đức một nhóm người, bọn hắn chỉ có thể ở phía xa cẩn thận nghị luận. Ầm, uhm, một tiếng. Diệp Thần Phong từ trong nước biển đột nhiên vọt ra, hai chân vững vàng đứng ở bờ biển bên trên. Trong lúc nhất thời, trên bờ biển tất cả tu luyện người, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người mà bờ biển dưới góc trái Dương Phàm Đức các loại năm người. Trong đó tuy rằng Dương Phàm Đức cùng cổ Hưng Nguyên chưa từng thấy Diệp Thần Phong bản thân, nhưng là bọn hắn cũng đều gặp Diệp Thần Phong chân dung. Dương Phàm Đức bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong nháy mắt, bọn hắn cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng, trên mặt hắn trong nháy mắt được tức giận cùng sát khí cho lấp đầy, trong cổ họng trầm thấp quát lên, cái này tiểu giác rưởi cuối cùng cũng coi như xuất hiện thông thiên thành cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng đám người trong con người cũng lập lòe tinh quang, dù sao bọn hắn che giấu chu văn thường bị giết sự thực, bọn hắn cũng không muốn diệp thần phong tiếp tục sống sót. Về phần luyện khí tông đại trưởng lão Dương phàm Đức, hắn khẽ cao mày, bởi thông thiên thành che giấu sự thực, hắn cho rằng chu văn thường bị giết, chính là luân hồi cảnh thiên hỏa lão nhân dẫn đầu. Diệp thần phong cùng tô Bang xoáy bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá, vì luyện khí tông uy nghiêm, cho dù là tiểu nhân vật, đó cũng là yếu tuyệt đối xóa bỏ. Tại Dương Phàm Đức hướng về Diệp Thần Phong đi đến sau đó Thạch Thiên Hồng cùng cổ hưng nguyên bọn người mới đi theo Dương Phàm Đức phía sau. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy từng luồng từng luồng sát khí, làm hắn nhìn thấy Dương Phàm Đức đám người thời điểm, hắn khẽ cao mày, hắn là nhận ra cổ Nam Hồng, cổ Thiên Chậm cùng Thạch Thiên Hồng. Dương Phàm Đức bọn người ở tại khoảng cách Diệp Thần Phong khoảng 10 mét địa phương ngừng lại, luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức, hắn lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ta luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường chết đi, người cũng có thể có phần. Người là muốn tự mình kết thúc đâu này, hay là muốn ta động thủ? Diệp Thần Phong cũng không quen biết Dương Phàm Đức, trong cơ thể hắn cũng vì vi tụ tập sát khí. Thông thiên thành thành chủ cổ Nam Hồng Nhi tử cổ thiên trễ, trong lòng của hắn vẫn đối với diệp thần phong ghi hận trong lòng nếu không phải diệp thần phong hắn sớm là có thể bái chu văn thường vi sư chân chính bước lên luyện khí sư con đường rồi cổ thiên chậm tại cảm giác được diệp thần phong trong cơ thể sát khí sau hắn lập tức cung kính đối với dương phàm đức nói ra dương tiền bối tiểu tử này xem ra là không phục đối phó loại này tôm cá nhãi nhép để cho ta tới động thủ là tốt rồi bằng không chỉ biết ô uế tay của ngài mà thôi Diệp Thần Phong cũng không hề ẩn giấu khí thế, người ở chỗ này đều cảm giác được suốt thực lực của hắn tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Dương Phàm Đức khi nghe đến cổ thiên chậm lời nói sau, hắn cũng cho rằng cổ thiên chậm lời nói không sai, hắn tùy ý nói ra, được, tiểu tử này liền giao xử lý cho ngươi. Một bên vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng, hắn nhìn thấy Dương Phàm Đức đem Diệp Thần Phong giao cho cổ thiên chậm xử lý. Hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối. Thế nhưng, nếu như không thân tay giết diệp thần phong thạch thiên hồng tuyệt đối núi không trôi khẩu khí này hắn nói ra cổ thiên trễ lưu hắn một hơi tại ta muốn tự tay giết tiểu tử này thạch thiên hồng chính là niết bàn cảnh thực lực cổ thiên chậm ngược lại cũng không tiện cự tuyệt rồi hắn cười nói yên tâm thạch tiền bối ta nhiều nhất đem tu vi của tiểu tử này phế bỏ gõ lại đoạn hắn mấy cục xương mà thôi xương phàm đức đám người bên này động tính lập tức đưa tới bờ biển chú ý của mọi người trong lúc nhất thời tiếng bàn luận nổi lên bốn phía bọn hắn mỗi một người đều nhìn xem diệp thần phong tiểu tử này là ai hắn làm sao đắc tội rồi luyện khí tông bọn họ quả thực là ngớ ngẩn ta xem này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử hôm nay nhất định là chắc chắn phải chết rồi ở xung quanh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm thần nhiệm cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cổ thiên trễ hắn vượt trước sáu bước, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay ngươi cũng không có may mắn như vậy có thể trốn. Ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Sương phàm đức cùng cổ thiên chậm phụ thân cổ nam hồng đám người là gương mặt bình thản, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, cổ thiên chậm muốn đối phó Diệp Thần Phong là thừa sức rồi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được suốt cách bờ biển cách đó không xa đáy biển hải tộc đêm đông biển đám người hẳn là chả không hề rời đi. Hắn yếu làm ra một ít động tĩnh để đêm đông biển đám người chú ý đến chuyện nơi đây. Chỉ cần đêm đông biển đám người ra tay, ở đây chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên cổ hưng nguyên cùng thạch thiên hồng căn bản không đáng sợ. Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt ngông cuồng tự đại cổ thiên chế, hắn cảm giác mình thức hải phía trên đạo kia tịch diệt tử lôi power, muốn đánh giết tạo hóa cảnh cường giả, đoán chừng là không thể nào. Diệp thần phong tính toán đạo này tịch diệt tử lôi hẳn có thể đánh giết thần niệm cảnh ngũ trọng thiên tả hữu người tu luyện. Diệp thần phong vừa vặn dùng cổ thiên đến chậm thử một lần này tịch diệt tử lôi có thể hay không từ trong óc thả ra ngoài. Cổ thiên chậm thấy diệp thần phong không mở miệng, hắn cho rằng diệp thần phong là sợ hãi, hắn cười lạnh nói tiểu tử, hôm nay người coi như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, người cũng trốn không thoát vừa chết vận mệnh rồi. Dương Phàm nước bọn người một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Diệp Thần Phong trong óc thần niệm khống chế đạo kia tịch diệt tử lôi, khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười gần, nói ra, nếu như ngươi muốn đến tìm cái chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Cổ thiên chậm nghe được Diệp Thần Phong lại vẫn dám mạnh miệng, trong cơ thể hắn khí thế bão táp, bóng người trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, quát lên tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xem người có thể mạnh miệng đến khi nào. Tại cổ thiên chậm nhằm phía Diệp Thần Phong trong nháy mắt. Diệp Thần Phong nghi tâm tránh qua một đạo hào quang màu tím. Âm âm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo tịch diệt tử lôi dường như màu tím trường xà giống như từ Diệp Thần Phong nghi tâm lộ ra, nhanh chóng hướng về cổ thiên chậm tập kích tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cổ Thiên chậm chỉ nhìn thấy hào quang màu tím lóe lên, hắn căn bản chưa kịp tránh né, hắn đã bị tịch diệt tử lôi cắn nuốt mất rồi. Chi, 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 chớp giật âm thanh vang vọng ở trong không khí. Đợi đến tịch diệt tử lôi tiêu tan sau, Cổ Thiên chậm đã sớm té lăn quay trên mặt đất, trên mặt hắn ngông cuồng tự đại vẫn không có tiêu tan, cả người bộ mặt biểu lộ phảng phất đông lại rồi trong con người nhiễm nhiên là không có bất kỳ một tia sinh cơ rồi. Cổ thiên chậm quần áo trên người biến thành hư vô, cả người đen như mực, giống như là được nướng khét bình thường. Hắn trực tiếp được một đạo tịch diệt tử lôi bắn cho chết rồi. Tử lôi xuất hiện, đánh thành cho. Bờ biển chi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một mảnh. chương 1527, bỏ đá xuống giếng quá nhiều người. Hải Phong phất qua, trên mặt đất hạt cát bay lượn đã đến giữa không trung. Trên lưng treo hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn lạnh lẽo nhìn trên mặt đất được tịch diệt tử lôi đánh chết cổ thiên trễ. Đạo này tịch diệt tử lôi power cùng diệp thần phong đoán chừng gần như, xem ra sau này chỉ cần chứa đựng đến đủ mạnh mẽ thiên lôi, như vậy đây tuyệt đối là tất sát tuyệt chiêu. Diệp thần phong nghi tâm thức hải phía trên đạo kia tịch diệt tử lôi thả ra ngoài sau. Giờ khắc này, Mì tâm màu trắng cùng màu đen thức hải phía trên lại trở nên trống rỗng rồi, xem ra sau này Diệp Thần Phong yếu thu thập nhiều một ít thiên lôi rồi. Tại Diệp Thần Phong ngắn ngủi trầm tư thời khắc, trên bờ biển người tu luyện mỗi một người đều mắt trợn tròn. Mà luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức đám người, trên mặt bọn họ thong dong bình tĩnh trong nháy mắt động lại. Đặc biệt là thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thành chủ cổ Nam Hồng, hai người bọn họ trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó hai người bọn họ mặt trong nháy mắt được lửa giận lấp đầy thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng hắn nhìn thấy con trai của chính mình cổ thiên chậm hoàn toàn tắt thở trong cổ họng hắn tức giận gầm thét một tiếng a hát sát theo đó cổ nam hồng gân xanh trên trán nổi lên mất con nỗi đau tràn ngập trái tim của hắn bên trong thân thể của hắn thật khí thế dường như nước sôi giống như bắt đầu lăn lột trong tròng mắt tràn đầy lệ khí hắn hướng về phía Diệp Thần Phong, quát lên tiểu rác rưởi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng, hắn trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi, ban đầu ở Vạn Nguyệt các trên quảng trường. Diệp Thần Phong mặc dù có thể giết chết Vạn Nguyệt các tông chủ Thạch Thiên Nhật, này tại Thạch Thiên Hồng xem ra, Diệp Thần Phong chính là lợi dụng không gian bạo động. Mà Diệp Thần Phong thực lực căn bản không đáng sợ. Nguyên bản tại Thạch Thiên Hồng cho rằng, chỉ cần không cho Diệp Thần Phong xé rách hư thời gian rảnh, cổ thiên chậm phải giải quyết Diệp Thần Phong cũng là dễ như ăn cháo. Luyện khí tông đại trưởng Lão Dương Phạm Đức, hắn con người vi vi ngưng lại, trong miệng nói ra dĩ nhiên là thiên lôi. Hơn nữa còn là tịch diệt tử lôi, tuy rằng power không tính quá mạnh, nhưng điều này cũng tuyệt đối là hiếm có được rồi. Ngược lại, Dương Phạm Đức vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn lộ ra một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng dấp. Nói ra, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta Dương Phàm đức nô bộc, như vậy về sau ngươi là có thể đi theo ta tại Luyện Khí Tông sinh sống, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt chứ? Này Dương Phàm đức là nhìn chúng Diệp Thần Phong có thể phóng thích thiên lôi năng lực. Có lúc đang luyện chế vũ khí trong quá trình, nếu như gia nhập một đạo dùng thiên lôi rèn luyện thủ pháp, như vậy luyện chế ra tới vũ khí đem càng thêm cứng rắn. Cái này cũng là Dương Phàm Đức vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Thông thiên thành lão tổ cổ Hưng Nguyên cùng thành chủ cổ Nam Hồng. Cùng với vạn nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng, bọn hắn khi nghe đến Dương Phàm Đức lời nói sau, ba người bọn hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Diệp Thần Phong nhưng là giết chết vạn nguyệt các tông chủ Thạch Thiên nhận hung thủ, Thạch Thiên Hồng 10.000 cái không muốn buông tha Diệp Thần Phong. Mà Cổ Hưng Nguyên cùng Cổ Nam Hồng bọn hắn che giấu lúc trước luyện khí tông trưởng lão Chu Văn thường chết đi, lần sau bây giờ Cổ Thiên chậm lại đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, yếu bọn hắn buông tha Diệp Thần Phong, khẩu khí này giấu ở trong lòng, e sợ hội nghẹn đến để cho bọn họ thổ huyết. Thế nhưng, luyện khí tông đại trưởng lão Dương phàm đức mặt mũi lại không thể đủ không cho. Này làm cho Thạch Thiên Hồng đám người nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm trên bờ biển chung quanh người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy tình thế đến rồi một cái xoay chuyển. Luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức lại muốn thu diệp thần phong làm nô tài, này để cho bọn họ từng cái lại bắt đầu bàn luận. Tiểu tử này vận khí thật đúng là được, nếu như làm luyện khí tông đại trưởng lão nô bộc, như vậy tương lai còn có thể sẽ trở thành luyện khí sư, đổi lại là ta, như vậy ta nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Đúng vậy, tiểu tử này nguyên vốn hẳn nên mà đắc tội với luyện khí tông đại trưởng lão các loại nhiều vị tiền bối, hiện tại lại giết thông thiên thành thành chủ nhi tử cổ thiên trễ, chỉ có làm luyện khí tông đại trưởng lão nô bộc, tiểu tử này mới có thể sống một mạng rồi, lại nói có thể trở thành luyện khí tông đại trưởng lão nô bộc, chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống hãm bính chuyện thật tốt. Này bờ biển chung quanh người tu luyện quả thực mỗi một cái đều là chó xù tâm thái, dưới cái nhìn của bọn họ cho luyện khí tông đại trưởng lão làm nô bộc cũng là một kiện quang vinh sự tình. Này theo Diệp Thần Phong quả thực là buồn cười cực kỳ. Diệp Thần Phong đón nhận luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức ánh mắt, mà Dương Phàm Đức là một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần Diệp Thần Phong không phải một cái đầu có vấn đề người, như vậy Diệp Thần Phong liền tuyệt đối sẽ đáp ứng làm nô bộc của hắn. Lần sau tại dương phàm nước cho rằng dù sao diệp thần phong tại luyện khí tông trưởng lão chu văn thường sự tình trong tối đa cũng là chỉ một nhân vật nhỏ mà thôi chỉ cần giết kẻ cầm đầu thiên hỏa lão nhân là được rồi nhưng mà tại dương phàm nước tự tin tràn đầy thời điểm diệp thần phong chỉ nói một câu muốn ta làm nô bộc của ngươi ngươi đủ tư cách sao coi như là thiên vương lão tử cũng không xứng để cho ta diệp thần phong làm nô bộc nhất cổ ngạo nghễ khắp thiên hạ thật khí thế từ trên người Diệp Thần Phong tỏa ra mà đi. Điều này không khỏi làm Dương Phàm đức sắc mặt khẽ thay đổi. Mà Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng, Thông Thiên Thành lão tổ Cổ Hưng Nguyên cùng Thông Thiên Thành thành chủ Cổ Nam Hồng, ba người bọn họ khuôn mặt lộ ra một vệt thở phào nhẹ nhõm nụ cười. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự đáp ứng làm Dương Phàm đức nô bộc, như vậy Thạch Thiên Hồng bọn hắn còn thật sự không tốt động thủ rồi. Ha ha ha. Sương Phàm Đức trong cổ họng phát ra một trận cười gần, hắn thân là luyện khí tông đại trưởng lão, trên đất huyền giới dám không nể mặt hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dưới cái nhìn của hắn hắn để diệp thần phong làm nô bộc của hắn, cái này căn bản là đối diệp thần phong một loại ban ân. Tiểu tử, người đã như thế không biết điều, như vậy người có thể ngoan ngoãn lên đường. Sương Phàm Đức ánh mắt không lành nhìn chằm chằm diệp thần phong. Bờ biển chung quanh người tu luyện cũng đều sông tới bọn hắn biết bây giờ là cùng luyện khí tông đại trưởng lão lôi kéo làm quen thời cơ tốt nhất. Tuy rằng vừa nãy Diệp Thần phong tịch diệt tử lôi làm kinh người, nhưng power thật sự là có hạn, xuống lại tới người tu luyện phần lớn đều là tạo hóa cảnh, mà tạo hóa cảnh bên dưới thì còn lại là đứng hơi chút mặt sau một chút. Ở đây tất cả tu luyện người mỗi một người đều đối diệp thần phong trợn mắt trừng trừng. Tiểu tử, người quả thực là chết không hết tội, luyện khí tông dương tiền bối cho ngươi làm nô bộc của hắn, người nên lập tức quỳ xuống đến cho Dương Tiền Bối dập đầu. Cùng tiểu tử này phí cái gì lời nói, trực tiếp giết hắn, liền hắn cái này loại người, hắn lại dám cùng Dương Tiền Bối kêu gào. Ta xem hắn là không biết chữ tử là làm sao viết. Trên bờ biển hết thảy xuống lại tới người tu luyện, bọn hắn từng cái trong cơ thể khí thế phun trào, thân thể bọn họ bên trong đều đối diệp thần phong lộ ra sát ý, bọn họ là tranh nhau chen lấn muốn tại luyện khí tông đại trưởng lão dương phàm đức trước mặt biểu hiện dương phàm đức một mặt cười gần nhìn xem diệp thần phong hỏi tiểu tử hối hận rồi sao bất quá hiện tại ngươi cho dù cầu ta ngươi cũng không có tư cách làm nô bộc của ta rồi diệp thần phong trên mặt biểu lộ không có quá nhiều biến hóa hắn nhìn xem chu vi những này bỏ đá xuống giếng người thu luyện khóe miệng hắn vi vi hiện lên một nụ cười gần lãnh đạm nói rất tốt các ngươi đã đều phải đến tìm cái chết, như vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta." Diệp Thần Phong lời ấy một chỗ. Trên bờ biển bầu không khí lần nữa trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, cách bờ biển cách đó không xa đáy biển bên dưới. Tại Diệp Thần Phong thả ra tịch diệt tử lôi thời điểm, hải tộc đêm đông biển đám người, bọn hắn cũng cảm giác được trên bờ biển tình huống. Giờ khắc này, hết thảy hải tộc người vẻ mặt đều âm trầm tới cực điểm. Diệp Thần Phong nhưng là hải tộc thiếu chủ, thân là hải tộc thiếu chủ, lại há là những người khác có thể lấn ép. Vu Phong giang đối với đêm đông biển, nói ra tộc trưởng, thiếu chủ hắn gặp phải phiền toái. Vu Phong chỉ cũng lập tức nói ra tộc trưởng, chúng ta hải tộc thiếu chủ uy nghiêm tuyệt đối là không cho phép bất luận người nào dẫm đạp. Đêm đông biển trên mặt sớm đã bị lửa giận cho che kín, Diệp Thần Phong chính là dẫn dắt bọn hắn hải tộc quật khởi lần nữa người, hơn nữa Diệp Thần Phong nắm giữ Thủy Linh Châu, vẫn là chế thuốc cùng luyện khí đồng tu thiên tài. Tại đêm Đông Biển trong lòng, hắn là cực kỳ tôn kính Diệp Thần Phong vị thiếu chủ này, trong cơ thể hắn niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế lao nhanh, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng, thanh âm lạnh như băng từ hàm răng của hắn khe trong bật đi ra, "Hải tộc huynh đệ, chúng ta bây giờ phải làm sao?" "Giết! Giết! Giết!" Khét thầy hải tộc người dồn dập không chút do dự bật thốt lên, bọn hắn cũng thật tâm thật ý thần phục với Diệp thần Phong rồi, từng cái từng cái trong đôi mắt là huyết hồng một mảnh. Hải tộc đã tại bên trong tiểu thế giới mệt nhọc có mấy ngàn năm rồi. Thời khắc này huyết tính của bọn họ trong nháy mắt được kích phát ra, chỉ vì Diệp thần Phong vị này bọn hắn hải tộc thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, sát ý ngút trời vang vọng ở đáy biển bên dưới chương 1528, một cái cũng không lưu lại. Bờ biển bên trên, rất tốt, các người đã đều phải đến tìm cái chết, như vậy các người đều đi chết đi cho ta. Diệp thần phong câu nói này để không khí của hiện trường yên lặng 10 giây đồng hồ khoảng chừng Sát theo đó, không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn tại bờ biển vang vọng ra, ha ha ha. Trên bờ biển đem Diệp Thần Phong xuống lại đám người tu luyện, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, chẳng khác gì là tại nhìn một kẻ ngu ngốc dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong càn dỡ căn bản không hề ăn khớp có thể nói lẽ nào chỉ là một cái thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tiểu tử vẫn có thể lật được nổi bọt nước tới sao phải biết ở đây vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng có niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực mà thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cũng có niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực chỉ là một cái thần niệm cảnh diệp thần phong vẫn đúng là không đủ niết bàn cảnh cường giả nhất kẻ răng luyện khí tông đại trưởng lão Dương Phạm Đức, hắn đối xuống lại tới người tu luyện lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, làm cho những người tu luyện này so với đại hạ thiên ăn băng xa trả sảng khoái. Dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ này đều là đáng giá rồi, bọn hắn cũng không có thanh diệp thần phong để ở trong mắt. Dương Phạm Đức ngược lại rồi hướng Thạch Thiên Hồng cùng cổ hưng nguyên đám người, nói ra các người muốn giết tiểu tử này, các người có thể tự mình động thủ. Nghe vậy, Thạch Thiên Hồng, cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng ba người này, trên mặt bọn họ trong nháy mắt bò đầy tàn nhẫn vẻ, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt dường như muốn phun ra lửa đến rồi. Mà xuống lại tới người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến Thạch Thiên Hồng đám người muốn động thủ, bọn hắn tự nhiên tiết kiệm phiền phức, bọn hắn cũng không dám cùng niết bàn cảnh cường giả đi tranh nhau giết chết Diệp Thần Phong. Thế là, những này xuống lại tới người tu luyện, bọn hắn chỉ là một mặt diễu cợt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong chính lúc Thạch Thiên Hồng, cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng ba người này muốn động thủ thời điểm. Âm, 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 âm. Trên mặt biển là nước biển tung tóe Từng đạo tiếng nổ mạnh từ trên mặt biển vang lên. Tại đêm đông biển dưới sự hướng dẫn, hết thảy hải tộc nhân chiều bờ biển đi tới. Trên mặt bọn họ mỗi một người đều che kín phẫn nộ. Đêm đông biển bọn người không có ẩn dấu khí thế. Ở đây tất cả tu luyện người một cái là có thể cảm giác được đi ở trước nhất đêm đông biển có niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực vu phong giang cùng vu phong chỉ cũng có niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực hải tộc đột nhiên xuất hiện này làm cho thạch thiên hồng đám người động tác ngừng lại tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt nghi hoặc nhìn đi về phía bên này hải tộc người biển hải tộc vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng hắn liếc mắt là đã nhìn ra đêm đông biển các loại thân phận của người hắn tạm thời đã quên muốn giết diệp thần phong rồi con mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thành chủ cổ Nam Hồng, bọn hắn được Thạch Thiên Hồng vừa đề tỉnh, bọn hắn trong con người cũng tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Luyện khí tông đại trưởng lão Dương phàm Đức, sắc mặt của hắn biến hóa liên tục, về phần tại chàng còn lại người tu luyện, bọn hắn khi biết đêm đông biển đám người chính là hải tộc sau, bọn hắn từng cái sắc mặt kịch biến. Tại Dương phàm Đức các loại trong mắt người, cùng với ở đây còn lại người tu luyện trong mắt hải tộc hẳn là tại mấy ngàn năm trước cũng đã tuyệt diệt được rồi nhưng thời khắc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hải tộc người thực lực mạnh nhất dĩ nhiên đã tới niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ phải biết nghe đồn hải tộc người mỗi một cái đều là trời sinh tính hung tàn dương phàm đức đám người căn bản không có thanh diệp thần phong cùng hải tộc liên hệ tới bọn hắn nhưng sẽ không cho là diệp thần phong cùng hải tộc có quan hệ sùng sục sùng sục sùng sục trong lúc nhất thời trên bờ biển người tu luyện trong cổ họng vang lên tiếng nuốt nước miếng tất cả mọi người tại chỗ đều tạm thời đem diệp thần phong quên mất ánh mắt của bọn họ đều nhìn về đêm đông biển các loại hải tộc người vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng hắn cảm thụ cách đó không xa đêm đông biển trên người khí thế áp bách hắn cả người run lên một cái hắn hướng về đêm đông biển đi tới hắn đem tư thái thả rất thấp hắn nói ra xin hỏi ngài là hải tộc tiền bối sao? ở đây thực lực mạnh nhất thạch thiên hồng cùng cổ hưng nguyên đều chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên, không có bất kỳ người nào dám vào lúc này cùng đêm đông biển các loại hải tộc người càn rỡ. nhưng mà đêm đông biển chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn thạch thiên hồng, trong cơ thể hắn khí thế tuôn ra, bàn tay phải nhanh chóng vỗ ra. này làm cho vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng căn bản phản ứng không kịp nữa. si si, một tiếng. Đêm Đông Biển thủ trưởng trực tiếp phá tan rồi Thạch Thiên Hồng nhục thân phòng ngự. Đêm Đông Biển thủ trưởng xuyên qua Thạch Thiên Hồng trái tim. Đợi đến Đêm Đông Biển thủ trưởng rũi lúc đi ra, chỉ thấy Thạch Thiên Hồng ngực ngụm máu tươi tuôn ra, hắn trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn cho là mình thanh tư thái thả thấp như vậy rồi, hải tộc người nên nghe hắn nói vài câu, ai biết Đêm Đông Biển dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng hắn nhưng là đường đường niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra tiên huyết đến hắn không ngừng thở hổn hển trong cổ họng muốn muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm đến trên mặt hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan mấy giây sau phù phù một tiếng vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng thi thể nặng nề mới ngã xuống trên mặt đất vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng chết rồi điều này cũng mang ý nghĩa vạn nguyệt cát sắp trên đất huyền giới cô đơn rồi. sương phạm đức thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thành chủ cổ nam hồng cùng với ở đây còn lại người tu luyện. bọn hắn đang nhìn đến hải tộc không nói lời gì sẽ giết niết bàn cảnh nhất trọng thiên cường giả thạch thiên hồng. bọn hắn sợ đến liền không dám thở mạnh một cái rồi. mà phía sau lưng thượng treo hắc huyền kiếm diệp thần phong hắn nhìn thấy đêm đông biển các loại hải tộc người xuất hiện sau đó hắn hướng về đêm đông biển các loại người đi tới diệp thần phong hành động này lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người nhìn thấy diệp thần phong như thế ngu xuẩn hành vi rất nhiều người tu luyện đều tạm thời quên được sợ hãi tiểu tử này đầu thật sự không thành vấn đề sao đầu của hắn lẽ nào sinh trưởng ở trên mông đít quả thực là một cái không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn loại này rác rưởi chết rồi cũng xứng đáng Dương Phàm Đức nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, hắn khẽ nhíu chân mày, hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Mà thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng cổ Nam Hồng, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, một bên trên mặt hiện lên cười gần, một bên nghĩ ở trong lòng yếu sau đó muốn thế nào cùng hải tộc người giao thiệp. Hải tộc người mới sẽ thả bọn họ đi, dù sao bọn hắn cùng hải tộc cũng không có thâm cửu đại hận gì. Tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong vừa đi đến đêm Đông mặt biển trước cũng sẽ bị đập chết thời điểm. Diệp Thần Phong khoảng cách đêm Đông biển càng ngày càng gần. Đêm Đông biển các loại hết thảy hải tộc người cũng chủ động đón nhận Diệp Thần Phong. Giữa song phương khoảng cách đang không ngừng giảm bớt, 20m, 15m, 10m, 5m, tại đêm Đông biển các loại hải tộc người khoảng cách Diệp Thần Phong xa 3m thời điểm, đêm Đông biển đám người dồn dập ngừng lại. Ở đây Dương Phàm Đức cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng cùng với tất cả tu luyện người bọn hắn cho rằng diệp thần phong cũng bị đêm đông biển đập chết rồi nhưng mà làm cho ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt thậm chí là ngoác mồm kinh ngạc một màn xảy ra thiếu chủ ngài không có sao chứ niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đêm đông biển trước tiên cung kính đối diệp thần phong quốc cung rồi sau đó niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ vu phong giang cùng vu phong chỉ hai cái này lão đầu bọn hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc cúi người chào nói, thiếu chủ. Lập tức, còn lại hết thảy hải tộc người cũng hướng về Diệp Thần Phong cúc cung rồi, bọn hắn từng cái một mực cung kính hô, thiếu chủ. Đêm đông biển đám người sở dĩ không có lập tức đại khai sát giới, bọn họ là đang đợi Diệp Thần Phong mệnh lệnh. Dù sao Diệp Thần Phong chính là là bọn hắn thiếu chủ, bọn hắn hay là muốn trưng cầu Diệp Thần Phong ý tứ. Mà vừa vặn vạn nguyệt các lão tổ thạch thiên hồng, hắn là mình đi tới chịu chết này cũng chỉ có thể đủ quái thạch thiên hồng thái xui xẻo rồi tại hải tộc người một tên tiếp theo một tên xưng hô diệp thần phong vì thiếu chủ thời điểm thời khắc này không khí phảng phất dừng lại thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh những người tu luyện kia mũi cùng trong miệng hô hấp trong nháy mắt ngừng lại rồi luyện khí tông đại trưởng lão dương phàm đức hắn trợn to hai mắt thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thành chủ cổ nam hồng hắn như có như không cười gần trong nháy mắt không còn sót lại chút gì rồi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, cơ thể hơi có phần phát run. Diệp Thần Phong xoay người liếc mắt nhìn ở đây hết thảy người tu luyện, hắn bình thản nói ra còn nhớ ta vừa vặn lời đã nói sao. Các ngươi đã đều phải đến tìm cái chết, như vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta. Ngược lại, Diệp Thần Phong đối với đêm đông biển các loại hải tộc người, thanh âm hắn mệnh lệnh lạnh như băng nói, một cái không lưu. Là, thiếu chủ. Hết thảy hải tộc người miệng đồng thanh hồi đáp, thanh âm niếc tai nhức óc vang vọng chân trời. Ở đây bất kể là luyện khí tông dương phàm đức, thông thiên thành cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng, vẫn là còn lại người tu luyện, bọn hắn từng cái trong nháy mắt được sợ tráng váng. Ở đây bất cứ người nào, bọn hắn suy nghĩ nát óc, thậm chí là muốn phá cái mông, bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên hội là kết cục như vậy. chương 1529, tức giận. A à hát, a hát, a hát. Không, không nên giết ta, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta căn bản không nhận thức những người này. X, di động lưới. Ta, ta chỉ là xem náo nhiệt, van cầu các ngươi tha ta một mạng. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không muốn chết a hát từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng ở bờ biển bên trên. Tại hải tộc niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ vu phong giang cùng vu phong chỉ dẫn dắt đi, trên bờ biển người tu luyện căn bản không đỡ nổi một đòn. Đến giờ phút này rồi, những này vừa vặn đối diệp thần phong bỏ đá xuống giếng người tu luyện, bọn hắn hối hận ruột đều thanh, sớm biết diệp thần phong sau lưng có nguồn thế lực như vậy, coi như là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, thậm chí là một 000 cái lá gan, bọn hắn vừa vặn cũng không dám xuống lại ở Diệp Thần Phong. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, có một ít chuyện một khi làm, như vậy liền tất cần phải gánh chịu xứng đáng một cái giá lớn. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, trên mặt hắn vẻ mặt lạnh lẽo một mảnh, hắn đối mặt cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết thở ơ không động lòng. Bờ biển trên mặt đất hạt cát dần dần được tiên huyết cho nhiễm đỏ. Những người tu luyện này tại Diệp Thần Phong mắt lý căn bản không đáng giá đáng thương nếu như vừa vặn diệp thần phong không có hải tộc cứu viện e là cho dù diệp thần phong đã bị chết ở tại thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên các loại trong tay người những người tu luyện này nhất định sẽ vỗ tay bảo hay đặc biệt là trên đất huyền giới loại này theo thực lực trí thượng địa phương niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đêm đông biển khí thế của hắn như ngừng lại luyện khí tông đại trưởng lão dương phạm đức thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng trên người chỉ cần dương phàm đức ba người dám có bất kỳ trốn chạy cử động đêm đông biển liền sẽ lập tức ra tay đánh chết rất nhanh trên bờ biển tựu trầm chậm, chậm yên tĩnh lại chỉ có gió biển thổi khởi hạt cát thanh âm rồi ở đây ngoại trừ diệp thần phong cùng đêm đông biển các loại hải tộc người bên ngoài còn sống chỉ có luyện khí tông đại trưởng lão dương phàm đức thông thiên thành lão tổ cổ hưng nguyên cùng thành chủ cổ nam hồng rồi dương phàm đức ba người bọn hắn nhìn trên mặt đất từng bộ từng bộ thi thể bọn hắn cảm thụ đêm đông biển các loại hải tộc trên thân người sát ý vô tận, bọn hắn trên lưng quần áo sớm đã ướt đẫm rồi. Diệp thần phong từng bước từng bước hướng về dương phàm đức các loại người đi tới. Đêm đông biển thấy thế, trong cơ thể hắn khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Này nhiết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế đặt ở dương phàm đức các loại trên thân ba người, bọn hắn ngực cảm giác một trận khó chịu, thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái cũng không làm được rồi dù sao trong đó cổ hưng nguyên chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên thực lực cổ nam hồng cũng mới luân hồi cảnh thực lực mà dương phàm đức thực lực nhất không chịu nổi hắn chỉ có tạo hóa cảnh thực lực dương phàm đức trong con người tốt biến từng tia từng tia nghi hoặc mà một bên cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng cũng biết ẩn giấu không nổi nữa hiện tại bọn hắn chỉ muốn còn sống cho nên thông thiên thành thành chủ cổ nam hồng đem lúc trước diệp thần phong cùng chu văn thường giao đấu luyện khí sự tình nói một lần tại sau khi nói xong cổ nam hồng nhìn xem diệp thần phong nói ra tiểu huynh đệ chuyện này là chúng ta sai rồi lần này kính xin tiểu huynh đệ ngươi dơ cao đánh khẽ dơ cao đánh khẽ diệp thần phong khóe miệng lạnh lẽo cười cười hắn nhìn xem được đêm đông biển áp chế lại căn bản vô pháp nhúc nhích cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng hắn đem trên lưng hắc huyền kiếm nhanh chóng rút ra hắc mang lóe lên hắc huyền kiếm xẹt qua cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng cổ hai người bọn họ trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu sát theo đó vết máu từ từ mở rộng cổ hưng nguyên cùng cổ nam hồng con mắt trợn lên giường như đèn lồng hai người bọn họ đầu trong nháy mắt lăn rơi đến trên mặt đất đồng dạng được đêm đông biển áp chế lại dương phàm đức hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra hắn mở miệng nói hiểu lầm tất cả những thứ này đều là hiểu lầm chúng ta căn bản không biết chu văn thường chân chính nguyên nhân cái chết được che giấu đi chúng ta luyện khí tông nhất định sẽ cho tiểu huynh đệ ngươi một câu trả lời luyện khí tông đại trưởng lão dương phàm đức ngữ khí của hắn vô cùng thành khẩn thế nhưng diệp thần phong vẫn cứ tại dương phàm đức trong con người bắt được một tia sát khí diệp thần phong nguyên bản không có ý định buông tha dương phàm đức bất kể có phải hay không là hiểu lầm nếu như không có hải tộc xuất hiện như vậy diệp thần phong chẳng phải là muốn được dương phàm đức đám người giết chết Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm lần nữa giơ lên. Sương Phàm Đức nhìn xem không ngừng tiếp cận cổ mình Hắc Huyền kiếm, trên mặt hắn tàn nhẫn vẻ đều lộ không bỏ sót, hắn khàn cả giọng quát lên, tiểu rác rưởi, ngươi chờ ta. Ngươi giết ta, Luyện Khí tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta chờ ngươi đi theo ta. Ta. Bạch. Một tiếng, Sương Phàm Đức trong cổ họng thanh âm im bặt đi, đầu của hắn cũng trong nháy mắt lăn rơi xuống đất bên trên. Nhưng mà tại dương phàm đức tử vong nháy mắt từ dương phàm đức thể bên trong lóe ra một đạo hào quang màu đỏ diệp thần phong không nghĩ tới sẽ có biến cố này hào quang màu đỏ nhanh chóng khác ở diệp thần phong mi tâm bên trên diệp thần phong cảm giác hào quang màu đỏ này chính là là một loại dấu ấn tinh thần diệp thần phong nỗ lực lợi dùng thần niệm lực lượng đi trục xuất này dấu ấn tinh thần cuối cùng này dấu ấn tinh thần từ diệp thần phong mi tâm rời đi trong nháy mắt ngừng lưu tại diệp thần phong trên cánh tay phải Tại tay phải của hắn trên cánh tay để lại một cái màu đỏ vòng tròn. Dương Phàm Đức thân là luyện khí tông đại trưởng lão, trong cơ thể hắn đương nhiên là nắm giữ cấm chế nào đó được rồi, một khi hắn bị giết chết, như vậy cấm chế cũng sẽ bị kích phát rồi. Về sau nếu để cho luyện khí tông người nhìn thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay vòng tròn màu đỏ, như vậy bọn hắn một mắt là có thể nhận ra Diệp Thần Phong chính là giết chết Dương Phàm Đức hung thủ. Hơn nữa Dương Phàm nước trong cơ thể cấm chế này cực kỳ không bình thường, coi như là niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào đem Diệp Thần Phong trên tay vòng tròn màu đỏ tiêu trừ hết. Bất quá, cái này vòng tròn màu đỏ chỉ có 5 năm hiệu quả, 5 năm sau sẽ chủ động nhạt đi. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đúng Diệp Thần Phong giải thích một chút liên quan với Dương Phàm Đức trong cơ thể cấm chế sự tình. Diệp thần phong khi nghe đến trên cánh tay phải vòng tròn màu đỏ đối thân thể của hắn không có thương hại sau đó hắn là hoàn toàn yên tâm xuống, dù sao hắn là ăn mặc quần áo, người bình thường là không nhìn thấy hắn trên cánh tay phải vòng tròn màu đỏ. Diệp thần phong không chuẩn bị về lạc nhật đảo rồi, từ bờ biển đi hướng lạc nhật đảo phải hao phí làm nhiều thời giờ, diệp thần phong dự định trước tiên đi một chuyến xích viêm tông xem hắn đại cứu cùng cậu hai nhi nữ tôn hiểu lệ cùng tôn hằng phi đám người, bây giờ qua đến tận cùng làm sao? Dù sao lúc trước tôn hiểu lệ đám người là cùng Diệp Thần Phong cùng đi tới đất huyền giới, chỉ là còn chưa có tới địa huyền giới bọn hắn liền thất lạc. Lúc trước từ Bạch Tuyết Sơn Trang nhân khẩu chúng phải biết, tôn hiểu lệ tư chất được một tên xích viêm tông trưởng lão nhìn chúng, cho nên tôn hiểu lệ bọn người được mang đến xích viêm tông rồi, bằng không Diệp Thần Phong cũng sẽ không đối tôn hiểu lệ đám người như vậy yên tâm. Diệp Thần Phong trước đó cũng đã từ lạc nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn trong tay, đã nhận được lánh đời tông môn xích viêm tông vị trí cụ thể bản đồ. Diệp Thần Phong từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối mảnh ngọc. Ngọc phiến này là có thể tồn chữ thanh âm, Diệp Thần Phong đem chính mình bình an vô sự thanh âm tồn chữ tiến mảnh ngọc sau, hắn đem mảnh ngọc giao cho đêm đông biển, nói ra giúp ta đưa cái này mảnh ngọc giao cho lạc nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, ngươi lên lạc nhật đảo cũng nhất định muốn cực kỳ bí ẩn trên bờ biển thi thể tự nhiên để cho hải tộc người xử lý. Tại đem sự tình bàn giao sau khi xong, Diệp Thần Phong là lần nữa khởi hành. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong đi hướng lánh đời tông môn xích viêm tông thời điểm. Địa huyền giới, luyện khí tông bên trong đại điện. Luyện khí tông tông chủ vương chấn núi ngồi ở vị trí đầu não bên trên. Nhị trưởng lão dài trăm khoảng không đứng ở vương chấn bên dưới ngọn núi đầu vị trí, hắn dư trưởng lão nhưng là đứng ở dài chăm chống không phía sau liên ở vừa vặn đại trưởng lão dương phàm đức bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi điều này cũng mang ý nghĩa dương phàm đức đã bị chết chỉnh trong đại điện được phẫn nộ cho tràn ngập trước đó là luyện khí tông trưởng lão chu văn thường chết rồi bây giờ lại là luyện khí tông đại trưởng lão dương phàm đức chết rồi dương phàm đức chính là luyện khí tông ngũ phẩm luyện khí sư vẫn là lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư dương phàm đức chết cho luyện khí tông đã mang đến đau đớn thê thảm tổn thất cha cha cho ta ta ngược lại muốn xem xem là ai tại chúng ta luyện khí tông trên đầu ngang ngược ta nhất định phải để hung thủ chết không chỗ trôn địa để hung thủ bên người tất cả mọi người cũng đều đi chôn cùng luyện khí tông tông chủ vương chấn núi sắc mặt dữ tợn cực kỳ luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế ở trong cơ thể hắn không ngừng lăn lộn toàn bộ luyện khí tông lần thứ hai tức giận rồi lần trước tức giận là vì trưởng lão chu văn thường chết đi mà lần này tức giận muốn so lần trước mãnh liệt thượng mấy chục lần dù sao chết rồi một cái chu văn thường chuyện này đối với luyện khí tông tới nói không có ảnh hưởng quá lớn mà chết rồi một tên ngũ phẩm luyện khí sư đại trưởng lão này đủ khiến luyện khí tông thương gân đau nhức cốt được rồi luyện khí tông những người này e sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới giết chết chu văn thường cùng dương phạm đức đều là diệp thần phong cái này trong mắt bọn họ hay là có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật. chương 1530, hắn không xứng với ngươi. Sau ba ngày, giữa bầu trời có một vệt bóng người nhanh chóng hướng về mặt phía bắc bay lượt, tại đây lao người bóng sau lưng có hai con mở rộng ra tới cánh chim màu xanh lam. Đột nhiên, này bôi ở trên bầu trời bay lượn thân ảnh, hắn một cái lao xuống, thân thể của hắn nhanh chóng hạ thấp. Chỉ chốc lát sau, này lau người bóng vững vàng đứng ở trên mặt đất. Này lao người bóng không phải là Diệp Thần Phong ma. Diệp Thần Phong sau lưng mở rộng ra tới linh khí vũ dực thu hồi trong cơ thể, tại cầm trong tay của hắn một tờ bản đồ, tấm bản đồ này khắp mọi mặt trước đánh dấu cực kỳ tỉ mỉ, ước chừng lại có thêm 5 ngày lộ trình, Diệp Thần Phong là có thể thuận lợi đến lánh đời tông môn xích viêm tông rồi. Tại tấm bản đồ này thượng ghi rõ, muốn đến xích viêm tông lời nói, cái kia nhất định muốn trải qua dược phương thành. Này Dược Vương Thành chính là địa huyền giới linh dược cốc một tòa trọng yếu thành thị, mà linh dược cốc tổng bộ khoảng cách Dược Vương Thành chỉ có 2 giờ lộ trình. Linh dược cốc trên đất huyền giới là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Trên đất huyền giới, luyện dược sư cùng luyện khí sư địa vị đều cực kỳ tôn quý. Cho nên, có quy định phàm là trải qua Dược Vương Thành người tu luyện, không thể từ Dược Vương Thành bầu trời bay thẳng qua, nhất định muốn đi bộ xuyên qua Dược Vương Thành. Lần sau dược vương thành bên trong là cấm tranh đấu cùng chém giết, luyện dược sư mặt mũi trên đất huyền giới cực kỳ hữu hiệu, dù sao người tu luyện cũng phải cần đan dược, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám ở dược vương thành bên trong tranh đấu cùng chém giết. Diệp thần phong bản đồ trong tay thượng cặn kẽ giới thiệu dược vương thành. Cái này cũng là tại sao diệp thần phong yếu đột nhiên từ bầu trời bên trong hạ xuống mặt đất thượng nguyên nhân. Ước chừng càng đi về phía trước khoảng 10 phút, Diệp Thần Phong liền sẽ đến Dược Vương Thành rồi. Diệp Thần Phong cùng Linh Dược Cốc ngược lại cũng đúng là có một ít xuyên phận. Ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm, Diệp Thần Phong tham gia Linh Dược Cốc đệ tử chọn lựa, đồng thời hắn trả biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt thiên phú. Nhưng Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên, Nam Nguyên Vương Triều Lâm Trung Hạc cùng Linh Dược Cốc Ngũ Trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh đám người, bọn hắn dĩ nhiên liên thủ hãm hại Diệp Thần Phong nói xấu diệp thần phong nỗ lực ăn cắp vương vĩnh tinh luyện chế đan dược lúc trước trương văn hiên muốn diệp thần phong chết đó là bởi vì hắn sợ nam nguyên vương triều công chúa tưởng vân đình thích diệp thần phong mà linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh yếu diệp thần phong chết đó là bởi vì con trai của vương vĩnh tinh chính là bây giờ linh dược cốc đệ nhất thiên tài tại vương vĩnh tinh biết được diệp thần phong tại phương diện chế thuốc thiên phú sau hắn biết nếu để cho diệp thần phong thuận lợi tiến vào linh dược cốc học tập chế thuốc chi thuật chỉ sợ hắn như tử đệ nhất thiên tài vị trí liền không đảm bảo rồi. Bây giờ Trương Văn Hiên, Lâm Trung Hạc cùng tưởng Vân Đình đám người đã bị chết ở tại lạc nhật đảo bên trên, chỉ còn dư lại Vương Vĩnh Tinh không có trả giá xứng đáng giá cao. Diệp Thần Phong trong con người sát cơ hiện lên, lấy tính tình của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương Vĩnh Tinh. Bất quá, Diệp Thần Phong thực lực bây giờ mới thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, hắn yếu tại linh dược cốc trên địa bàn giết chết Vương Vĩnh Tinh này đối với hắn mà nói có phần khó khăn, hiện tại Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ đi được tới đâu hay tới đó rồi. Dù sao Diệp Thần Phong mục đích thực sự mà chính là lánh đời tông môn xích viêm tông. Lần này Diệp Thần Phong đi rồi một chuyến xích viêm tông sau đó hắn liền sẽ cố gắng tu luyện, hắn yếu tranh thủ sớm ngày đột phá đến tạo hóa cảnh. Sau đó, đi đem đang ở âm minh tông bên trong lâm hân di cứu ra. Diệp Thần Phong bây giờ còn không biết âm minh Tông Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên có chết hay không. Tại Lạc Nhật Đảo Thượng, Diệp Thần Phong nhưng là thanh Giang Mạc Thiên trái tim hầu như làm vỡ nát. Nguyên bản Diệp Thần Phong đến chỗ này huyền giới mục tiêu chính là cứu ra Lâm Hân Di, tìm tới nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh. Trước mắt, Diệp Thần Phong liền Hạ Tử Ninh ở nơi nào cũng không biết, mà Diệp Thần Phong mục tiêu cũng thay đổi, hắn không chỉ phải cứu suốt Lâm Hân Di cùng tìm tới Hạ Tử Ninh rồi, Hắn còn muốn đến sống mãi, để người bên cạnh hắn đều đến sống mãi. Sau 10 phút, Diệp Thần Phong liền đi tới Dược Vương Thành cửa thành, chỉ thấy Dược Vương Thành cửa thành cực kỳ đồ sộ. Ở cửa thành còn đứng hai tên tạo hóa cảnh người tu luyện canh gác, muốn đi vào Dược Vương Thành nhất định muốn giao nộp nhất định linh thạch. Làm Diệp Thần Phong mới vừa mới vừa đi tới Dược Vương Thành cửa ra vào thời điểm. Tại trên bầu trời cách đó không xa bên trong bay tới một chiếc cực kỳ xa hoa thùng xe có hai đầu yêu thú biết bay kéo dài này xa hoa thùng xe. Tại thùng xe bên trong ngồi ba tên nữ nhân, nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, như vậy hắn một mắt là có thể nhận ra một tên trong đó nữ nhân. Tên này nữ nhân nhìn qua đại khái 20 nhiều tuổi dáng dấp, trên người mặc một bộ màu trắng sợi tơ quần áo, như là thác nước tóc đen rối tung ở đầu vai, ngũ quan tỷ lệ cũng phi thường cân xứng, vóc người cực kỳ nóng này, là loại kia làm cho nam nhân liếc mắt nhìn liền sẽ nuốt nước miếng loại hình nữ nhân này không phải là hạ tử ninh ma. Ban đầu ở cổ võ giới mang đi hạ tử ninh chính là địa huyền giới Linh Nguyệt Tông một tên trưởng lão, người nhìn ra hạ tử ninh có linh căn, tại trên con đường tu luyện tuyệt đối sẽ đạt được thành tựu. Mà ở hạ tử ninh tiến vào Linh Nguyệt Tông sau, hạ tử ninh chỗ biểu hiện ra thiên phú, đồng dạng đã nhận được Linh Nguyệt Tông Tông chủ tán đồng, bây giờ hạ tử ninh đã sớm linh mẫn Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hạ Tử Ninh thực lực bây giờ tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, phải biết tại cổ võ giới thời điểm, Hạ Tử Ninh thực lực khoảng cách thông linh cảnh cũng có một khoảng cách lớn, mới thời gian ngắn như vậy, người là có thể đến hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, đây đối với đại đa số người tới nói đã là đầy đủ thiên tài rồi. Linh Nguyệt Tông trên đất huyền giới thuộc về tam phẩm tông môn. Này Linh Nguyệt Tông chính là một người phụ nữ tông môn, tông môn từ trên xuống dưới không có bất kỳ người đàn ông nào. Mà này Linh Nguyệt Tông từ trước đến giờ cũng không chấp nhận bất kỳ nam nhân nào bước vào các nàng tông môn, có thể nói Linh Nguyệt Tông chính là là nam nhân thiên đường. Tuy nói Linh Nguyệt Tông không chấp nhận nam nhân bước vào các nàng tông môn, thế nhưng Linh Nguyệt Tông không phản đối trong tông môn nữ đệ tử lập gia đình. Bất quá, muốn cưới Linh Nguyệt Tông đệ tử, này nhất định muốn thu được Linh Nguyệt Tông khẳng định, nói cách khác phàm là có thể cưới đến Linh Nguyệt Tông đệ tử nam nhân, hầu như mỗi người đều là thiên tài hạng người. Tại trong buồng xe hai nữ nhân khác, trong đó một cái trung niên phụ nhân, vóc người của nàng cùng dáng dấp đều duy trì tốt vô cùng. Người chính là Hạ Tử Ninh Sư Phụ Hà Tuyết Xuân, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Mà một cái khác cùng Hạ Tử Ninh tuổi tác sấp xỉ, nhưng dáng dấp muốn so Hạ Tử Ninh thua kém không ít. Người chính là Hạ Tử Ninh Sư Tỷ Chu Nguyệt, một thân thực lực tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Hạ Tử Ninh tại gia nhập Linh Nguyệt Tông sau, người mỗi ngày mỗi đêm đều tại tư niệm Diệp Thần Phong, bên người lại không có một cái có thể nói chuyện người. Mà Chu Nguyệt lại chủ động đến gần Hạ Tử Ninh, dần dần, dần dần, Hạ Tử Ninh đem Chu Nguyệt cho rằng tỷ tỷ tới đối xử rồi, đem mình cùng Diệp Thần Phong sự tình cũng nói cho Chu Nguyệt. Nhưng ngày thứ hai, Chu Nguyệt liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Hà Tuyết Xuân. Này làm cho Hà Tuyết Xuân là nổi trận lôi đình hà tuyết xuân hiểu được hà tử ninh ưa thích nam nhân là tới từ ở hạ đẳng vị diện nam nhân như vậy làm sao xứng với hà tử ninh làm là sư phụ hà tuyết xuân tuyệt đối cho nhịn không được chuyện như vậy tại hà tuyết động tình một phen giải dưới người biết được linh dược cốc xuất hiện một vị thiên tài hạng người tuổi còn trẻ liền là linh dược cốc công nhận thiên tài vị thiên tài này hạng người liền là linh dược cốc ngũ trưởng lão con trai của vương vĩnh tinh vương thiên kỳ vì để cho Hạ Tử Ninh đối Diệp Thần Phong nứt đoạn mất niệm tưởng, Hạ Tuyết Xuân tự mình làm Hạ Tử Ninh thu xếp lên nửa kia. Trước đó, Vương Thiên Kỳ đã xem qua Hạ Tử Ninh chân dung rồi, hắn đối Hạ Tử Ninh là cực kỳ thỏa mãn. Cho nên, Hạ Tuyết Xuân mang theo Hạ Tử Ninh đến rồi Dược Vương Thành, đã hẹn Vương Thiên Kỳ tại Dược Vương Thành gặp mặt. Hạ Tử Ninh đương nhiên là không muốn được rồi, bất quá, người giờ khắc này trên người nhiều chỗ huyệt vị bị phong bế rồi, người căn bản liền đứng lên sức mạnh cũng không có, trong lòng không khỏi hiện lên diệp thần phong bóng người, yên lặng tự nói thần phong, người đến cùng ở nơi nào. Người tới tới đất huyền giới sao? Hạ tử ninh sư tỷ chu nguyệt, nàng nhìn lặng yên không lên tiếng hạ tử ninh, nàng nói nói, tử ninh, cái kia gọi diệp thần phong nam nhân, hắn chỉ là một cái hạ đẳng vị diện người, người cùng với hắn. Hắn căn bản không bảo vệ được ngươi, các ngươi đã là người của hai thế giới rồi nghe sư tỷ một câu, quên người đàn ông kia đi. Như nam nhân như vậy, trên đất huyền giới chỉ là rác rưởi mà thôi. Thân thể không cách nào nhúc nhích hạ tử ninh, người khi nghe đến Trung Nguyệt dĩ nhiên nói Diệp Thần Phong là rác rưởi. Trong con người xinh đẹp của nàng nhất thời bắn ra vô tận lửa giận đến, người không cho phép bất luận người nào nhục mạ nam nhân của nàng, trong lòng nàng Diệp Thần Phong là độc nhất vô nhị, là trọng yếu nhất một người. Hà Tuyết Xuân nhìn thấy Hạ Tử Ninh tức giận dáng dấp, người bình tĩnh mở miệng nói, Tử Ninh, sư tỷ của ngươi nói không sai, hắn căn bản không xứng với ngươi, chỉ có như Linh Dược Cốc như vậy đệ nhất thiên tài, đây mới là ngươi tốt nhất thuộc về. chương 1531, Người đang cho ta gãi ngứa sao? Dược Phương thành cửa thành, Diệp Thần Phong nhìn thấy giữa bầu trời chiếc kia xa hoa thùng xe tại chiều dưới đáy hạ xuống, hắn chủ động hướng về bên cạnh nhường ra hai bước. Linh dược cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh là nhận ra Diệp Thần Phong bộ dáng, cũng không biết này Vương Vĩnh Tinh có ở hay không thuốc trong vương thành. Cho dù muốn giết chết Vương Vĩnh Tinh, Diệp Thần Phong cũng nhất định muốn bí mật tiến hành, hắn không muốn cùng Linh dược cốc có chính diện xung đột. Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái mặt nạ màu bạc, cái này mặt nạ màu bạc chính dễ dàng ngăn trở Diệp Thần Phong nửa bên mặt. Mặt nạ màu bạc tại đem nửa bên mặt trái che kín sau đó Diệp Thần Phong lại đem hắc huyền kiếm thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Dù sao hắc huyền kiếm đặc thù quá mức rõ ràng, ban đầu ở Bắc Vân thành thời điểm, Diệp Thần Phong chính là dùng hắc huyền kiếm cùng vương vĩnh tinh đám người đối chiến. Tại đem hắc huyền kiếm thu nhập trong chữ vật giới chỉ sau, Diệp Thần Phong trên người lập tức cảm giác nhẹ đi, bên trong thân thể linh khí vận chuyển trở nên sướng nhanh thêm mấy phần. Hiện tại Diệp Thần Phong có phần chờ mong có thể chóc xuống hắc huyền giáp cuộc sống, dù sao hắc huyền giáp gia tăng trọng lượng cùng đối với linh khí ức chế lực, cơ hồ là hắc huyền kiếm khoảng 5 lần đây. Mà giữa bầu trời hai đầu yêu thú biết bay, chúng nó cũng kéo xa hoa thùng xe vững vàng rơi xuống cửa thành. Bên trong buồng xe, hạ tử ninh sư phụ Hà Tuyết Xuân, người mở ra hạ tử ninh trên người bị phong bế huyệt đạo, ngữ trọng tâm trường nói ra, tử ninh, về sau ngươi sẽ biết vi sư làm tất cả đều muốn tốt cho ngươi rồi. Linh dược cốc ngũ trưởng lão con trai của Vương Vĩnh Tinh Vương Thiên Kỳ, ta đã toàn bộ phương diện hiểu rõ qua rồi. Lấy Vương Thiên Kỳ tại phương diện chế thuốc thiên phú, hắn về sau rất có thể sẽ trở thành linh dược cốc tông chủ. Trên đất huyền giới có không biết bao nhiêu nữ nhân muốn muốn gả cho Vương Thiên Kỳ đây. Quên cái kia hạ đẳng vị diện bất định hắn cả đời cũng không thể đi tới địa huyền giới, càng không thể tìm tới ngươi. Hạ Tử Ninh cắn chặt môi, trong lòng nàng trước sau tin tưởng Diệp Thần Phong sẽ đến tới đất huyền giới. Người trong đầu nhớ lại lúc trước cùng với Diệp Thần Phong từng tí từng tí, nhớ lại tại cổ võ giới thời điểm, nàng và Diệp Thần Phong đã trải qua một lần lại một lần nguy hiểm, mà thân thể của nàng cũng đã sớm tại cổ võ giới thời điểm cho Diệp Thần Phong rồi. Cho nên, tại Hạ Tử Ninh trong lòng, Diệp Thần Phong là người nam nhân duy nhất. Hạ Tử Ninh trong lòng là một mảnh kiên quyết lần này tới dược vương thành người dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng gả cho vương thiên kỳ. Hạ tử ninh đi theo sư phụ Hà Tuyết Xuân cùng sư tỷ Chu Nguyệt đi xuống xe mái hiên. Các nàng chuẩn bị đi bộ đi vào thuốc trong vương thành. Mà Nguyên vốn chuẩn bị đi vào dược vương thành bên trong diệp thần phong. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy từ thùng xe thượng đi xuống hạ tử ninh lúc, ánh mắt của hắn liền lại cũng không rời ra. Nửa bên mặt được mặt nạ màu bạc che kín diệp thần phong, Hắn dùng sức nháy mắt hai cái. Đang xác định hết thảy trước mặt cũng không phải ảo giác, sau đó khóe miệng hắn rốt cuộc hiện lên một vệt phát ra từ nội tâm nụ cười. Chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, dùng những lời này để hình dung giờ phút này Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lại thích hợp cực kỳ rồi. Diệp Thần Phong căn bản không có nghĩ đến sẽ ở Dược Vương thành cửa vào gặp phải Hạ Tử Ninh. Trên thế giới này thật là có chuyện trùng hợp như vậy a hát Tại Diệp Thần Phong ánh mắt nhu hòa nhìn kỹ này Hạ Tử Ninh thời điểm. Hạ Tử Ninh sư phụ Hà Tuyết Xuân cùng với sư tỷ Chu Nguyệt, các nàng trước tiên chú ý tới Diệp Thần Phong nóng bỏng ánh mắt, Hà Tuyết Xuân trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Quát lên, tiểu tử, chú ý con mắt của ngươi, chúng ta Linh Nguyệt Tông đệ tử là ngươi có thể chăm chú nhìn đấy sao? Nguyên bản cúi đầu Hạ Tử Ninh, người cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng đón nhận Diệp Thần Phong. Khởi điểm, hạ tử ninh mày liếu chăm chú nhíu lại người rất chán ghét nam nhân khác nhìn nàng chằm chằm nhưng sát theo đó hạ tử ninh từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một vệt mùi vị quen thuộc diệp thần phong nửa bên mặt trái tuy rằng được mặt nạ màu bạc cho che lại thế nhưng phía này bộ đường viền vẫn để cho hạ tử ninh quen thuộc như vậy trong lòng nàng đã hầu như có thể xác định thân phận của đối phương rồi hạ tử ninh cơ thể hơi run lên sau đó lại run lên hạ tử ninh viền mắt có phần ẩm ướt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh người thấp giọng hỏi ngươi là thần phong nửa bên mặt trái được mặt nạ màu bạc che kín diệp thần phong hắn gật gật đầu thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành thăm hỏi một câu tử ninh mấy ngày này ngươi có được khỏe hay không diệp thần phong thanh âm là quen thuộc như vậy tại trăm phần trăm khẳng định trước mặt mang mặt nạ màu bạc nam nhân chính là diệp thần phong sau hạ tử ninh hốc mắt trong nước mắt sốt cục lưu chảy ra ngoài nhưng chính lúc Hạ Tử Ninh yếu hướng về Diệp Thần Phong đi tới thời điểm, người được sư tỷ của nàng Chu Nguyệt cho ngăn lại. Chu Nguyệt một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong đem khí thức thu liễm, ở đây không ai có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực. Chu Nguyệt khinh thường diễu cợt nói, ngươi chính là tím chữ sư muội ưa thích nam nhân. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự đi tới địa huyền giới. Như vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi, ngươi và tử ninh đã là người của hai thế giới rồi, về sau không nên tại tím chữ sư muội xuất hiện trước mặt. Hạ tử ninh sư phụ Hà Tuyết Xuân, người cũng lạnh lẽo nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi là tới từ ở hạ đẳng vị diện người, người có tư cách gì cùng đồ nhi của ta cùng nhau. Thực lực của ngươi bây giờ e sợ liên thông linh cảnh đều không có đến đây này chứ. Hay là ngươi cố gắng cả đời sức mạnh, ngươi cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến thông linh cảnh mà thôi. Lần này chúng ta tới dược phương thành, ta đã cho tử ninh tìm tới của nàng nửa kia, hắn chính là là linh dược cốc đệ nhất thiên tài, linh dược cốc ngũ trưởng lão con trai của vương vĩnh tinh vương thiên kỳ, mới không tới 30 tuổi, hắn cũng đã là nhất phẩm luyện dược sư rồi, mà thực lực của hắn cũng có thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi. Người tại linh dược cốc đệ nhất thiên tài trước mặt, người trả mới có thể được tính là là cái gì? Hay là người chúng tại hạ vị diện cổ võ giới là thiên tài? thế nhưng nơi này ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nửa bên mặt được mặt nạ màu bạc cho che kín Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn lạnh nhạt cười cười, đặc biệt là tại Hà Tuyết Xuân nhắc tới Vương Vĩnh Tinh thời điểm, hắn trong con ngươi sát cơ chợt lóe lên. Nhất phẩm luyện dược sư rất đáng gờm sao? Diệp Thần Phong hiện tại nhưng là thứ thiệt tam phẩm luyện dược sư. Thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực rất mạnh sao? Diệp Thần Phong thực lực bây giờ đã tới thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ chính lúc bầu không khí sơ cứng thời điểm một tên ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên từ dược vương thành bên trong đi ra tên thanh niên này trong tay cầm một cái quạt giấy dáng dấp ngược lại cũng coi như là khá lắm rồi ở bề ngoài xem ngược lại là một bộ khiêm khiêm hữu lễ dáng dấp tên thanh niên này liền là linh dược cốc đệ nhất thiên tài vương thiên kỳ vương thiên kỳ đang nhìn đến hà tuyết xuân sau hắn lập tức cười nói hà tiền bối thiên kỳ đã tới chậm phụ thân ta vừa lúc ở luyện chế đan dược, hắn để cho ta tới cho ngươi bồi cái không phải, đợi được hắn luyện xong trên tay đan dược sau, hắn sẽ đích thân đến đối hà tiền bối biểu thị ái náy. Hà Tuyết Xuân phất phất tay, hắn đối với Vương Thiên Kỳ lời nói cũng không phải quá mức lưu ý, dù sao người lấy tư cách hạ tử ninh sư phụ. Người nhất định phải chặt đứt hạ tử ninh đối diệp thần phong cảm tình. Nước mắt mông lung hạ tử ninh, ánh mắt của nàng trước sau ngừng lưu tại diệp thần phong trên người, thật giống bên trong vùng thế giới này cũng chỉ có Diệp Thần Phong có thể hấp dẫn nàng. Vương Thiên Kỳ cũng chú ý tới Hạ Tử Ninh không đúng. Hắn đã sớm xem qua Hạ Tử Ninh chân dung rồi, hắn không nghĩ tới Hạ Tử Ninh đích xác càng thêm mỹ lệ, trong con người của hắn lộ ra một loại nào đó nguyên thủy khát vọng, hỏi hắn Tử Ninh đây là. Chu Nguyệt lập tức đối Vương Thiên Kỳ giải thích một phen. Tiền Vương Thiên Kỳ đang nhìn đến Hạ Tử Ninh chân dung thời điểm hắn đã hiểu rõ đã đến Hạ Tử Ninh yêu thích một cái hạ đẳng vị diện tiểu tử, nhưng hắn vẫn là được Hạ Tử Ninh dáng dấp hấp dẫn, dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái hạ đẳng vị diện tiểu tử, cái này căn bản là có thể trực tiếp sơ sót. Vương Thiên Kỳ một mặt tự kiêu nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên tiểu tử, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó đi. Địa huyền giới không phải là người loại này hạ đẳng vị diện nhà quê có thể phách lối, tử ninh lập tức liền yếu là nữ nhân của ta rồi, ta có thể ngươi một lần sống sót cơ hội, ngươi cho ta lập tức biến mất ở trước mặt ta. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, bởi Vương Thiên Kỳ xuất hiện, Trung Nguyệt không có ngăn ở Hạ Tử Ninh trước mặt rồi. Diệp Thần Phong tại Vương Thiên Kỳ trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới Hạ Tử Ninh trước mặt, tại ánh mắt của mọi người dưới, hắn trực tiếp đem nước mắt ngông lung Hạ Tử Ninh cho kéo vào trong lồng ngực. Hạ Tử Ninh thân thể phi thường mềm mại, vóc người cũng biến thành càng thêm được rồi trên người nàng mùi thơm thoang thoảng bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Diệp Thần Phong cúi đầu đem Hạ Tử Ninh chảy ra viền mắt nước mắt cho hôn môi phạm, cuối cùng bờ môi của hắn đã rơi vào Hạ Tử Ninh trên môi. Cái hôn này, dường như muốn hôn một cái đất trời tối tăm. Ở đây Hà Tuyết Xuân bọn người ở tại sửng sốt hai giây sau đó thân là linh dược cốc đệ nhất thiên tài vương thiên kỳ, hắn cái thứ nhất tỉnh táo lại, trên người hắn sát khí đều lộ, nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn cảm giác đầu của mình thượng được đeo đỉnh đầu xanh thăm thẳm mũ, tuy rằng đây là hắn và Hạ Tử Ninh lần thứ nhất thấy mặt. Vương Thiên Kỳ trong cơ thể thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tiêu thăng đến cực điểm. Bàn tay của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong sau lưng đập tới. Một trường này, Vương Thiên Kỳ hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình, hắn quát lên, hạ đẳng vị diện tiểu tử, người chết đi cho ta. Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt thấy cảnh này, hai người bọn họ trong con ngươi nhưng vẫn là lãnh đạm cực kỳ theo các nàng diệp thần phong cái này hạ đẳng vị diện tiểu tử chết rồi cũng đã chết rồi sư phụ cái này hạ đẳng vị diện rác rưởi chết rồi về sau tím chữ sư muội thì có thể an tâm một chút chu nguyệt mở miệng nói hà tuyết xuân gật đầu nói đúng vậy không người có thực lực căn bản không xứng sống trên thế giới này làm hiển nhiên Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt đã đã nhận định Diệp Thần Phong sẽ chết tại Vương Thiên Kỳ trên tay rồi, căn bản sẽ không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. Được Diệp Thần Phong hôn môi Hạ Tử Ninh, nàng nhìn thấy Vương Thiên Kỳ khí thế hung hăng, bàn tay sắp vỗ tới Diệp Thần Phong trên lưng lúc người không ngừng dẫy ruộng, sắc mặt một trận trắng bệch, người nỗ lực muốn để Diệp Thần Phong né tránh, nhưng Diệp Thần Phong đem nàng ôm thật chặt, Hạ Tử Ninh dẫy ruộng căn bản không hề có tác dụng. ầm uhm, một tiếng. Vương Thiên Kỳ thủ trưởng vỗ vào Diệp Thần Phong sau lưng thượng, người chết đi cho ta. Nhưng mà, xương gấy vỡ hình ảnh không có phát sinh, miệng phun tiên huyết hình ảnh cũng không có phát sinh. Vừa hôn kết thúc, Diệp Thần Phong vẻ mặt bình thường ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Vương Thiên Kỳ, hỏi, ngươi là tự cấp ta gãi ngứa sao? Thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thật khí thế đột nhiên từ trên người Diệp Thần Phong tăng vọt mà lên. Đùng! Một tiếng, Diệp Thần Phong đem một cái bạt tai phiến ở biểu lộ có phần đờ đẫn Vương Thiên Kỳ trên mặt. Tại thừa nhận lấy Diệp Thần Phong một cái bạt tai sau. Vương Thiên Kỳ thân thể như một bao tải bình thường bay ngược ra ngoài. Một bên Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt trong nháy mắt há to miệng, không phải nói Diệp Thần Phong là hạ đẳng vị diện đấy sao? Hạ đẳng vị diện người làm sao sẽ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực? Cuống hồ, Hà Tuyết Xuân cùng Trung Nguyệt đều biết Diệp Thần Phong đại khái cũng chỉ có hơn 20 tuổi đây. Này theo các nàng căn bản là chuyện không thể nào a à hát. Chương 1532, sắp nhấc lên bão táp. Hay là người cố gắng cả đời sức mạnh, người cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đột phá đến thông linh cảnh mà thôi. Những lời này là vừa vặn Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân nói với Diệp Thần Phong. Nhưng tại bây giờ xem ra hiện thực cho Hà Tuyết Xuân một cái tàn nhẫn bạt tai, để trong lòng nàng có loại cực độ cảm giác nhục nhã. Hạ tử ninh sư phụ Hà Tuyết Xuân cùng sư tỷ Chu Nguyệt, các nàng xem Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị ánh sáng. Cho dù trên đất huyền giới, có thể tại hơn 20 tuổi liền đến thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, bực này tư chất đã là miễn cưỡng có thể xưng là thiên tài rồi. Thế nhưng, Diệp Thần Phong trước đó vẫn là chúng tại hạ vị diệt, trước đó Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt từ hạ tử ninh trong miệng hiểu được, tại không có đến địa huyền giới trước, Diệp Thần Phong thực lực hẳn là liên thông linh cảnh cao thủ cũng so không hơn. Mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực nhưng có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Nói cách khác Diệp Thần Phong tại đi tới địa huyền giới này trong thời gian thật ngắn, hắn một đường đột phá thông linh cảnh, hợp biển cảnh, cuối cùng đã tới thần niệm cảnh. Bực này tăng cao thực lực tốc độ, này đã không thể xưng là thiên tài, tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Chỉ là một cái hạ đẳng vị diện người làm sao có thể sẽ có thiên phú như vậy? Được Diệp Thần Phong ôm vào trong lòng Hạ Tử Ninh, người đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, người đôi môi đỏ thắm cũng vi vi mở ra. Tại gia nhập Linh Nguyệt Tông trong khoảng thời gian này, Hạ Tử Ninh rõ ràng hiểu được địa huyền giới thực lực phân chia, tuy rằng trong lòng nàng vẫn cho rằng Diệp Thần Phong cho dù trên đất huyền giới cũng giống vậy có thể có phi phàm thành tựu. Thế nhưng trong lòng nàng cũng không nghĩ tới bây giờ Diệp Thần Phong càng nhưng đã đến thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Hạ Tử Ninh cánh tay chủ động ôm Diệp Thần Phong, trên mặt nàng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Trên mặt nàng biểu lộ phảng phất đang nói, đây là ta Hạ Tử Ninh nam nhân, đây là ta Hạ Tử Ninh nam nhân. Mà bị Diệp Thần Phong một cái tát đánh bay đi ra linh dược cốc đệ nhất thiên tài Vương Thiên Kỳ. Giờ khắc này, Vương Thiên Kỳ mặt hoàn toàn biến hình hắn má phải trên má xương sụp lún xuống dưới, có phần xương vỡ đã từ làn da của hắn đâm đi ra, tiên huyết không ngừng từ hắn trên gương mặt lướt xuống. Trên gương mặt truyền đến một trận lại một trận đau đớn, này làm cho vương thiên kỳ trên mặt biểu lộ trở nên cực độ dữ tợn. Diệp thần phong nhục thân cường độ đã tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực của hắn lại so với vương thiên kỳ mạnh, cho nên Vương Thiên Kỳ sức công kích như thế này độ đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản là không quan hệ đau khổ được rồi. Tại Dược Vương thành cửa thành canh gác hai tên tạo hóa cảnh cường giả. Bọn hắn chính là là linh dược trong cốc người, bọn hắn đang nhìn đến Vương Thiên Kỳ được đập bay ra ngoài sau, hai người bọn họ lập tức đi tới Vương Thiên Kỳ bên cạnh. Này Vương Thiên Kỳ nhưng là linh dược cốc đệ nhất thiên tài. Bọn hắn cũng không làm được để Vương Thiên Kỳ có bất kỳ thất thoát nào. Trên mặt máu me đầm đìa vương thiên kỳ, hắn đẩy ra cái kia hai tên phụ trách canh gác cửa thành tạo hóa cảnh cường giả, thanh âm hắn trầm thấp quát lên, các người đều cút ngay cho ta, ta nhất định phải thân tự sát tiểu tử này. Thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, đây chính là dựa dẫm của ngươi sao, không nên xem thường ta, ta vương thiên kỳ nhưng là linh dược cốc đệ nhất thiên tài. Vương thiên kỳ trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái màu trắng bình xứ nhất thời xuất hiện tại trên tay của hắn hắn đem màu trắng bình xứ mở ra sau đó một trận nồng nặc đan hương nhất thời từ bình xứ bên trong bay ra vương thiên kỳ từ bình xứ bên trong đổ ra một viên màu xanh ra trời đan dược hắn trực tiếp đem viên này màu xanh ra trời đan dược nuốt vào trong bụng tại đem màu xanh lam đan dược nuốt vào bụng sau vương thiên kỳ khí thế trên người trong dây lát tăng vọt hắn máu me đầm đìa trên mặt bạo khởi từng cây từng cây gân xanh Vương thiên kỳ khí thế trên người một đường từ thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, tiêu thăng đến tứ trọng thiên sơ kỳ. Vương thiên kỳ phục dùng chính là nhị phẩm đan dược bạo linh đan, này bạo linh đan có thể làm cho thần niệm cảnh người tu luyện trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên một cái đại tầng thứ. Bất quá, tại bạo linh đan dược hiệu quá rồi sau đó thực lực không những hội rút lui đến thì ra là tầng thứ. Người dùng còn đem một tháng đều chỉ có thể đủ năng cái kia hai tên phụ trách canh gác dược vương thành tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn nhìn thấy vương thiên kỳ phục dụng bạo linh đan, bọn hắn biết vương thiên kỳ là phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời bọn hắn cũng yên tâm xuống. Bây giờ vương thiên kỳ thực lực đã cao hơn diệp thần phong rồi, trên đất huyền giới có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ đều là thiên tài hạng người, bọn hắn nhưng sẽ không cho là diệp thần phong chính là là thiên tài. Mà hạ tử ninh sư phụ hà tuyết xuân cùng sư tỷ chu nguyệt, Hai người bọn họ cũng tỉnh táo lại, các nàng không muốn tin tưởng Diệp Thần Phong có bực này thực lực, các nàng càng không muốn tin tưởng Diệp Thần Phong thiên phú như vậy yêu nghiệt, các nàng hiện tại trong lòng mặt càng hy vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong chết. Về phần được Diệp Thần Phong ôm Hạ Tử Ninh, người tại cảm giác được phương thiên kỳ thực lực tăng lên, sau đó trên mặt của nàng mơ hồ hiện lên một vệt lo lắng, nàng nói nói: "Thần Phong." Nhưng tại Hạ Tử Ninh còn chưa nói hết, Diệp Thần Phong liền đã cắt đứt người nói ra tử Ninh, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không tin ta. Ta là ai, ta nhưng là ngươi nam nhân. Tại Diệp Thần Phong trong khi nói chuyện, thực lực tạm thời tăng lên tới thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ vương thiên kỳ. Hắn hai chân đạp đất. Ầm. Um, một tiếng, mặt đất trong nháy mắt bạo liệt ra. Vương Thiên Kỳ thân ảnh lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn cũng không hề sử dụng phức tạp chiến kỹ hắn chỉ là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ tập trung đến nắm tay phải bên trên một quyền hướng về diệp thần phong trước mặt đánh tới rồi khí thế hung hăng nắm đấm giường như muốn đem diệp thần phong đầu trực tiếp đánh nổ mà diệp thần phong lại là gặp không sợ hãi trên mặt hắn vẫn cứ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt diệp thần phong đem hạ tử ninh cho kéo về phía sau lập tức diệp thần phong nâng lên tay phải của mình bàn tay hắn chuẩn bị trực tiếp đem vương thiên kỳ một quyền này cho đỡ được vương thiên kỳ nhìn thấy diệp thần phong dĩ nhiên không trốn không né hắn máu me đầm đìa trên mặt là càng thêm dữ tợn rồi hắn gần như gầm hét lên tiểu tử ngươi cho rằng ngăn cản được ta công kích sao xem ta đến đập nát cánh tay của ngươi cho ta ầm um, một tiếng diệp thần phong thủ trưởng cùng vương thiên kỳ quả đấm sờ đụng vào nhau Vương Thiên Kỳ trong cổ họng thanh âm trong nháy mắt im bặt đi, cổ của hắn phảng phất bị người giữ ở bình thường cả người sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn gặp quỷ tựa như nhìn xem phía trước mặt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự đưa hắn một quyền này cho chặn lại. Hơn nữa còn giống như không có phí cái gì công phu. Ta đã nói rồi, công kích của người cùng gái ngứa không có gì khác nhau. Diệp Thần Phong rứt tiếng. Bàn tay phải của hắn đột nhiên thu nạp rồi. Bàn tay đem Vương Thiên Kỳ quả đấm gắt gao giữ ở, bàn tay kéo về một cái, Vương Thiên Kỳ nhất thời hướng về hắn ngược lại đi qua. Diệp Thần Phong bàn tay trái bay thẳng đến Vương Thiên Kỳ cổ đâm tới. Tất cả những thứ này hết thảy đều phát sinh quá nhanh rồi, cho tới người ở chỗ này căn bản không phản ứng kịp. Đợi đến cái kia hai tên canh gác cửa thành tạo hóa cảnh cường giả tỉnh hồn lại thời điểm, bọn hắn đã là không kịp ngăn cản Diệp Thần Phong rồi bọn hắn quát lên, hạ thủ lưu tình, hắn là chúng ta linh dược cốc đệ nhất thiên tài, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta linh dược cốc là địch sao? Xì xì, một tiếng, cái kia hai tên tạo hóa cảnh cường giả rứt tiếng. Diệp thần phong thủ trưởng cũng trực tiếp quán xuyên vương thiên kỳ cổ. Này vương thiên kỳ chính là là linh dược cốc ngũ trưởng lão con trai của vương vĩnh tinh. Lần sau Vương Thiên Kỳ còn muốn đụng chạm Diệp Thần Phong nữ nhân tại diệp thần phong trong mắt vương thiên kỳ cũng sớm đã là một kẻ đã chết rồi diệp thần phong rất nhiều lúc chính là như vậy tùy tính mà làm người hắn sẽ không đi vi phạm nội tâm ý tưởng chân thật hắn cũng sẽ không lo lắng làm như thế hậu quả dù sao thời khắc này diệp thần phong trong lòng ý nghĩ chính là muốn giết vương thiên kỳ diệp thần phong thủ trưởng từ vương thiên kỳ cổ bên trong rút ra nhẹ nhàng vung một cái trên bàn tay tiên huyết lập tức tung rơi trên mặt đất mà Vương Thiên Kỳ trên mặt giữ tợn biến mất rồi, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần Phong, bàn tay nỗ lực đi che cổ của mình, nhưng tiên huyết hay là từ ngón tay của hắn khe trong chảy ra. Vương Thiên Kỳ không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết, hắn là linh dược cốc đệ nhất thiên tài, hắn còn có tương lai tốt đẹp, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong chính là một ác ma, một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Nếu như Vương Thiên Kỳ sớm biết mình hội trả giá tử vong một cái giá lớn như vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng Diệp Thần Phong nổi lên xung đột. Nhưng trên thế giới này nào có sớm biết sự tình. Vương Thiên Kỳ trong con người sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, thi thể của hắn chậm rãi hướng mặt đất đổ tới rồi. Mà đang ở Vương Thiên Kỳ tử vong trong nháy mắt. Linh dược cốc một gian cực kỳ nghiêm túc trong phòng. Ở nơi này để đó từng khối từng khối ngọc bài, những thứ này đều là linh dược cốc tông chủ và trưởng lão bản mệnh ngọc bài ban đầu ở vương thiên kỳ trở thành một phẩm luyện dược sư trở thành linh dược cốc công nhận thiên tài sau bổn mạng của hắn ngọc bài cũng đặc cách có thể phóng tới trong căn phòng này rồi âm um, một tiếng giờ khắc này thuộc về vương thiên kỳ bản mệnh ngọc bài đột nhiên nổ tung rồi ở trong không khí biến thành một đống bột phấn một hồi báo táp lại đem nhấc lên e sợ diệp thần phong muốn dẫn hạ tử ninh rời đi dược vương thành không phải dễ dàng như vậy rồi chương 1533, không còn sức đánh trả. Tại linh dược cốc đệ nhất thiên tài vương thiên kỳ bản mệnh ngọc bài nổ tung một chút sau. Toàn bộ linh dược cốc trong nháy mắt sôi sùng sục. Linh dược cốc bên trong đại điện. Bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh trên mặt tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn nhìn xem từng cái vội vã đi vào đại điện trưởng lão cùng đệ tử nội môn. Hai con mắt của hắn bên trong phảng phất đều phải phun ra lửa đến rồi. Linh dược này có tông chủ Nam Hạo Sinh chính là một cái dáng dấp bình thường đàn ông trung niên, hắn tại chế thuốc bên trên đã đến tứ phẩm luyện dược sư trình độ, thực lực cũng đã tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Vương Thiên Kỳ tác vì linh dược gốc đệ nhất thiên tài, tông chủ Nam Hạo Sinh là cực kỳ xem trọng, dù sao hắn tại Vương Thiên Kỳ cái tuổi này, hắn căn bản vẫn không có bước vào nhất phẩm luyện dược sư đẳng cấp đây. Đừng xem Nam Hạo Sinh thật giống mới hơn 40 tuổi dáng dấp thế nhưng thực lực của người tu luyện càng cao, bọn hắn giải yếu cũng sẽ rất có giảm bớt kỳ thực nam hạo sinh số tuổi thật sự e sợ có mấy trăm tuổi, thậm chí yếu tiếp cận một ngàn năm rồi. tại nam hạo sinh trong mắt vương thiên kỳ chính là là linh dược cốc tương lai hy vọng, nhưng hôm nay vương thiên kỳ dĩ nhiên chết rồi. vậy làm sao có thể để nam hạo sinh không tức giận? linh dược cốc trên đất huyền giới là cực kỳ đặc thù tồn tại đại đa số người tu luyện nhìn thấy linh dược cốc đệ tử đều là khách khí. Linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, cũng chính là vương phụ thân của thiên kỳ, hắn là cái cuối cùng đuổi đến đại điện bên trong. Vương vĩnh tinh trước đó một mực tại chế thuốc, hắn vội vã liền bị triệu tập đến đại điện đến, hắn chả cũng không biết con trai của hắn vương thiên kỳ đã bị chết sự tình. Tại tông chủ nam hạo sinh phía dưới vị trí đầu não, đứng đấy một cái cùng vương vĩnh tinh giống nhau đến mấy phần lão đầu hắn chính là là linh dược cốc đại trưởng lão vương vĩnh quý, không chỉ chế thuốc cấp bậc đã tới tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng đột phá đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Này vương vĩnh quý chính là vương vĩnh tinh thân ca ca. Vương vĩnh quý dưới gối không có nhi nữ, hắn cũng một mực thanh vương thiên kỳ cho rằng nhi tử tới đối xử, hắn đối vương thiên kỳ thương yêu, cũng không so với vương vĩnh tinh người phụ thân này thiếu. Vương Vĩnh Quý nhìn xem đi vào đại điện đệ đệ Vương Vĩnh Tinh, Hắn quát lên, người người phụ thân này là làm sao làm. Thiên kỳ bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi, thiên kỳ e sợ đã gặp bất trắc rồi. Chấm phẩy. Vương Vĩnh đắt tiền lời nói để Vương Vĩnh Tinh hơi sững sờ, hắn đang tiêu hóa tốt sau một hồi lâu. Hắn mới tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy trong đại điện linh dược cốc trưởng lão đều đến đông đủ, hắn biết đây cũng là thật. Hắn một viên trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Vương Vĩnh Tinh không ngừng lắc đầu nói ra, sẽ không, sẽ không, thiên kỳ sẽ không chết. Chấm phẩy. Vương Vĩnh Quý khiển trách, bây giờ không phải là đứng ngốc lúc. Thiên kỳ đi nơi nào? Hiện tại quan trọng nhất là cho thiên kỳ báo thù. Ta muốn đem giết chết thiên kỳ hung thủ ngàn đao bầm thây. Chấm phẩy. Nghe được ca ca của mình Vương Vĩnh đắt tiền lời nói sau. Vương Vĩnh tinh sắc mặt lập tức biến đổi, nồng nặc sát khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Hắn nói ra thiên kỳ hẳn là đi rồi dược vương thành Chấm phẩy Linh dược quốc tông chủ Nam Hạo Sinh nghe vậy Hắn lập tức nói ra Mở ra linh dược quốc cùng dược vương thành ở giữa truyền tống trận Tuyệt đối không thể để hung thủ trốn Chấm phẩy Tại Nam Hạo Sinh dưới sự hướng dẫn Một đám trưởng lão cùng đệ tử nhanh chóng đi ra đại điện Mà ở linh dược quốc tông chủ Nam Hạo Sinh Đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh đám người bọn hắn lợi dụng truyền tống trận chạy tới Dược Vương Thành thời điểm. Giờ khắc này, Dược Vương Thành cửa thành. Hai tên canh gác cửa thành tạo hóa cảnh cường giả đem Diệp Thần Phong vây rồi. Mà Hạ Tử Ninh Sư Phụ Hà Tuyết Xuân cùng Sư Tỷ Chu Nguyệt, các nàng nhìn trên mặt đất Vương Thiên Kỳ thi thể. Các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự dám giết Vương Thiên Kỳ. Cái kia hai tên tạo hóa cảnh cường giả, trong đó một cái người cao thực lực tải tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, một cái khác vóc dáng thấp tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Này người cao cùng vóc dáng thấp tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn nhìn trên mặt đất phương thiên kỳ thi thể, hai người bọn họ trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng không phải sợ hãi Diệp Thần Phong, mà là sợ hãi bọn hắn tiếp đó sẽ chịu đến linh dược cốc cái gì trừng phạt. Người cao cùng vóc dáng thấp phân biệt từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm bọn hắn hiện tại nhất định muốn lập tức đem Diệp Thần Phong bắt lại, hay là như vậy bọn hắn vẫn có thể lấy công chuộc tội đây? Diệp Thần Phong đem Hạ Tử Ninh hướng về bên cạnh đẩy ra một ít, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, chảm nguyệt kiếm liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hạ Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt thấy cảnh này, thân ảnh của các nàng lập tức xuất hiện tại Hạ Tử Ninh bên cạnh. Mặc kệ Hạ Tử Ninh có nguyện ý hay không, các nàng trực tiếp phong bế Hạ Tử Ninh huyệt đạo, các nàng thanh hạ tử ninh kéo về phía sau một khoảng cách, các nàng biết linh dược cốc đệ nhất thiên tài chết rồi, e sợ hôm nay diệp thần phong tính mạng là nhất định phải phải ở lại chỗ này rồi. Tử ninh, hết hy vọng đi, ta hiện tại thừa nhận lần này các loại vị diện tiểu tử hay là không phải rác rưởi nhưng hết thảy đều đã quá muộn, hắn đã giết linh dược cốc đệ nhất thiên tài, linh dược cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hà Tuyết Xuân đối với Hạ Tử Ninh nói. Chu Nguyệt cũng liền vội vàng nói, tím chữ sư muội, người chẳng lẽ còn cho là hắn có thể từ hai tên tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cao thủ trong tay chạy đi sao? Chiến lực của hắn cho dù rất cường hãn, nhưng hắn cũng chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực mà thôi. Chấm phẩy. Hạ Tử Ninh đối với sư phụ Hà Tuyết Xuân cùng sư tỷ Chu Nguyệt lời nói là chẳng quan tâm, người lo lắng con mắt chăm chú nhìn kỹ Diệp Thần Phong. Được người cao cùng vóc dáng thấp tạo hóa cảnh cường giả vây lại Diệp Thần Phong, hắn trước tiên đã phát động ra công kích, hắn biết mình nhất định muốn tiên phát chế nhân. Cầm trong tay trả nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn hướng về tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ người cao lướt tới. Người cao cùng vóc dáng thấp rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám chủ động công kích, hai người bọn họ cũng không khỏi. Hơi sướng sờ, nhưng mà, chính là như vậy một cái ngây người thời gian. Diệp Thần Phong đã đi tới người cao trước mặt rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí không ngừng trào vào trảm nguyệt kiếm bên trong, linh khí đang không ngừng chuyển hóa thành mũi kiếm, nhất kiếm phá thiên dưới. Chấm phẩy, trảm nguyệt kiếm hướng về người cao quất tới. Chiêu kiếm này, để người cao có loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Người cao cũng chỉ có thể đủ vung ra trường kiếm trong tay của chính mình, làm trường kiếm của hắn cùng Diệp Thần Phong trảm nguyệt kiếm chạm vào thời điểm chảm nguyệt trong kiếm mũi kiếm thông qua người cao trường kiếm trong tay, nhanh chóng trào vào trong cơ thể hắn. Khiến hắn có một loại toàn thân tại bành trướng cảm giác, bất quá, người cao thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ đây. Hắn có lòng tin đem trong cơ thể mũi kiếm hóa giải mất. Người cao bởi vì thân biến hóa trong cơ thể sửng sốt một giây đồng hồ. Nhưng chính là này một giây. Diệp thần phong đem linh khí truyền vào trảm nguyệt kiếm linh trận đồ bên trong linh trận đồ nhất thời ánh sáng tăng mạnh. Xung kích đi, chảm nguyệt, chấm phẩy. Chảm nguyệt kiếm trên mũi kiếm hào quang màu bạc lóe lên. Hào quang màu bạc nhanh chóng hướng về người cao đầu kéo dài. Đợi đến người cao muốn tránh né thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Xì xì, một tiếng. Thành dài đâu chảm nguyệt kiếm trực tiếp xuyên thấu người cao đầu, người cao ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn không dám tin nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn dĩ nhiên đã bị chết ở tại một cái thần niệm cảnh tiểu tử trong tay. Hơn nữa Diệp Thần Phong kiếm trong tay quá mức cổ quái, người cao trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đem linh khí thu hồi. Chảm nguyệt kiếm lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Người cao trên đầu nhiều hơn một cái lỗ máu, tiên huyết cùng óc từ lỗ máu giữa dòng chảy mà ra. Thi thể hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Người cao hoàn toàn là đã bị chết ở tại suốt kỳ bất ý lên, nếu như luận thực lực lời nói, Diệp Thần Phong thật sự không bằng hắn. Nếu như không có trảm nguyệt kiếm suốt kỳ bất ý, e sợ Diệp Thần Phong không chiến thắng được người cao, cuối cùng còn có thể thua ở người cao trong tay. Từ Diệp Thần Phong cùng người cao giao thủ, lại tới người cao tử vong, trong lúc này chỉ có ngăn ngắn mấy giây. Nguyên bản ý định đối Diệp Thần Phong động thủ tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ vóc dáng thấp. Dưới chân hắn bước chân đã ngừng lại. Mà một bên Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt. Hai người bọn họ hít sâu một hơi, miệng lần nữa mở rộng ra, vừa vận các nàng là khẳng định Diệp Thần Phong không phải người cao cùng vóc dáng thấp đối thủ. Nhưng đảo mắt, người cao sẽ chết trong tay Diệp Thần Phong. Này không thể nghi ngờ lại một lần nữa quạt Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt bạt tai. Về phần Hạ Tử Ninh nhưng là một mặt hạnh phúc nhìn xem Diệp Thần Phong, bất kể là trước kia còn là hiện tại. Diệp Thần Phong mỗi một lần đều có thể cho nàng mang đến kinh hỷ. Nhưng tại Diệp Thần Phong vừa vặn giết chết người cao không bao lâu. Từng luồng từng luồng khí thế cường hãn liền từ Dược Vương Thành bên trong bao phủ tới. Rất nhanh, Linh Dược Cốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh, Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng Ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh tinh đám người, thân ảnh của bọn họ liền xuất hiện tại Dược Vương Thành bên ngoài. Vừa vặn Nam Hạo Sinh đám người trực tiếp từ Linh Dược Cốc truyền tống đến Dược Vương Thành, làm nam hạo sinh đám người xem đến mặt đất thượng vương thiên kỳ thi thể sau. Chạy tới tất cả linh dược trong cốc người, tâm tình của bọn họ đều trong nháy mắt được phẫn nộ cho nhuộm đẫm rồi. Bởi vì vương thiên kỳ là cả linh dược cốc tương lai hy vọng a hát. Tên kia tạo hóa cảnh nhất trọng thiên vóc dáng thấp, hắn đang nhìn đến nam hạo sinh sau, hắn chỉ vào diệp thần phong, hắn chiến chiến nguy nguy nói ra, tông chủ, là tiểu tử này giết vương thiên kỳ. Chấm phẩy. Nam hạo sinh liếc nhìn trước mặt chiến chiến nguy nguy vóc dáng thấp, trong cơ thể hắn luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tuôn ra. ầm um, một tiếng. Nam hạo sinh một trường trực tiếp vỗ vào vóc dáng thấp ngực, vóc dáng thấp trên mặt trong nháy mắt không còn sinh cơ. Nam hạo sinh âm thanh trầm thấp nói ra, đồ vô dụng, ngay cả ta linh dược cốc thiên tài đều bảo vệ không tốt, sống trên thế giới này còn có tác dụng sao? Chấm phẩy tại đem vóc dáng thấp một trưởng vỗ sau khi chết nam hạo sinh ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong ở đây tất cả linh dược cốc người đều nhìn hướng diệp thần phong nam hạo sinh khuôn mặt lộ ra hung tàn biểu lộ tại không có cho diệp thần phong nhiệm hà cơ hội giải thích thân ảnh của hắn liền giống như quỷ mị hướng về diệp thần phong lướt tới xé gió trưởng chấm phẩy linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh một trưởng vỗ xuất không khí chung quanh đều dường như muốn bị xé nứt bình thường luân hồi cảnh cường giả khí thế trực tiếp đặt ở diệp thần phong trên người. Bởi diệp thần phong thực lực so với nam hạo sinh nhược nhiều lắm, một trường này, diệp thần phong căn bản muốn tránh cũng không được, thậm chí ngay cả ngăn cản động tác cũng không kịp làm ra. ầm uhm, một tiếng, nam hạo sinh một trường trực tiếp vỗ vào diệp thần phong ngực. Linh dược cốc đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh. Người trước tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thực lực, người sau cũng đã tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh thân ảnh nhanh chóng đuổi kịp bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong. Cửu U Quyền, chấm phẩy. Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh đồng thời ra quyền. Trong không khí quyền phong từng trận, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng ở trong đó. Từng đạo quyền ảnh không ngừng đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong vẫn không có từ xé gió trưởng trong công kích tỉnh táo lại, hắn đương nhiên không thể tránh thoát Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh cửu u quyền rồi. Âm, 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 vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Ở giữa không trung không ngừng bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong, trên người của hắn xương không ngừng ao hãm, trong miệng phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết. Diệp Thần Phong cảm giác mình bây giờ thực lực vẫn là quá yếu rồi, đang đối mặt luân hồi cảnh cao thủ lúc, hắn căn bản không còn sức đánh trả. Chàng nguy cơ này rốt cuộc muốn làm sao hóa giải. chương 1534, phiền phức không ngừng. Dưới nền đất yêu thú. Tại linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh lần lượt đối diệp thần phong triển khai công kích sau. Diệp thần phong thân thể bay ngược ra ngoài xa 50 mét. Giờ khắc này, diệp thần phong không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất nửa bên mặt được mặt nạ màu bạc che kín diệp thần phong, cơ thể hắn cường độ mặc dù có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, thân thể của hắn căn bản vô pháp chịu đựng nam hạo sinh, vương vĩnh quý cùng vương vĩnh tinh ba người này liên tục công kích. Vê kép chưa chưa đảo tiểu thuyết. Diệp thần phong trên người phần lớn xương toàn bộ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến mức nứt ra, quan trọng nhất là trái tim của hắn cũng có loại nổ tung khuynh hướng một khi trái tim nổ tung như vậy diệp thần phong liền chắc chắn phải chết rồi đổi lại những người khác bị như thế thương thế nghiêm trọng e là cho dù dùng tứ phẩm chữa thương đan dược cũng hết thuốc chữa bất quá may là diệp thần phong tu luyện chính là thần huyết huyết. trước đó tại hải tộc bên trong tiểu thế giới diệp thần phong tại chịu đựng tịch diệt tử lôi thời điểm hắn chỉ thi triển một lần bất tử kim thân đây lấy diệp thần phong bây giờ trong cơ thể thần huyết mức độ đậm đặc hắn vẫn có thể thi triển một lần bất tử kim thân chỉ cần có một hơi tại thi triển bất tử kim thân liền trong nháy mắt sẽ để cho chỗ có thương thế đều khôi phục được hà tuyết xuân niêm phong lại huyệt đạo hạ tử ninh người bây giờ thân thể không cách nào nhúc nhích trong cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào hạ tử ninh đôi mắt đẹp nhìn cách đó không xa nằm trong vũng máu diệp thần phong người dùng hết toàn lực muốn đi hướng diệp thần phong bên người thế nhưng huyệt đạo bị phong bế người cho dù dùng lớn hơn nữa sức mạnh cũng là uổng công vô ích. Hạ tử ninh viền mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng từ viền mắt của nàng bên trong chảy ra. Người ở trong lòng lo lắng thầm nghĩ, thần phong, người sẽ không yêu thị, người tuyệt đối sẽ không yêu thị. Lúc trước người đều là ở một lần lại một lần bên bờ sinh tử đi tới. Hạ tuyết xuân cùng Chu nguyệt lôi kéo hạ tử ninh cách xa linh dược cốc người, các nàng nhưng không muốn để linh dược cốc người cho là nàng nhóm cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Hà Tuyết Xuân nhỏ giọng nói, tử ninh, người bây giờ hẳn là phải tiếp nhận thực tế, tiểu tử kia đã là chắc chắn phải chết rồi. Chu Nguyệt cũng liền vội vàng nói, tím chữ sư muội không có bất kỳ kỳ tích xảy ra, bất quá, tiểu tử kia thân là hạ đẳng vị diện người. Hắn có thể đủ đi đến một bước này đã phi thường ghê gớm rồi. Hạ Tử Ninh nghe được chính mình sư phụ cùng lời của sư tỷ, người hốc mắt trong nước mắt là không ngừng chảy xuôi. Về phần linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, đại trưởng lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh đám người Bọn họ là lạnh băng nhìn cách đó không xa nằm trong vũng máu diệp thần phong. Vương phụ thân của thiên kỳ vương vĩnh tinh, bàn tay hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, quát lên, quá tiện nghi tiểu tử này, để tiểu tử này thoải mái như vậy tựu chết rồi, ta không cam lòng. Vương Vĩnh Tinh ca ca Vương Vĩnh Quý, hắn cũng là cắn răng nghiến lợi. Hắn nói ra, Vĩnh Viễn Tinh, tiểu tử này tại thừa nhận lấy tông chủ và hai người chúng ta công kích sau đó hắn là tuyệt đối không có sống sót ca ném rồi, coi như là cho hắn dùng tứ phẩm đan dược, hắn cũng sống không nổi nữa, đem hắn thi thể treo ở Dược Vương Thành thành trên cánh cửa lớn đi. Linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, trong lòng của hắn cũng hận không thể đem Diệp Thần Phong chặt thành thịt băm. Vương Thiên Kỳ là linh dược cốc hy vọng a hát. Tại Nam Hạo Sinh xem ra tương lai Vương Thiên Kỳ còn có ca a nén hội vượt qua hắn. Nam Hạo Sinh hung tàn nói, điều tra thêm lai lịch của tiểu tử này. Người bên cạnh hắn một cái cũng không có thể buông tha, như vậy Thiên Kỳ cần phải cũng có thể nghỉ ngơi. Nam Hạo Sinh, Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh đám người mỗi một người đều đối diệp thần phong phẫn nộ tới cực điểm. Không biết đây là Vương Vĩnh Tinh chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm, Vương Vĩnh Tinh cùng Nam Nguyên Vương Triều người, bọn hắn nhưng là hãm hại Diệp Thần Phong, muốn giết Diệp Thần Phong. Mà ở đi tới Dược Vương thành thời điểm, con trai của Vương Vĩnh Tinh Vương Thiên Kỳ lại vẫn muốn đụng chạm Diệp Thần Phong nữ nhân. Cho nên, này Vương Thiên Kỳ là chết chưa hết tội. Linh Dược Quốc tông chủ Nam Hạo sinh đám người không hỏi nguyên nhân, không chút do dự đối Diệp Thần Phong động thủ, chuyện này quả thật là khinh người quá đáng rồi. Chính lúc Linh Dược cốc Nam Hạo sinh đám người, cùng với Linh Nguyệt tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong lập tức sẽ phải chết thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa nằm trong vũng máu Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng trong máu điểm một chút kim quang, những kim quang này đều là thần huyết rồi. Diệp thần phong đem các loại thần huyết hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị thương địa phương tập trung mà đi, trong gân mạch thuộc về thần huyết huyết cái kia linh khí dòng sông đột nhiên vận chuyển, bất tử kim thân. Một đạo hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên da hiện ra hào quang màu vàng. Diệp Thần Phong bên trong thân thể trái tim trong nháy mắt khép lại, ngũ tạng lục phủ cũng khép lại, gãy vỡ xương cùng gân mạch cũng đang nhanh chóng khôi phục, cuối cùng Diệp Thần Phong làn ra tầng vết thương cũng đều khép lại. Phải cầm trong tay trảm nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, hắn từ trên mặt đất đứng lên, cả người hắn rực rỡ hẳn lên, thật giống vừa vặn căn bản không có được đến bất kỳ thương thế. Cách đó không xa Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt, hai người bọn họ đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau, các nàng kinh sợ đến mức suýt chút nữa đem đầu lưỡi của mình đều cắn xuống, các nàng không thể nghi ngờ lại một lần nữa tự tát vào mặt rồi, trong các nàng tâm khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hạ tử ninh đang nhìn đến diệp thần phong bình yên vô sự từ mặt đất đứng lên sau, trong lòng nàng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Mà Linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, thần sắc trên mặt bọn họ trọn vẹn mốc trệ 5 giây khoảng chừng Làm sao có thể, thương thế của hắn cứ như vậy khôi phục hắn rốt cuộc là ai? Nam hạo sinh trong lòng tràn ngập mà sợ hãi, hắn sợ sệt diệp thần phong bối cảnh bất phàm, loại này tài năng như thần năng lực hồi phục, e sợ chỉ có viễn cổ thời đại đại năng mới có rồi. Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh cũng cùng Nam Hạo mọc ra ý tưởng giống nhau, Vương Vĩnh Tinh cũng không hề nhận ra mang mặt nạ màu bạc Diệp Thần Phong, hắn âm trầm nói, Tông Chủ, tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu hắn còn sống, như vậy chúng ta có thể tốt hao ốt dần vặt dần vặt hắn, chúng ta đã đối với hắn hạ sát thủ rồi, bây giờ không phải là lo lắng những chuyện khác thời điểm. Vương Vĩnh Quý cũng đón ý nói hùa nói, đúng, tông chủ, tiểu tử này nhất định phải chết. Nam hạo sinh trong lòng sợ hãi cất đi, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, hắn chưa rào Vương Vĩnh Tinh cùng Vương Vĩnh Quý nói bù quò. Lần sau, cho dù Diệp Thần Phong có mạnh mẽ bối cảnh thì lại làm sao? trên đất huyền giới có thể làm cho bọn hắn linh dược cốc sợ hãi tông môn, trên căn bản 10 ngón tay đầu đều đếm ra. Thương thế hoàn toàn khôi phục diệp thần phong, hắn cũng không có cảm giác đến, vừa vặn khi hắn thi triển bất tử kim thân thời điểm, khi hắn đứng mảnh này sâu trong lòng đất, mỗ đạo khí tức được bất tử kim thân khí tức cho kích hoạt lên. Linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, bọn hắn ánh mắt nhìn tròng trọc vào diệp thần phong, lần này ba người bọn hắn chuẩn bị trước đem Diệp Thần Phong cho bắt lại. Nhưng mà, tại Nam Hạo sinh ba người bọn họ dưới chân bước chân vừa vặn vượt đi ra thời điểm. Gào! Một tiếng giã thú tiếng hô từ dưới nền đất truyền ra. Một tiếng này giã thú gầm rú phảng phất là tới từ ở cửu thiên địa ngục, tại tràng thượng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Kèm theo giã thú tiếng hô vang lên, mặt đất bắt đầu đột nhiên rung động chuyển động, thật giống ở trong lòng đất có đồ vật gì yếu tránh ra như thế bất thình lình biến hóa để linh dược cốc nam hạo sinh vương vĩnh quý cùng vương vĩnh tinh bọn hắn ngừng lại bọn hắn kinh nghi bất định cảm giác dưới mặt đất bọn hắn không nghĩ ra này dưới mặt đất vì sao lại đột nhiên sản sinh to lớn như vậy động tính. dược phương thành ở nơi này đã kiến được có hơn một nghìn năm tại đây hơn một nghìn trong năm căn bản không có phát sinh bất kỳ lần nào tình huống như vậy cầm trong tay trảm nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn cũng có một loại cực kỳ không há út linh cảm. Chính lúc thời điểm này, Lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, người ngay cả phiền toái trước mắt cũng không có giải quyết, hiện tại lại nữa rồi một cái càng gia tăng hơn phiền phức, tại này sâu trong lòng đất nguyên vốn hẳn nên ngủ say một con yêu thú, này con yêu thú trong cơ thể hẳn là có bất tử huyết mạch mà ngươi vừa vận thi triển bất tử kim thân cùng này bất tử huyết mạch có cực kỳ giống nhau khí tức, cho nên là bất tử kim thân khí tức đem dưới nền đất yêu thú cho tỉnh lại. lão hắc giang vận thiên cũng lập tức nói ra, tiểu tử hiện tại ta cùng lão bạch trả không cách nào suy đoán ra dưới nền đất ra sao loại yêu thú. bất quá này con yêu thú thực lực khẳng định mạnh phi thường, ngươi làm tốt rời đi chuẩn bị. tiểu tử ngươi thật đúng là tới nơi nào nơi nào sẽ có phiền phức không ngừng sản sinh. chương 1535, Thiên Lôi Thú Bị nuốt, dược vương thành cửa thành. Két, 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 két. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt, những này vết dạn nứt hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khoách tán. Âm, 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 âm. Sát theo đó, từng cái từng cái vết dạn nứt đột nhiên nổ tung ra. Oanh, nhất cổ cường hãn đến mức tận cùng thật khí thế từ vô số vết dạn nước bên trong phóng lên trời, này để tất cả mọi người tại chỗ có loại muốn xuống quỳ cảm giác một ngạt. Linh Dược Quốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh, Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng Ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh đám người, sắc mặt của bọn họ dồn dập trở nên ngưng trọng lên, từ trong lòng đất lao ra thật khí thế sắp ép bọn họ không thở nổi. Hạ Tử Ninh Sư Phụ Hà Tuyết Xuân cùng Sư Tỷ Trung Nguyệt, hai người bọn họ lôi kéo Hạ Tử Ninh không ngừng lùi về sau, rất nhanh, thân thể của các nàng liền nương tựa cửa thành rồi. Hà tuyết động tình lông mày chăm chú nhíu lại, người không nghĩ tới lần này đến dược vương thành, bất ngờ lại liên tiếp phát sinh. Trên mặt mang mặt nạ màu bạc, cầm trong tay trả nguyệt kiếm diệp thần phong, hắn đang nghe lão bạch cùng lão hắc lời nói sau, hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn ánh mắt nhìn về phía được hà tuyết xuân niêm phong lại huyệt đạo hạ tử ninh, hắn nhất định muốn mang theo hạ tử ninh cùng rời đi. Diệp thần phong trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, thân ảnh của hắn hướng về hạ tử ninh lướt tới. Tiểu giác rời, người trốn chỗ nào? Linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, hắn rót phần trăm trưởng phần trăm gió phần trăm văn học ý lực cũng không hề rời đi qua diệp thần phong. Tại hắn nhìn thấy diệp thần phong bước ra bước chân thời điểm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đem diệp thần phong cho ngăn lại. Vương vĩnh tinh con người nộ đỏ một mảnh, con trai của hắn vương thiên kỳ chính là là linh dược cốc đệ nhất thiên tài dưới cái nhìn của hắn vương thiên vị tướng hiếm thấy đến nhất định sẽ ngồi trên linh dược cốc tông chủ vị trí đến lúc đó hắn cái này làm cha tại linh dược cốc bên trong địa vị nhất định là nước lên thì thuyền lên nhưng tất cả những thứ này đều bị diệp thần phong làm hỏng rồi hắn hận không thể ăn diệp thần phong thịt uống diệp thần phong huyết tại vương vĩnh tinh đem diệp thần phong cho cản lại thời điểm Linh Dược Cốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh cùng Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý, thân ảnh của bọn họ cũng lập tức xuất hiện tại Vương Vĩnh Tinh bên cạnh. Tiểu tử, lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi chết quá ung dung rồi, người hủy chúng ta Linh Dược Cốc tương lai hy vọng. Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Cầm trong tay chảm nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, hắn mặt nạ màu bạc dưới vẻ mặt đã sớm là vô cùng băng lãnh rồi, hắn không muốn ở chỗ này nhiều làm lỡ thời gian, hắn lãnh đạm quát lên sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tự tay giết các ngươi linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh nghe vậy hắn là một trận khinh thường cười gần tiểu tử người bớt ở chỗ này nói ẩu nói tả rồi muốn giết chúng ta ngươi cho là mình hôm nay có thể an toàn rời đi nơi này sao diệp thần phong đối mặt nam hạo sinh vị này luân hồi cảnh cường giả hắn muốn dẫn hạ tử ninh rời đi đây cơ hồ là chuyện không thể nào Hắn tận lực để cho mình bình tĩnh lại, quát lên, các ngươi linh dược cốc không nên ép người quá đáng, các ngươi thậm chí ngay cả chuyện nguyên do cũng không hỏi rõ ràng, các ngươi liền trực tiếp đối với ta hạ sát thủ. Ha ha ha. Nam Hạo Sinh không kiêng dè gì cười to nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải hiểu rõ sự tình nguyên do? Chúng ta chỉ biết là ngươi giết chúng ta linh dược cốc đệ nhất thiên tài, chúng ta ép người quá đáng thì lại làm sao? chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi cho rằng chả có thể sống rời đi sao. Gào, tại linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong Lại một âm thanh giã thú gầm rú từ dưới nền đất truyền đến. Lần này tiếng gào càng thêm rõ ràng. Này gào to bên trong hàm chứa sóng năng lượng, tại loại năng lượng này chấn động xung kích bên dưới. Tất cả mọi người tại chỗ màng tai là một trận đâm nhói, bao quát diệp thần phong ở bên trong, tất cả mọi người tập trung linh khí chống đỡ thậm chí là dùng hai tay bưng kín lỗ tai gào 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 nhưng mà lần này giã thú tiếng hô không có đình chỉ một tiếng tiếp lấy một tiếng từ trong lòng đất truyền ra hơn nữa giã thú tiếng hô một lần so với một lần rõ ràng ở đây thực lực quá yếu người lỗ tai của bọn họ bên trong đã bắt đầu chảy ra máu tươi nương tựa cửa thành linh nguyệt tông hà tuyết xuân cùng chu nguyệt trong đó thần niệm cảnh Chu Nguyệt là sắc mặt một trận trắng bệch, bất quá, người vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản, về phần chỉ có hợp biển cảnh Hạ Tử Ninh, Hà Tuyết Xuân dùng linh khí giúp Hạ Tử Ninh tạm thời phong bế thính giác. Diệp thần phong cắn chặt hàm răng, yếu hắn bỏ lại Hạ Tử Ninh rời đi, này là chuyện không thể nào. Mà Linh dược quốc tông chủ Nam Hạo Sinh, đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh, bọn hắn cũng căn bản không có thời gian đối với Diệp thần phong động thủ, bởi vì bọn họ là đứng ở vết dạn nước bên trên, dưới mặt đất không ngừng truyền tới sóng năng lượng, có loại để cho bọn họ hô hấp đều đình trệ cảm giác. Dưới mặt đất giã tiếng thú gào vẫn cứ đang không ngừng tiếp tục. Trên mặt đất đá vụn cùng cát bụi không tự chủ được toàn bộ bay tới giữa không trung. Giữa bầu trời thái dương được đông nghịt mây đen cho che lại, dược phương thành bầu trời trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. Gào lại là một tiếng giã thú gầm rú vang lên. Lần này tiếng hô phảng phất liền ở bên tai, này làm cho Diệp Thần Phong hai cái lỗ tai bên trong chảy ra một tia tiên huyết, thân ảnh của hắn đi phía trái trách nhoáng tới. Về phần linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh, bọn hắn cũng không có truy kích Diệp Thần rồi. Bởi vì mặt đất nước toát càng thêm lợi hại rồi, linh dược cốc Nam Hạo Sinh đám người, bọn hắn cảm giác được nhất cổ đủ để dây giết sức mạnh của bọn họ muốn xông ra mặt đất, bọn hắn cũng chỉ có thể rất nhanh chóng hướng về một bên khác tránh đi. Làm Diệp Thần Phong cùng Linh Dược Cốc Nam hạo sinh đám người toàn bộ tránh ra nháy mắt. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, tiếng bạo liệt không ngừng. Trên mặt đất trong nháy mắt được nổ tung một cái cực kỳ hắc động thật lớn, cái hắc động này không ngừng hướng về dưới nền đất kéo dài, thật giống căn bản trông không đến phần cuối bình thường. Đột nhiên, hai cái điểm sáng màu xanh lục tại trong hố đen phát sáng lên sát theo đó ngập trời khí thế bao phủ đại địa xa xa dựa vào cửa thành hà tuyết xuân chu nguyệt cùng hạ tử ninh các nàng ba cái bị khí thế đẻ xuống quỳ linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh đám người bọn hắn cũng không thể chịu đựng này cỗ bao phủ đại địa thật khí thế ba người bọn hắn cũng dồn dập quỳ xuống mà diệp thần phong thân thể được này cỗ bao phủ đại địa thật khí thế cho đánh bay ra ngoài Thân thể của hắn nặng nề đụng vào một gốc trên đại thụ che trời. Răng rác một tiếng. Cây kia đại thụ che trời trong nháy mắt đứt gãy. Diệp Thần Phong dùng chảm Nguyệt kiếm chống đỡ lấy ngồi ở trên mặt đất. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn. Từ hắc động thật lớn bên trong lao ra khỏi một cái quái vật khổng lồ, con vật khổng lồ này vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy này quái vật khổng lồ ngoại hình cùng châu được gần như chỉ là này quái vật khổng lồ cao có tới hơn 30 mét, thân dài cũng đầy đủ có hơn 20 mét, toàn thân hiện ra một loại màu xanh sẫm. Này quái vật khổng lồ đỉnh đầu hai cái sừng trâu cực kỳ ánh sáng, theo hắn hai cái sừng trâu thượng tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Này quái vật khổng lồ chính là là một loại tên là thiên lôi thú yêu thú. Thiên lôi thú tên như ý nghĩa bản thân liền là nắm giữ thiên lôi chi lực. Toàn thân màu xanh sẫm thiên lôi thú, trên người nó đan vào từng đạo tia chớp màu xanh lục, hai con con mắt màu xanh lục cực kỳ làm người ta sợ hãi. Từ ngày này lôi thú trên người tán phát ra khí thế, này để người ở chỗ này là thật chặt nín thở. Niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Này dĩ nhiên là niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiên lôi thú. Tại thiên lôi thú từ trong lòng đất hướng sau khi đi ra, giữa bầu trời mây đen ép càng thêm thấp. Oanh, một tiếng, một đạo tia chớp màu xanh lục từ Hắc Vân bên trong nhanh chóng bổ xuống, trực tiếp trên mặt đất oanh tạc ra một cái hố sâu to lớn. Này tia chớp màu xanh lục cũng thuộc về Thiên Lôi một loại, này tia chớp màu xanh lục tên là Diệt Sinh Thanh Lôi. Oanh, oanh, oanh. Kèm theo đạo thứ nhất Diệt Sinh Thanh Lôi bổ xuống, một đạo lại nói Diệt Sinh Thanh Lôi là liên tiếp không ngừng. Linh dược cốc bên trong người thực lực hơi yếu, có phần không cách nào né tránh diệt sinh thanh lôi, bọn hắn tại thừa nhận lấy diệt sinh thanh lôi sau, thân thể của bọn họ trực tiếp ở trong không khí biến thành cho tàn. Về phần linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, bọn hắn cũng là khoảng chừng tránh né, bọn hắn hoàn mỹ đi chiếu cố linh dược cốc những đệ tử khác rồi. Mà Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân, Chu Nguyệt cùng Hà Tử Ninh, các nàng bởi đứng so sánh xa, các nàng bị lan đến hầu như cũng có thể bỏ qua không tính. Đầu kia niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiên lôi thú, nó căn bản không nhìn từng đạo diệt sinh thanh lôi, trái lại trên mặt trả lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nó cái kia con mắt màu xanh lục như ngừng lại diệp thần phong trên người, nó phảng phất tìm tới phải tìm được đồ vật. Thiên lôi thú cái miệng lớn như chậu máu bỗng nhiên mở ra, nhất cổ sức hút từ bồn máu của nó miệng lớn trong sản sinh rồi. Dùng Trảm Nguyệt kiếm chống đỡ lấy ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn căn bản vô pháp chống đối cỗ lực hút này, nhận được cỗ lực hút này ảnh hưởng sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng về Thiên Lôi thú cái miệng lớn như chậu máu bay đi. Chỉ là trong chớp mắt công phu, Diệp Thần Phong đã bị Thiên Lôi thú cho nuốt vào trong bụng. Chương 1536, điên cuồng tổn chữ Thiên Lôi chi lực. Tại Diệp Thần Phong được Thiên Lôi thú cho nuốt vào trong bụng sau, ở đây những người khác mỗi một người đều trở nên sốt sắng lên, bọn hắn chỉ lo thiên lôi thú cũng đối với bọn họ mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bị phong bế huyệt đạo hạ tử ninh, người đang nhìn đến diệp thần phong được thiên lôi thú nuốt, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng xanh một mảnh. Hạ tử ninh cũng cảm giác được suốt con này thiên lôi thú có niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà diệp thần phong chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực hạ tử ninh một mực ở trong lòng lẩm bẩm diệp thần phong không có việc gì mà đồng thời nước mắt của nàng cũng không ngừng từ trong hốc mắt ngướt xuống thiên lôi thú mảnh này dưới nền đất thậm chí có niết bàn cảnh thiên lôi thú xem tới nơi này tại mấy ngàn năm trước đúng là thiên lôi thú căn cứ rồi linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra hắn không ngừng tránh né từ bầu trời bên trong bổ xuống diệt sinh thanh lôi Dược Phương Thành ở nơi này kiến tạo ước chừng có một ngàn năm. Lúc trước Linh Dược Cốc ở nơi này kiến tạo Dược Phương Thành, bởi vì lúc trước vừa lúc ở nơi này phát hiện một cái lôi tinh quáng. Này lôi tinh chính là tinh thạch một loại, ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực. Lôi tinh trên đất huyền giới là một loại cực kỳ khan hiếm mà lại chân quý khoáng thạch, trên đất huyền giới đấu giá hội bên trên đều rất ít có thể nhìn thấy lôi tinh, mỗi một khối lôi tinh đều là giá trị liên thành. Năm đó linh dược cốc tổ tiên liền suy đoán nơi này lúc trước hẳn là thiên lôi thú căn cứ, bởi vì tại thiên lôi thú chỗ ở mới có thể xuất hiện lôi tinh quáng. Bây giờ xem ra năm đó linh dược cốc tổ tiên suy đoán một chút cũng không sai. Đầu kia niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiên lôi thú tại nuốt diệp thần phong sau đó trên mặt của nó lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ, còn người màu xanh lục bên trong ánh chấp tốc biến. Thiên lôi thú thân thể nhảy một cái, mặt đất đột nhiên run lên động nó lần thứ hai nhảy về cái kia cái hắc động thật lớn bên trong, thân thể của nó không ngừng hướng về dưới mặt đất hạ xuống, hạ xuống, cũng không biết cái hắc động này đến cùng sâu bao nhiêu. Thiên lôi thú đối với những người khác căn bản không có hứng thú, nó phản phất chính là vì nuốt vào diệp thần phong. Nó mới từ trong lòng đất lao ra, thiên lôi thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại thiên lôi thú sau khi rời đi, diệt sinh thanh lôi tựu đình chỉ rồi. Giữa bầu trời màu đen tầng mây từ từ tản đi rồi, ánh mặt trời ấm áp lần thứ hai vung vãi đại địa. Rất nhiều linh dược cốc đệ tử vừa vặn đều bị diệt sinh thanh lôi cho chém thành cho tàn. Linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, sắc mặt của hắn âm trầm yếu tích hủy rồi. Lần này tới truy sát diệp thần phong, lại hy sinh linh dược cốc nhiều tên đệ tử. Hơn nữa linh dược cốc đệ nhất thiên tài cũng đã bị chết ở tại diệp thần phong trên tay. Chuyện này đối với linh dược cốc tới nói quả thực là một cái đau đớn thê thảm đả kích. Linh dược cốc trên đất huyền giới địa vị từ trước đến giờ là cực kỳ cao, dù sao toàn bộ huyền giới cũng chỉ có kia mấy cái nội tình thâm hậu nhất phẩm tông môn. Linh dược cốc mới sẽ e ngại, bởi vì trên đất huyền giới hầu như chỉ có linh dược cốc mới biết luyện chế đan dược, mà lại cái nào tông môn là không cần đan dược. Lúc này linh dược cốc lại đang một cái thần niệm cảnh tiểu tử trên người bị thiệt lớn, này nam hạo sinh đem cái chết tại diệt sinh thanh lôi bên dưới linh dược cốc đệ tử cũng coi như đã đến Diệp thần phong trên đầu. Nam Hạo Sinh trong thân thể phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát ra, hắn quát lên, đáng ghét. Quả thực là không cách nào tha thứ, cho dù tiểu tử kia được thiên lôi thú nuốt, chúng ta cũng nhất định muốn điều tra rõ ràng nội tình của hắn, chỉ cần hắn không phải nhất phẩm trong tông môn người, bên cạnh hắn tất cả mọi người liền toàn bộ đều phải chết. Linh dược cốc đại trưởng lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, hai người bọn họ đang nghe Nam Hạo Sinh lời nói sau bọn hắn không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý vương phụ thân của thiên kỳ vương vĩnh tinh hắn cắn răng nói ra cho dù chết tại thiên lôi thú trong bụng cái này cũng là tiện nghi cái nhỏ rác rưởi vương vĩnh quý chỉ hoãn thở ra một hơi nói ra vĩnh viễn tinh cái nhỏ rác rưởi là chắc chắn phải chết rồi hiện tại chúng ta vẫn là lo lo lắng lắng làm sao bắt được thiên lôi thú đi thiên lôi thú nhưng khắp người đều là bảo vật bất quá Chúng ta nhất định muốn lập tức triệu tập phụ cận Niết bàn cảnh cường giả. Thiên Lôi thú có Niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, quang dựa vào chúng ta Linh dược cốc nhất định là không cách nào bắt lại. Linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh cũng thu hồi một ít phẫn nộ. Nói ra, đúng vậy, lập tức liên hệ phụ cận Niết bàn cảnh cường giả. Chúng ta Linh dược cốc mặt mũi, bọn hắn khẳng định đều sẽ cho. Mà nương tựa ở trên cửa thành Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt hai người bọn họ cũng chỉ hoãn quá rồi sức lực đến hạ tử ninh sư phụ hà tuyết xuân người lãnh đạm nói tử ninh người bây giờ cần phải chết tâm chứ cái kia hạ đẳng vị diện tiểu tử được thiên lôi thú nuốt đây chính là niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiên lôi thú chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chết hạ tử ninh là sư tỷ chu nguyệt nhỏ giọng nói tiểu tử kia chết rồi tốt nhất bằng không quay đầu lại liên lụy chúng ta sẽ không tốt linh dược cốc nhưng không phải bình thường tông môn có thể đắc tội. Bị phong bế huyệt đạo Hà Tử Ninh, người đột nhiên cảm giác mình vẫn là đồng dạng không dùng, người căn bản không giúp được Diệp Thần Phong bất kỳ bận biểu, người hốc mắt trong nước mắt dường như tuyệt đê hồng thủy. Tại linh dược cốc cùng linh nguyệt tông người đều cho rằng Diệp Thần Phong lần này không có bất kỳ một tia còn sống khả năng thời điểm. Bị nuốt vào thiên lôi thú trong bụng Diệp Thần Phong, giờ khắc này, Diệp Thần Phong đang đứng tại Thiên Lôi thú dịch dạ dày bên trong. Ầm, um, một tiếng, một trận lay động sau, Diệp Thần Phong lần thứ hai đứng vững bước chân, hắn vừa vặn cũng cảm giác được Thiên Lôi thú nhảy về trong hố đen, bây giờ Thiên Lôi thú hẳn là đáp xuống hố đen nơi sâu xa nhất rồi. Thiên Lôi thú dịch dạ dày cũng là màu xanh sẫm, này màu xanh sẫm dịch dạ dày bên trong hàm chứa lôi điện chi lực cùng cực kỳ cường hãn hủ thực chi lực. Cũng may Diệp Thần Phong trong cơ thể Thủy Linh Châu từ mới vừa mới bắt đầu liền vận chuyển. Vị này dịch cũng nên tính là nước một loại, cho nên mới có thể kích phát trung phẩm bảo khí Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu trôi nổi ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, từ trong Thủy Linh Châu thả ra nhất cổ nước năng lượng, đem Diệp Thần Phong cấp bao quấn ở trong đó. Bằng không e sợ Diệp Thần Phong sớm đã bị thiên lôi thú dịch dạ dày cho tiêu hóa. Cầm trong tay chảm nguyệt kiếm Diệp Thần Phong, trong lỗ mũi của hắn không ngừng xông vào thiên lôi thú dịch dạ dày gây mũi vị. Thủy Linh Châu nước năng lượng tuy rằng đem dịch dạ dày tính ăn mòn toàn bộ ngăn cách, thế nhưng dịch dạ dày bên trong lôi điện chi lực chưa hề hoàn toàn được ngăn cách. Bất quá, này lôi điện chi lực tại Diệp Thần Phong trong phạm vi chịu đựng, thân thể của hắn chỉ là cảm giác một trận lại một trận tê liệt mà thôi. Thiên lôi thú, theo lý tới nói thiên lôi thú thể bên trong không có bất tử huyết mạch, lão hắc giang vận thiên thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh trầm ngâm một lát sau, hắn cũng mở miệng nói con này thiên lôi thú hẳn là ăn nhầm một loại nào đó thiên tài địa bảo, trong cơ thể nó mới sẽ sinh ra bất tử huyết mạch, mà hắn tại ăn nhầm này loại thiên tài địa bảo, nó liền lâm vào trong giấc ngủ say. Tiểu gia hỏa vừa vận là của người bất tử kim thân kích hoạt lên thiên lôi thú trong cơ thể bất tử huyết mạch, này mới khiến cho nó tỉnh lại, nó nuốt vào ngươi, có thể là nó cảm giác ngươi có thể khiến nó là bất tử huyết mạch trở nên càng thêm nồng nặc, ta suy đoán này sẽ không có quá lớn sai lệch. Khi nghe đến Lão Hắc cùng Lão Bạch lời nói sau, Diệp Thần Phong cũng không muốn một mực ngốc tại thiên lôi thú trong dạ dày, trong cơ thể hắn cấp ba hàn băng kiếm ý hơi độc, trong tay chảm nguyệt kiếm trong nháy mắt được mông thượng một tầng xương trắng, long tường cửu thiên. Theo, ba tiếng rồng gầm vang lên, từ trảm nguyệt kiếm bên trong nhảy ra ba cái màu trắng cự long oanh một tiếng này ba cái màu trắng cự long đột nhiên hướng đánh vào thiên lôi thú dạ dày trên vách đợi đến ba cái màu trắng cự long biến mất thiên lôi thú dạ dày vách tường liền một điểm vết thương đều không có để lại thiên lôi thú có thể là cảm thấy trong dạ dày diệp thần phong không có chết nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới lôi điện chi lực trong nháy mắt hướng về trong dạ dày hội tụ Thiên lôi thú bên trong thân thể ẩn chứa đồng dạng là Diệt Sinh Thanh Lôi. Từng đạo Diệt Sinh Thanh Lôi trong nháy mắt hướng về trong dạ dày Diệp Thần Phong hội tụ, mà dịch dạ dày trong lôi điện chi lực cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Diệp Thần Phong bắt đầu không cách nào tại dịch dạ dày bên trong đứng vững vàng, được tăng mạnh lôi điện chi lực công kích, hai chân của hắn lập tức không còn chi giác. Phù phù. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong nháy mắt té lăn quay dịch dạ dày bên trong. Mà giờ khác này, thiên lôi thú toàn bộ trong dạ dày là che kín từng đạo diệt sinh thanh lôi. Chỉ là trong chớp mắt công phu, tại thiên lôi thú trong dạ dày cũng đã che kín hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi rồi. Những này diệt sinh thanh lôi một đạo lại một đạo hướng về diệp thần phong bổ tới. Này diệt sinh thanh lôi so với lúc trước diệp thần phong thừa nhận tịch diệt tử lôi phải cường hãn hơn rất nhiều rất nhiều. Diệt sinh thanh lôi không nhìn thẳng thủy linh châu nước năng lượng mới bị đạo thứ nhất diệt sinh thanh xét đánh chúng, Diệp Thần Phong trong cơ thể xương trong nháy mắt mệt dã cả rời, trên người da thịt cũng nứt ra, trong đầu trở nên ngất vù vù lên. Lão Hắc, xem ra chúng ta muốn động thủ giúp một tay tên tiểu tử này. Lão Bạch mở miệng nói, nhưng lại tại Lão Bạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Chỉ thấy Diệp Thần Phong nghi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải mãnh liệt bắt đầu lăn lộn. Theo, này màu trắng cùng màu đen thức hải lăn lộn. Cái này từng đạo bổ về phía Diệp Thần Phong diệt sinh thanh lôi, chúng nó thật giống được Diệp Thần Phong mi tâm hấp dẫn. Cái này từng đạo diệt sinh thanh lôi chui vào Diệp Thần Phong giữa chân mày. Này đi vào Diệp Thần Phong mi tâm diệt sinh thanh lôi, chúng nó cũng không hề tại Diệp Thần Phong trong óc tản đi, mà là một đạo lại một đạo ngừng lưu tại Diệp Thần Phong thức hải phía trên. Diệp Thần Phong thức hải lại đang điên cuồng tồn chữ diệt sinh thanh lôi. Lão Bạch cùng Lão Hắc phát hiện biến hóa này sau, hai người bọn họ cũng trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Thần Phong thức hải biến dị, có thể tồn chữ thiên lôi chi lực rồi, nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong thức hải biến dị đã đến cường hãn như vậy trình độ. chương 1537, trả giá bằng máu. Thiên lôi thú trong dạ dày. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở màu xanh sẫm dịch dạ dày bên trong, trôi nổi tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu Thủy Linh Châu chỉ là đem dịch giả dạ dày mãnh liệt tính ăn mòn cho đã cách trở. Cái kia từng đạo diệt sinh thanh lôi xuyên qua Thủy Linh Châu nước năng lượng, liên tiếp tiến vào Diệp Thần Phong giữa chân mày. Chỉ thấy thiên lôi thú trong dạ dày đan vào diệt sinh thanh lôi là càng ngày càng ít. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong nghi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải phía trên, có hơn 200 đạo diệt sinh thanh lôi ngừng lưu tại nơi đó này diệt sinh thanh lôi uy lực thì một đạo so với một đạo cự đại. Diệp thần phong màu trắng cùng màu đen thức hải trải qua lần trước biến dị sau đó phảng phất nhìn trời lôi có một loại phi thường to lớn khắc chế lực. Bằng không lấy diệp thần phong thực lực hôm nay, e sợ thân thể của hắn sớm đã bị phách thành cho tàn rồi. Diệp thần phong nghi tâm thức hải trả đang không ngừng hấp dẫn diệt sinh thanh lôi. Thiên lôi thú trong dạ dày tổng cộng cũng mới hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi. Theo, Diệp Thần Phong thức hải tồn chữ Diệt Sinh Thanh Lôi càng ngày càng nhiều, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, trong đầu hắn đột nhiên một trận căng đau, có thể là màu trắng cùng màu đen thức hải khắc chế lực đến cực hạn, hắn thức hải phía trên đan vào Diệt Sinh Thanh Lôi bắt đầu không chút kiêng kỵ lên. Nhưng Diệp Thần Phong hai mảnh thức hải vẫn cứ không có đình chỉ hấp dẫn Diệt Sinh Thanh Lôi, chỉ là một đảo mắt thời gian thiên lôi thú trong dạ dày hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi hoàn toàn hội tụ ở diệp thần phong thức hải phía trên rồi. Đau đớn kịch liệt cuốn sạch lấy diệp thần phong mỗi một cái thần kinh não bộ, hắn cảm giác đầu của mình phảng phất đều phải nổ tung rồi. Loại này đau đớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngồi xếp bằng tại dịch dạ dày trong diệp thần phong, trong đầu hắn trống rỗng, hắn đã không cách nào đi suy nghĩ những chuyện khác rồi, trong miệng cắn chặt hàm răng hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu, mười ngón lâm vào trong lòng bàn tay, từng tia từng tia máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy ra. Lão Hắc, nên chúng ta động thủ, để cho chúng ta đến tạm thời giúp tên tiểu tử này áp chế lại hắn thức hải phía trên diệt sinh thanh lôi đi. Theo Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, hắn và Lão Hắc thần niệm lực lượng lập tức thẩm thấu tiến vào diệp thần phong trong óc. Tại có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp sau đó Diệp Thần Phong thức hải phía trên hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi cuối cùng là an ổn lại. Diệp Thần Phong trong đầu đau nhức cũng bỗng nhiên một giảm. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong thức hải phía trên hơn 300 đạo đan vào diệt sinh thanh lôi an phận xuống nháy mắt. Diệp Thần Phong mi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải, chúng nó ngược lại là trở nên càng thêm trở nên sống động, chúng nó so với vừa vặn lăn lộn càng thêm lợi hại rồi. Theo Màu trắng cùng màu đen thức hải kịch liệt nhào lộn, từ nơi này hai mảnh trong óc sinh ra nhất cổ đặc biệt nhằm vào lôi điện chi lực sức hút. Phải biết thiên lôi thú toàn thân phần lớn địa phương đều hàm chứa lôi điện chi lực. Tại bạch sắc cùng màu đen thức hải đối lôi điện chi lực sản sinh sức hút sau. Đầu tiên là dịch dạ dày trong lôi điện chi lực điên cuồng trào vào diệp thần phong giữa chân mày. Những này tràn vào diệp thần phong trong mi tâm lôi điện chi lực, Nhanh chóng bổ sung đến hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi bên trong, phàm là tương đối kém diệt sinh thanh lôi bổ sung đến lôi điện chi lực thì càng nhiều. Rất nhanh, thiên lôi thú dịch dạ dày trong lôi điện chi lực bị rút lấy không còn chút nào. Nhưng màu trắng cùng màu đen thức hải căn bản không có dừng lại ý tứ. Chúng nó đối lôi điện chi lực sức hút là càng ngày càng mãnh liệt. Màu trắng cùng màu đen thức hải bắt đầu hấp dẫn thiên lôi thú ngũ tạng lục phủ. Toàn thân mỗi đầu gân mạch cùng với mỗi một cái xương bên trong lôi điện chi lực rồi. Thiên Lôi thú hẳn là cảm thấy thân thể mình bên trong biến hóa, dịch dạ dày của nó không ngừng lăn lộn, nó muốn đem Diệp Thần Phong cho phun ra trong dạ dày. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lôi điện chi lực đang nhanh chóng biến mất, này làm cho Thiên Lôi thú sức mạnh trở nên vô cùng nhỏ, huống hồ Diệp Thần Phong thức hải hấp thu Thiên Lôi thú toàn thân lôi điện chi lực tốc độ nhanh đến mức cực hạn xuất hiện tại thiên lôi thú là thật sự hối hận đem Diệp Thần Phong cho nuốt vào trong bụng. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, tiểu tử loài người, chúng ta hòa giải đi. Người từ trong thân thể ta đi ra, ta thả ngươi rời đi. Thiên lôi thú có niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nó sớm đó là có thể đủ miệng nói tiếng người cùng với hóa thành hình người rồi, chỉ là nó khinh thường ở làm như vậy. Có một phần yêu thú càng yêu thích chính mình dáng dấp lúc trước. Diệp Thần Phong biết vừa vặn là hắn biến dị thức hải có thể hấp thu lôi điện chi lực, lại tăng thêm lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp, bằng không hắn sớm đã bị Thiên Lôi thú tiêu hóa hết rồi. Nếu như Diệp Thần Phong rời đi Thiên Lôi thú trong dạ dày, mặc dù bây giờ Thiên Lôi thú bởi vì lôi điện chi lực cực độ tiêu hao, thực lực giảm xuống rất nhanh, nhưng mà nếu như Diệp Thần Phong đứng ở nơi này Thiên Lôi thú trước mặt lời nói, Thiên Lôi thú e sợ vẫn có thể trong nháy mắt miểu sát Diệp Thần Phong. Cho nên diệp thần phong nhìn trời lôi thú lời nói là hờ hững diệp thần phong giữa chân mày màu trắng cùng màu đen thức hải vẫn cứ đang nhanh chóng hấp thu lôi điện chi lực thiên lôi thú cho rằng tự hào chính là lôi điện chi lực rồi nhưng tại diệp thần phong trước mặt căn bản không được tác dụng gào 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 thiên lôi thú thấy diệp thần phong hoàn toàn không để ý đến ý của nó hơn nữa toàn thân nó lôi điện chi lực cũng sắp cũng bị rút khô trong cổ họng nó phát ra tiếng hô cũng càng ngày càng suy yếu. Xuất hiện tại thiên lôi thú là hối hận vạn phần đem Diệp Thần Phong cho nuốt vào trong bụng. Bằng không thiên lôi thú đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nó trong nháy mắt là có thể để Diệp Thần Phong đi diêm vương điện báo cáo. Nhưng này tại hết thảy đều đã chậm, nếu như thiên lôi thú trong cơ thể lôi điện chi lực hoàn toàn bị rút khô, cái này cũng đại diện cho thiên lôi thú muốn chết rồi thiên lôi thú toàn thân lôi điện chi lực càng ngày càng ít càng ngày càng ít thẳng đến mỗi một khắc thiên lôi thú toàn thân cuối cùng một tia lôi điện chi lực cũng đi vào diệp thần phong giữa chân mày diệp thần phong có thể rõ ràng cảm giác được thiên lôi thú sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan e sợ con này thiên lôi thú là từ trước tới nay chết biệt khuất nhất được rồi đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực lại bị một cái thần niệm cảnh tiểu tử rút khô lôi điện chi lực mà chết Diệp Thần Phong tại cảm giác được thiên lôi thú đã triệt để tắt thở sau. Diệp Thần Phong từ phía trên lôi thú dịch dạ dày bên trong đứng lên, hắn cảm ứng nghi tâm trong óc tình huống. Chỉ thấy Diệp Thần Phong nghi tâm hai mảnh thức hải phía trên vẫn cứ chỉ có hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi. Vừa vặn hấp thu lấy lôi điện chi lực toàn bộ bổ sung đến này hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi chi bên trong. Căn cứ Diệp Thần Phong cảm giác, bây giờ này mỗi một đạo diệt sinh thanh lôi power đều giống nhau, này hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi màu sắc trở nên lục biến thành đen. Cảm ứng thức hải phía trên hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi, Diệp Thần Phong đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn tựa hồ cảm giác được trong này bất kỳ một đạo diệt sinh thanh lôi đều có thể khiến hắn lập tức hóa thành cho tàn. Diệp Thần Phong sau lưng không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh, trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, lão bạch, lão hắc, trong biển ý thức của ta là hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi uy lực thì không phải rất mạnh. Lão Hắc Giang vận thiên hí hành hạ nói, tiểu tử, này hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi, mỗi một đạo có thể đánh chết một tên niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ, người nói này diệt sinh thanh lôi uy lực thì không phải rất mạnh. Nếu không phải người biến dị sau thức hải nhìn trời lôi có khắc chế lực, lại tăng thêm ta cùng lão bạch áp chế, này hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi đã sớm tại trong biển ý thức của ngươi nổ tung rồi, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng sớm liền biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả cho tàn cũng sẽ không còn lại. Nghe được Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong không tự chủ nín thở. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng lập tức mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chả không cách nào khống chế mạnh mẽ như thế thiên lôi, hoàn toàn là ta cùng Lão Hắc đang giúp ngươi áp chế, bất quá hai chúng ta hiện tại cũng chỉ là tàn hồn mà thôi, chúng ta chỉ có thể giúp người áp chế nhiều nhất hai ngày. Tại trong vòng hai ngày, người nhất định phải đem trong óc diệt sinh thanh lôi đều thả ra ngoài, nếu không, tại hai ngày sau, người sẽ bị hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi trong nháy mắt phách thành cho tàn. Diệp thần phong là gương mặt khiếp đảm, bất quá, ngược lại, diệp thần phong trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh như băng. Này diệt sinh thanh lôi lão bạch cùng lão hắc có thể giúp hắn áp chế hai ngày mà ở được thiên lôi thú nuốt vào bụng bên trong trước đó, linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh, đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh không phải làm hung hăng sao. Thậm chí bọn hắn còn nói qua liền coi như bọn họ khinh người quá đáng thì lại làm sao. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một cái tiểu rác rưởi một cái hủy bọn hắn linh dược cốc tương lai hy vọng người. Dù sao những này diệt sinh thanh lôi cũng phải tại trong vòng hai ngày thả ra ngoài, Diệp Thần Phong chẳng bằng để linh dược cốc người biết rõ biết rõ cái gì mới gọi là chân chính hung hăng. Cái gì mới gọi là chân chính khinh người quá đáng. Linh dược cốc, lúc này ta Diệp Thần Phong nhất định muốn cho các ngươi trả giá bằng máu." Diệp Thần Phong âm thầm nói lầm bầm. Chương 1538, bất lực hạ tử Ninh. Tại Diệp Thần Phong tính toán muốn cho linh dược cốc trả giá thật lớn thời điểm. Dược Phương thành ngoài cửa thành Linh Dược Quốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh, Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh đám người, bọn hắn đã phái người đi mời phụ cận niết bàn cảnh cường giả tới nơi này đồng thời bắt lấy thiên lôi thú rồi. Nam Hạo Sinh đám người hướng xuống đất thượng cái kia cái hắc động thật lớn nhìn tới, bọn hắn tầm mắt tiếp xúc cùng địa phương đều là đen kịt một màu, bọn hắn căn bản trông không đến hố đen thấp nhất. Tại Diệp Thần Phong được thiên lôi thịt nuốt vào bụng trong khoảng thời gian này, Dược phương thành bên trong người tu luyện sớm đã bị động tính bên ngoài hấp dẫn, mà linh dược cốc cũng lục tục lại chạy đến một nhóm người. Linh dược cốc mặt mũi vẫn là rất dễ sử dụng. Có linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh ở nơi này, tình cảnh cũng không hề hiện ra phải vô cùng hỗn loạn, tất cả tu luyện người đều không dám ở nơi này càn dỡ. Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt, các nàng vốn là muốn muốn dẫn hạ tử ninh rời khỏi. Bất quá, vừa vặn được linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh cho ngăn lại vương vĩnh tinh làm cho các nàng trước tiên ở một bên chờ một lát giờ khắc này tất cả mọi chuyện trên căn bản đều chuẩn bị thỏa đáng linh dược cốc nam hảo sinh vương vĩnh quý cùng vương vĩnh tinh đám người bọn hắn hiện tại chỉ cần chờ chờ niết bàn cảnh cường giả đến nơi này nam hảo sinh cũng từ vương vĩnh tinh khẩu bên trong hiểu được vương thiên kỳ đến dược vương thành mục đích nam hảo sinh đem ánh mắt nhìn về phía hà tuyết xuân Nói ra các ngươi Linh Nguyệt Tông người, các ngươi tới nói cho ta nghe một chút chuyện đã xảy ra. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong giết chết Linh dược cốc đệ nhất thiên tài Vương Thiên Kỳ đi qua, chỉ có Hạ Tuyết Xuân, Chu Nguyệt cùng Hạ Tử Ninh ba người này, Linh Nguyệt Tông trên đất huyền giới chỉ là một cái tam phẩm tông môn. Tuy rằng tam phẩm tông môn thế lực không tính yếu, nhưng là Linh dược cốc nhưng một điểm cũng không sợ sợ, trên đất huyền giới rất nhiều nhị phẩm tam phẩm tông môn cùng linh dược cốc quan hệ trong đó là cực kỳ tốt. Hạ tử ninh sư phụ Hà Tuyết Xuân cùng sư tỷ Chu Nguyệt, trong lòng các nàng tại đang nghĩ nên như thế nào trả lời. Mà hạ tử ninh nhưng là bị phong bế huyệt đạo không cách nào nhúc nhích, không cách nào nói chuyện. Linh dược cốc ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh, hắn thấy rõ ràng hạ tử ninh nước mắt trên mặt, hắn biết hạ tử ninh phải là linh nguyệt tông yếu giới thiệu cho con trai của hắn vương thiên kỳ, vương vĩnh tinh có thể không tin tưởng hạ tử ninh là vì con trai của hắn vương thiên kỳ tại rơi lệ thế là vương vĩnh tinh nhìn xem hạ tử ninh mở miệng nói chuyện gì xảy ra tại sao phải niêm phong lại huyệt đạo của nàng linh dược quốc tông chủ nam hạo sinh lông mày cũng hơi nhíu lại trong cơ thể hắn luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế hơi động bàn tay của hắn hướng về hạ tử ninh vung lên ầm um, ầm um, hai tiếng Nam Hạo sinh cách không đem Hạ Tử Ninh huyệt đạo giải khai. Huyệt đạo được giải mở Hạ Tử Ninh, tâm tình của nàng có vẻ cực kỳ không bình tĩnh, tuy rằng người muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong còn sống. Thế nhưng trong lòng nàng lại biết Diệp Thần Phong còn sống tỷ lệ hầu như là số không rồi. Hạ Tử Ninh trong gân mạch linh khí dòng sông hơi độc, thân ảnh của nàng trong nháy mắt hướng về cự đại hắc động lướt tới, xem ra người là muốn nhảy vào hố đen. Bồi tiếp Diệp Thần Phong cùng chết rồi, trong miệng không khỏi hô, "Thần Phong, Tử Ninh đến giúp ngươi." "Bất quá, Hạ Tử Ninh chỉ có hợp biển cảnh thực lực." Tuy rằng Hạ Tử Ninh cử động rất là đột nhiên, nhưng Nam Hạo Sinh vẫn là đệ nhất thời gian phản ứng đi qua. Tại Hạ Tử Ninh sắp nhảy vào trong hố đen thời điểm, Nam Hạo Sinh trong cơ thể phóng ra ngoài linh khí quét vào Hạ Tử Ninh trên người. Hạ Tử Ninh nhất thời hướng về bên trái bay ngược ra ngoài, thân thể của nàng nặng nề té lăn quay trên mặt đất, trong miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết, muốn muốn lần nữa từ trên mặt đất bỏ lên, nhưng là người dù như thế nào cũng không làm được rồi. Linh Dược cốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh nhìn xem Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt, gần như giết gào chất vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Người hẳn lại yếu giới thiệu cho Thiên Kỳ A, làm sao nàng và giết chết Thiên Kỳ tiểu tử kia nhận thức. Người vừa vặn là ở vì tiểu tử kia chảy nước mắt, các ngươi linh nguyệt tông nhất định muốn cho ta một cách nói bằng không chúng ta linh dược cốc cũng sẽ không khách khí với các ngươi nghe vậy hà tuyết xuân cùng chu nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi các nàng biết sự tình là ẩn không dối gạt được yếu là lúc sau lại bị linh dược cốc điều tra ra chân tướng như vậy linh dược cốc nhất định sẽ càng thêm tức giận cho nên hà tuyết xuân đem sự tình đại khái giải thích một lần dù sao trong quá trình này hà tuyết xuân cùng chu nguyệt các nàng là đứng ở vương thiên kỳ phía bên kia, các nàng từ đầu tới cuối đều không có tán đồng qua diệp thần phong cái này hạ đẳng vị diện người. Linh Dược Cốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh, Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cùng Ngũ trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh, Bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên là hạ đẳng vị diện người. Này để trong lòng bọn họ lửa giận càng thêm thịnh vượng, chỉ là một cái hạ đẳng vị diện tiểu tử liền để cho bọn họ linh dược cốc tổn thất nặng nề rồi, Vậy làm sao có thể để cho bọn họ nuốt xuống khẩu khí này? Nhưng hôm nay sự tình cũng xảy ra, sai lầm thật cũng không tại Linh Nguyệt Tông, nếu như Linh Dược Cốc miễn cưỡng muốn đối Linh Nguyệt Tông động thủ, như vậy Linh Nguyệt Tông tốt xấu cũng là tam phẩm tông môn, cuối cùng đối Linh Dược Cốc ảnh hưởng khẳng định không tốt. Vương Phụ thân của Thiên Kỳ Vương Vĩnh Tinh, hắn nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất thượng đầy mặt bi thương Hạ Tử Ninh, hắn đối với Hạ Tuyết Xuân nói ra người phụ nữ kia nhất định muốn giao cho chúng ta xử trí, nếu cái kia tiểu rác rưởi đã bị chết, như vậy người phụ nữ kia nhất định muốn thừa gánh trách nhiệm. Người phụ nữ kia phải cùng cái nhỏ rác rưởi quan hệ không bình thường chứ. Rất tốt, ta liền thay con trai của ta thu rồi nữ nhân này, ta muốn để nữ nhân này hoàn toàn biến thành chúng ta linh dược cốc nô lệ. Đại trưởng Lão Vương Vĩnh Quý cũng đồng ý Vương Vĩnh Tinh lời nói, hắn đối với Hà Tuyết Xuân nói ra, các người không có quyền cự tuyệt, trừ phi các người muốn cùng linh dược cốc là địch. Hà Tuyết Xuân nghe được Vương Vĩnh Tinh cùng Vương Vĩnh đắt tiền lời nói sau, trong lòng nàng không ngừng dẫy dụa. Nói thật, Hà Tuyết Xuân cùng Hà Tử Ninh không có quá thâm hậu sư đồ tình cảm, dù sao Hà Tử Ninh đi tới địa huyền giới cũng không thời gian quá lâu. Hà Tuyết Xuân ở trong lòng ngẫm nghĩ chốc lát, người suy tính các loại được mất, người cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho Hà Tử Ninh, người gật đầu nói, được, nàng đích xác hẳn là vì chuyện này phụ trách. Nghe được Hà Tuyết động tình trả lời, Vương Vĩnh Tinh cùng Vương Vĩnh Quý sắc mặt mới coi như khá hơn một chút. Linh Dược Cốc Tông Chủ Nam Hạo Sinh nói ra, Đại trưởng Lão, Ngũ trưởng Lão, xử trí chuyện của nữ nhân này vẫn là chờ bắt được thiên lôi thú lại quyết định đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt lấy thiên lôi thú. Vương Vĩnh Quý cùng Vương Vĩnh Tinh cũng gật đầu đồng ý, bây giờ linh dược cốc đệ nhất thiên tài vương thiên kỳ chết rồi, nếu như có thể bắt được một đầu thiên lôi thú, này cũng có thể để linh dược cốc cứu vãn một ít tổn thất. Ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh đối với Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt, nói ra, hai người các ngươi giúp chúng ta coi chừng người phụ nữ kia, cho chúng ta bắt được thiên lôi thú, chúng ta liền sẽ xử trí nữ nhân kia, đến lúc đó hai người các ngươi mới có thể rời đi. Đối mặt linh dược cốc, Hiện tại Linh Nguyệt Tông Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt căn bản không có phản đối quyền lợi, hai người bọn họ chỉ có thể đồng ý. Hà Tuyết Xuân cùng Chu Nguyệt lần nữa đi tới Hà Tử Ninh trước mặt, các nàng đem Hà Tử Ninh nhiều chỗ huyệt đạo cho phong bế, để Hà Tử Ninh liền tự sát khả năng cũng không có, các nàng đem Hà Tử Ninh từ trên mặt đất đỡ lên. Hà Tử Ninh đem vừa vặn linh dược cốc cùng sư phụ nàng Hà Tuyết Xuân đối thoại là nghe được nhất thanh nhị sở hà tuyết xuân nhìn xem chính mình đồ đệ hạ tử ninh điềm đạm đáng yêu dáng dấp người lạnh lẽo nói ra hạ tử ninh chúng ta thầy trò tình cảm từ giờ khác này liền đi tới cuối về sau ngươi hạ tử ninh lại cũng không là đồ đệ của ta tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm xem ra hạ đẳng vị diện người chính là hạ đẳng vị diện người tự coi như ngươi đi tới địa huyền giới ngươi cũng sẽ không có thành tựu cho ngươi gia nhập linh dược cốc chính là một cái sai lầm hạ tử ninh sư tỷ chu nguyệt người đang nhìn đến sư phụ Hà Tuyết Xuân thái độ đối với Hà Tử Ninh sau đó khóe miệng nàng cũng hiện lên khinh thường cười gằn. Hà Tử Ninh thiên phú so với nàng xuất chúng, người biết Hà Tử Ninh thực lực sớm muộn cũng có một ngày hội vượt qua của nàng, kỳ thực trong lòng nàng vẫn luôn phi thường đố kỵ Hà Tử Ninh. Chu Nguyệt nhìn xem Hà Tử Ninh diếu cợt nói, Hà Tử Ninh, ai cho ngươi sẽ đối hạ đẳng vị diện tiểu tử kia nhớ mãi không quên. Hiện tại tiểu tử kia cũng sớm đã đi diêm vương điện báo cáo, mà ngươi về sau sắp biến thành linh dược cốc nô lệ. Hạ Tử Ninh toàn thân nhiều chỗ huyệt đạo bị phong bế, hiện tại người liền cắn lưỡi tự sát sức mạnh cũng không sử dụng ra được, Viên mắt của nàng sưng đỏ lợi hại, trong đôi mắt nước mắt sắp chảy khô, nhất cổ cực kỳ mãnh liệt vô trợ cảm, tại trong thân thể của nàng từ từ khuếch tán ra. Liền tự sát đều làm không đến. Hạ Tử Ninh hiện tại thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có bất lực lấp đầy trái tim của nàng trong lòng nàng bi thương thầm nghĩ, thần phong, là ta, là ta hại ngươi. chương 1539, Hỗn Độn Nhẫn Tại Hạ Tử Ninh gặp phải sư phụ nàng Hà Tuyết Xuân buông tha thời điểm. Cự đại hắc động nơi sâu xa nhất. Bốn phía là một mảnh đen như mực. Hình thể khổng lồ thiên lôi thú thi thể không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Xoẹt, một tiếng. Đột nhiên, thiên lôi thú trên bụng tránh qua một đạo hào quang màu bạc, chảm nguyệt kiếm thân kiếm từ phía trên lôi thú trong bụng đâm đi ra. Một đạo vết thương thật lớn tại thiên lôi thú trên bụng sinh ra. Sát theo đó, máu tươi từ thiên lôi thú vết thương trên bụng bên trong cuồng trào ra. Cầm trong tay chảm nguyệt kiếm diệp thần phong, hắn từ phía trên lôi thú vết thương trên bụng bên trong chui ra. Thiên lôi thú tại không có lôi điện chi lực cùng với linh khí bảo vệ sau, tuy rằng cơ thể nó là cực kỳ cường hãn, thế nhưng Diệp Thần Phong tìm tới thiên lôi thú trên bụng yếu ớt nhất một địa phương, này mới khiến cho Diệp Thần Phong tại thiên lôi thú trên bụng rạch ra một vết thương. Từ phía trên lôi thú trong bụng xuyên sau khi đi ra, Diệp Thần Phong là sâu đậm thở ra một hơi, thật sự là thiên lôi thú dịch dạ dày bên trong gai mũi vị quá mức khó nghe rồi. Trôi nổi tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu Thủy Linh Châu đã lần thứ hai trở về trong cơ thể hắn rồi. Diệp Thần Phong hai con mắt quét mắt bốn phía, Hắn tầm mắt tiếp xúc cùng địa phương đều là đen như mực. Chỉ có thiên lôi thú trên đỉnh đầu hai cái sừng tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang, cho này đen nhánh hoàn cảnh gia tăng rồi một tia sáng. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, đem thiên lôi thú hai cái sừng lấy ra thu cẩn thận, thiên lôi thú còn lại bộ phận lôi điện chi lực toàn bộ được ngươi rút khô. Bất quá, thiên lôi thú hai cái sừng có tự mình khôi phục lôi điện chi lực hiệu quả. Các loại qua một đoạn thời gian hai cái này rác bên trong liền lại sẽ ẩn chứa lôi điện chi lực rồi. Này nhiết bàn cảnh thiên lôi thú rác cũng xem là không tệ. Có thể luyện chế một cái coi như tạm được lôi thuộc tính vũ khí. Diệp thần phong khi nghe đến lão hắc lời nói sau, hắn tự nhiên là sẽ không do dự rồi. Thiên lôi thú ra dày thịt béo, phần đầu chính là nó cực kỳ cứng rắn một cái vị trí. Diệp thần phong chọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ hắn mới đem thiên lôi thú hai cái sừng cho lấy xuống. Thiên lôi thú hai cái này rác đồng dạng là hiện lên màu xanh lá, hai cái sừng ước chừng có dài hơn một mét. Cầm ở trong tay toàn thân lạnh lẽo. Diệp thần phong trực tiếp đem thiên lôi thú hai cái sừng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Trong tay chảm nguyệt kiếm cũng tương tự được diệp thần phong thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, diệp thần phong bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh nhất thời xuất hiện có thiên địa chi hỏa thanh viêm chiếu sáng sau đó chu vi trở nên phát sáng lên. Diệp thần phong ngón tay búng một cái, thanh viêm bay thẳng đến thiên lôi thú trên thi thể, bởi thiên lôi thú nhục thân cường hãn. Thanh viêm không cách nào đem thiên lôi thú lập tức đốt thành cho bụi, cho nên thiên lôi thú thi thể chậm rãi thiêu đốt. Tại thiên lôi thú thi thể bốc cháy lên sau đó chung quanh là hoàn toàn đại phát sáng lên. Chỉ thấy Diệp Thần phong thân ở một cái mật thất bên trong, ngoại trừ đỉnh đầu hố đen là đi về trên mặt đất bên ngoài, này bốn phía đều bị vách tường cho đã cách trở lên. Trên mặt đất phủ kín từng khối từng khối màu trắng tinh thạch. Diệp thần phong cũng không hề tại đây rậm rạp chẳng chịt trong tinh thạch cảm ứng được năng lượng tồn tại. Lão Bạch Ngô Phong dối quá vì đáng tiếc nói ra, tiểu gia hỏa, chân người dưới tinh thạch đều là lôi tinh, này lôi tinh trên đất huyền giới giá trị liên thành, chỉ tiếc những này lôi tinh bên trong năng lượng đều bị rút khô. Nghe vậy, Diệp Thần Phong là cực kỳ khó chịu liếc mắt nhìn thiên lôi thú thi thể, không cần nói, những này lôi tinh đều là được thiên lôi thú cho rút khô được rồi. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn muốn thu hồi thanh viêm, mở rộng suất linh khí vũ rực bay trở về trên mặt đất thời điểm. Diệp Thần Phong ánh mắt bị hắn ngay phía trước vách tường hấp dẫn. Chỉ thấy tại vách tường dưới góc trái khảm nạm một con đen như mực nhẫn. Xuất phát từ hiếu kỳ, diệp thần phong hướng về chiếc nhẫn màu đen đi tới diệp thần phong cũng không hề từ chiếc nhẫn màu đen thượng cảm giác được đặc thù khí tức hắn đưa tay phải ra đi chạm vào chiếc nhẫn màu đen nỗ lực muốn đem chiếc nhẫn màu đen từ trong vách tường móc ra nhưng vô luận diệp thần phong sử dụng bao nhiêu sức mạnh hắn căn bản dung chuyển không được khảm nạm tại trong vách tường nhẫn chính lúc diệp thần phong dự định buông tha thời điểm chiếc nhẫn màu đen chính mình tùng chuyển động tại Diệp Thần Phong trả chưa kịp phản ứng thời điểm, chiếc nhẫn màu đen tự mình bộ vào Diệp Thần Phong trên ngón trỏ. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, hắn nhìn xem này chiếc nhẫn màu đen bên trên có khắc họa một loại phi thường cổ quái ký hiệu. Diệp Thần Phong ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên mặt nhẫn ký hiệu xem, đột nhiên, trên mặt nhẫn ký hiệu thật giống Nguyễn chuyển động. Sát theo đó, nhất cổ cực hạn hàn ý từ chiếc nhẫn màu đen thường không ngừng rót vào Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, hắn lập tức muốn đem chiếc nhẫn màu đen lấy xuống. Nhưng này chiếc nhẫn màu đen thật giống cùng hắn ngón trỏ liền đi lên, căn bản vô pháp từ hắn trên ngón trỏ lấy xuống. Tại Diệp Thần Phong không ngừng thử gỡ xuống chiếc nhẫn màu đen thời điểm, chiếc nhẫn màu đen rót vào Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn ý ngày càng kịch liệt. Toàn thân hắn mỗi một tế bào thật giống đều tại được từng cây từng cây kim đâm đâm vào loại này đau đớn dường như được ngàn vạn con kiến tại gạm cắn bình thường sát theo đó như hồng thủy đau nhức bao phủ diệp thần phong toàn thân trong đầu hắn ý thức trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ phù phù một tiếng diệp thần phong trực tiếp hôn mê ở trên mặt đất tại diệp thần phong hôn mê sau lão bạch ngô phong rỗi rảnh mở miệng nói lão hắc chiếc nhẫn này không đơn giản a hát lão hắc giang vận thiên gật đầu hồi đáp xác thực không đơn giản Bất quá, tạm thời chả đoán không ra chiếc nhẫn này lai lịch, chỉ có chờ tiểu tử này chính mình thanh tỉnh, hy vọng hắn có thể đủ tại trong vòng hai ngày tỉnh lại đi. Bằng không trong biển ý thức của hắn hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi sẽ phải phiền toái. Hỗn loạn, cũng không biết ngủ mê thời gian bao lâu. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác nằm ở một cái cực kỳ phiêu miểu trong ảo cảnh. Làm Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, trong đầu hắn đau đớn lợi hại, hắn nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, hắn mới nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Một bên thiên lôi thú thi thể đã bị thanh viêm thiêu đốt sạch sẽ. Diệp thần phong đột nhiên nghĩ đến trong óc hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi, hắn lập tức một cái căng thẳng, hỏi, lão bạch, lão hắc, ta hôn mê bao lâu? Tiểu gia hỏa, yên tâm, người mới hôn mê một ngày. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp. Nghe vậy, diệp thần phong này mới chậm rãi thở ra một hơi, Ánh mắt của hắn lập tức nhìn hướng tay trái mình trên ngón trỏ. Chỉ thấy cái viên này chiếc nhẫn màu đen từ Diệp Thần Phong trên ngón trỏ biến mất rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong trên ngón trỏ nhiều hơn một cái cổ quái đồ án, cái này đồ án bên trong đã bao hàm các loại thiên địa dị thú, những này thiên địa dị thú tại Diệp Thần Phong ngón tay vòng trên thành một vòng, phảng phất là một cái cực kỳ đặc thù nhẫn. Những này thiên địa dị thú tuy rằng vô cùng nhỏ bé, thế nhưng mỗi một cái đều là trông rất sống động diệp thần phong ánh mắt nhìn trên ngón trỏ cổ quái đồ án bỗng nhiên một trận sức lôi kéo đang không ngừng nắm kéo diệp thần phong mà diệp thần phong căn bản vô lực chống đối một trận mê muội qua đi làm diệp thần phong mở mắt lần nữa thời điểm hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi hắn phảng phất thân ở một cái thế ngoại đào nguyên bên trong chung quanh là một đám lớn xanh hóa Bầu trời cũng cực kỳ tinh khiết. Nơi này linh khí nồng nặc quả thực cho người giận sôi. Ở mảnh này xanh hóa bên trái có một mảnh rừng trúc. Mảnh này xanh hóa lớn lên ước chừng một ngàn mét, rộng lớn ước cũng có một ngàn mét. Tại xanh hóa phần cuối nhưng là một mảnh trắng xóa. Diệp thần phong nhìn xem tất cả xung quanh chính xuất thần. Trong đầu hắn lão bạch ngô phong dỗi rảnh cảm xúc đột nhiên kích động. Hắn nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc này này cái này không thể nào chứ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn nhẫn lão hắc giang vận thiên cảm xúc cũng tương tự không kiểm soát hỗn độn nhẫn truyền thuyết đang khai thiên tích địa trước liền tồn tại hỗn độn nhẫn đây nhất định chính là hỗn độn trong nhẫn tiểu thế giới rồi diệp thần phong nghe lão bạch cùng lão hắc kích động nhứ nhứ thao thao hắn nghe được mặc dù có chút mơ hồ thế nhưng hắn mơ hồ đoán được cái viên này chiếc nhẫn màu đen khẳng định không bình thường Diệp thần phong hỏi, lão bạch, lão hắc, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một cái? Lão hắc giang vận thiên không vui nói, dẫm nhầm cướp chó tiểu tử, dẫm nhầm cướp chó tiểu tử, người nói vận cướp chó của ngươi làm sao lại tốt như vậy chứ? Không được, trước tiên để cho chúng ta bình yên tĩnh một chút, người biết cái gì gọi là hỗn độn nhẫn sao? Tiểu tử ngươi sẽ không lý giải chúng ta tâm tình bây giờ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng tán đồng nói ra, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết hỗn độn nhẫn thật sự tồn tại, có bao nhiêu người vẫn cho rằng hỗn độn nhẫn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, ban đầu ta cũng cho rằng hỗn độn nhẫn căn bản không tồn tại. Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ chờ lão Bạch cùng lão Hắc cảm xúc bình tĩnh, bất quá, hắn hiện tại trong lòng đối mặt cái gọi là hỗn độn nhẫn tràn đầy vô hạn chờ mong. Chương 1540, ta cần trốn sao? Lão Bạch cùng lão Hắc hai người này bọn hắn tại du du thì thầm sau mười mấy phút, tâm tình của bọn họ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Khổ khổ, lão hắc giang vận thiên ho khan hai tiếng sau, nói ra tiểu tử, ngươi là không biết này hỗn độn nhẫn lai lịch, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Căn cứ ta cùng lão bạch suy đoán, cái viên này chiếc nhẫn màu đen chính là hỗn độn chiếc nhẫn, bây giờ hỗn độn nhẫn đã hoàn toàn cùng ngươi dung hợp. Hắn ngón trỏ trái thượng đồ án phải là hỗn độn nhẫn cùng ngươi dung hợp sau, lưu lại đồ án. Tại vùng thế giới này không có bị mở ra trước khi đến, trời và đất vốn là hợp lại cùng nhau, toàn bộ thế giới chính là mơ hồ một đoàn trạng thái, hỗn độn nhẫn hay là tại thời đại kia sinh ra. Thời đại kia so với viễn cổ thời đại yếu càng thêm xa xôi, không có ai biết hỗn độn chiếc nhẫn là ai đúc tạo nên, rất nhiều trong sách cổ cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ ghi chép đã đến liên quan với hỗn độn chuyện chiếc nhẫn này hỗn độn nhẫn truyền thuyết là ngự trị ở tiên khí bên trên tồn tại, bất quá, này hỗn độn nhẫn không tồn tại lực công kích. Truyền thuyết hỗn độn trong nhẫn tự thành một thế giới nhỏ, bên trong tiểu thế giới này linh khí nồng nặc cực kỳ, thực lực càng mạnh, tiểu thế giới cũng sẽ bị mở rộng càng lớn. Đừng xem bây giờ hỗn độn bên trong chiếc nhẫn tiểu thế giới mới ngần ấy lớn, chỉ cần thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, tiểu thế giới này cũng sẽ mở rộng càng lúc càng lớn, thậm chí có thể mở rộng đến so với địa huyền giới, cổ võ giới cùng thế tục giới gộp lại đều lớn. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói chính là kích động vạn phần, hắn hơi hơi dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, tiểu tử, bây giờ hỗn độn nhẫn cùng ngươi dung hợp, cho nên tại bên trong tiểu thế giới này ngươi chính là chúa tể. Ngươi cũng có thể mang những người khác tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Thế nhưng, căn cứ cổ tịch thượng ghi chép ngươi chỉ có thể mạnh mẽ đem so với thực lực ngươi yếu người đưa vào tiểu thế giới, nếu như người khác thực lực mạnh hơn ngươi, bọn họ là có thể chống lại được hỗn độn nhẫn sức lôi kéo. Bất quá, nếu như thực lực mạnh hơn ngươi người, bọn hắn tự nguyện tiến vào tiểu thế giới, chỉ cần bọn hắn không chống cự, như vậy ngươi vẫn có thể đem bọn hắn đưa vào bên trong tiểu thế giới. Chỉ cần người khác tiến vào bên trong tiểu thế giới này, coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, người cũng có thể để cho bọn họ trong nháy mắt ở giữa tử vong. Dù sao hỗn độn nhẫn năng lực hẳn là chả có rất nhiều, ta cùng lão bạch cũng chỉ đi hiểu một ít da lông mà thôi, cái khác cần nhờ chính ngươi đi đào móc. Diệp thần phong khi nghe đến lão hắc giải thích sau đó trong lòng của hắn vẫn còn có chút đáng tiếc, nếu như có thể đem so với thực lực của hắn mạnh người cũng có thể mạnh mẽ đưa vào tiểu thế giới lời nói. Như vậy Diệp Thần Phong chẳng phải là vô địch rồi. Diệp Thần Phong lại hỏi, nếu hỗn độn nhẫn làm châu bò, như vậy thiên lôi thú làm sao có khả năng để đó hỗn độn nhẫn mặc kệ. Lúc này, lão Bạch Ngô Phong dối rảnh mở miệng trả lời, tiểu gia hỏa, người cho rằng hỗn độn chiếc nhẫn là cái gì? Nhất định muốn đạt được hỗn độn nhẫn tán thành, này hỗn độn nhẫn mới sẽ nhận chủ, mà ngươi nhưng là đã nhận được hỗn độn nhẫn tán thành. Diệp thần phong gật gật đầu sau đó hắn biết mình không thể ở nơi này dừng lại, hạ tử ninh hiện tại không biết thế nào hắn nhất định muốn lập tức trở về mặt đất tử lên. Hắn lại hỏi, ta muốn làm sao rời đi tiểu thế giới này? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, người ở trong lòng lặng yên nghĩ một hồi là được rồi. Quả nhiên, Diệp Thần Phong trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một trận mê muội sau, Diệp Thần Phong lần nữa về tới hố đen chỗ sâu mật thất kia bên trong. Diệp Thần Phong bàn tay phải hơi động, trên mặt đất thiêu đốt thanh viêm lập tức bay trở về trong bàn tay của hắn. Diệp thần phong thủ trưởng trong nháy mắt nắm chặt, đợi được lại buông ra thời điểm, thanh viêm đã trở về bên trong đan điền của hắn rồi. Chỗ này dưới nền đất trong mật thất đã không có những vật khác có thể để cho Diệp thần phong nghiên cứu được rồi. Diệp thần phong trong cơ thể linh khí đột nhiên hướng sau lưng dâng tới, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực từ sau lưng hắn mở rộng ra. Diệp thần phong trên mặt lần thứ hai mang lên mặt nạ màu bạc, hắn còn không muốn tiết lộ thân phận của mình. Diệp Thần Phong đã là có phần không thể chờ đợi, trong biển ý thức của hắn hơn 300 đạo diệt sinh thanh lôi. Mỗi một đạo đều có thể trực tiếp đánh chết một tên niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả, là thời điểm để linh dược cốc người trả giá thật lớn. Hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực hơi động. Diệp Thần Phong thân thể nhanh chóng hướng về hố đen phía trên bay đi. Mà giờ khắc này, dược vương thành ngoài cửa thành, trải qua sau một ngày. Nơi này tụ tập người đã nhiều hết mức rồi. Linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, đại trưởng lão Vương Vĩnh Quý cùng ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, bọn hắn đứng ở cách cự đại hắc động cách đó không xa địa phương. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bên ngoài, còn lại linh dược cốc trưởng lão cũng cơ bản đến đông đủ. Tại Nam Hạo Sinh bên phải đứng đấy một người mặc trường sam màu đen cùng trường sa màu xám lão đầu. Hai cái này lão đầu chính là phụ cận tông môn lão tổ bọn họ là trước tiên chạy tới nơi này nhất bàn cảnh cường giả. Trường Sa màu đen lão đầu tên là Lý Có Thông, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Trường Sa màu xám lão đầu tên là Triệu Hạc Thành, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Lý Có Thông tại gần nhất vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh, hắn nỡ nụ cười nhìn xem linh dược quốc tông chủ Nam Hạo Sinh, nói ra, Nam Tông Chủ, người yên tâm. Nhờ có ngươi một mực cho ta cung cấp đan dược, Ta mới có thể đột phá đến Niết Bàn cảnh, lần này ta lý có thông tuyệt đối tận tâm tận lực giúp Linh dược cốc bắt lấy Thiên Lôi thú. Triệu Hạc Thành cũng liền vội vàng nói, đúng vậy, Linh dược cốc tại chúng ta địa huyền giới nhưng là tuyệt đối không thể biến mất, lần này dĩ nhiên có người dám giết Linh dược cốc đệ nhất thiên tài, Nam tông chủ ngươi nén bi thương đi. Nam Hạo Sinh lặng lẽ gật gật đầu, tuy nhiên đã chạy đến hai tên Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên cao thủ rồi thế nhưng muốn bắt bắt thiên lôi tú còn xa xa chưa đủ cho nên nam hạo còn sống nhất định muốn các loại về phần cách đó không xa linh nguyệt tông hà tuyết xuân cùng chu nguyệt các nàng là một mực coi trừng bị phong bế huyệt đạo hạ tử ninh hạ tử ninh trong lòng đã sớm là tuyệt vọng tới cực điểm hà tuyết xuân nhìn vẻ mặt tuyệt vọng hạ tử ninh người lạnh nói hạ tử ninh sớm biết hiện tại người lại sao lúc trước còn như thế đâu này nguyên bản hay là người có thể trở thành linh dược cốc người nhậm chức môn chủ kế tiếp phu nhân. Chu Nguyệt khinh thường nói, sư phụ, hạ tử ninh chính là chúng ta linh nguyệt tông sỉ nhục, như người như vậy tiện nhân, làm nô lệ là thích hợp nhất nàng. Tại linh dược cốc người còn đang chờ đợi càng mạnh niết bàn cảnh cao thủ đến thời điểm. Tại trong hắc động không ngừng đi lên bay diệp thần phong, hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng, hắn biết mình lại yếu đến trên mặt đất. Diệp thần phong sau lưng linh khí vũ rực thu hồi trong cơ thể, chân phải của hắn đạp ở hố đen bên cạnh đống bùn thược, cả người hắn trong nháy mắt lao ra khỏi trong hố đen, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tại diệp thần phong lao ra hố đen sau, ở đây ánh mắt của mọi người trong phút chốc đều tập trung vào diệp thần phong trên người. Diệp thần phong đối với chung quanh cái này từng đạo ánh mắt, hắn căn bản là không nhúc nhích, tầm mắt của hắn đầu tiên nhìn thấy hạ tử ninh, khi hắn cảm thấy được hạ tử ninh chỉ là bị một chút thương nhẹ sau đó hắn này mới yên tâm xuống linh dược quốc tông chủ nam hạo sinh đại trưởng lão vương vĩnh quý cùng ngũ trưởng lão vương vĩnh tinh bọn hắn đang nhìn đến mang mặt nạ màu bạc diệp thần phong sau bọn hắn trước tiên là hơi sững sờ sát theo đó trên mặt bọn họ tràn đầy không cách nào che giấu khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới được niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiên lôi thú nuốt vào bụng trong diệp thần phong lại vẫn có thể bình yên vô sự sống sót chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho bọn hắn biết đạo thiên lôi thú được Diệp Thần Phong rút khô lôi điện chi lực chết rồi, thật không biết bọn hắn lại sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Tiểu giác rời, ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết, như vậy cũng tốt, cho ngươi cứ thế mà chết đi, vậy thì lợi cho ngươi quá rồi. Vương Vĩnh Tinh đã không lo được suy nghĩ Diệp Thần Phong tại sao không chết. Tại vì vì ngây người sau, trong miệng hắn lập tức gầm hét lên. Đại trưởng lão Vương Vĩnh Quý cũng quát lên, "Tiểu giác rửi, lần này xem ngươi trốn đi đâu." Linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, sắc mặt hắn âm trầm quát lên, "Tiểu tử, ngươi chắp cánh khó chạy thoát, giết chết chúng ta Linh dược cốc đệ nhất thiên tài, hại chết chúng ta Linh dược cốc nhiều đệ tử như vậy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng sinh bất tử cảm giác." Nhiệt bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cùng hậu kỳ lý có thông cùng Triệu Hạc Thành đứng dậy, bọn hắn một mặt một xem thường nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong trong đó niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ lý có thông, hắn nói ra tiểu tử, người chính là giết chết linh dược cốc đệ nhất thiên tài người kia. Ta khuyên người vẫn là không muốn động đào tẩu đầu óc. Trên mặt mang mặt nạ màu bạc diệp thần phong, khóe miệng của hắn phóng ra một vệt nụ cười lạnh như băng, hắn nói ra, đối mặt các ngươi những người này, ta cần trốn sao? Ta có đào tẩu cần phải sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 77.